Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 36. Xâm xà, lang trưởng lão giật mình, giống to lên tiếng. Nơi xa quan sát đây hết thảy Thác Bạt Thiết Sơn mọi người, cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên bọn họ sớm đã ngờ tới, Trác Phàm có thể sẽ ra cái gì quỷ kế. Nhưng là bọn họ làm sao có thể tưởng tượng ra được, Trác Phàm mục tiêu lại to lớn như thế, lấy thiên huyền cảnh thực lực, trực tiếp lấy hóa hư cảnh cao thủ đầu. Trước dùng ngôn ngữ ổn định lang trưởng lão, lại trong bóng tối thiết kế xà trưởng lão, cái này Trác Phàm tâm kế, quả nhiên âm hiểm. Thác Bạt Thiết Sơn thở sâu, một mặt tán thưởng lên tiếng. Bọn người người nghe, cũng là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, Thác Bạt Liên Nhi càng là một mặt ngơ ngác nhìn phía trên chiến trường kia đã hết sức yếu ớt bóng người, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt giật mình lo lắng một mảnh. Trác Phàm tại dâm xà thi thể ngã xuống trong nháy mắt, lập tức nhảy ra chỗ đó, ngẩng đầu hướng Lệ Kinh Thiên hô, Lệ lão, bọn họ bị chọc giận, rút lui. Phảng phất là sớm đã thương lượng xong đồng dạng, Lệ Kinh Thiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, lập tức hướng về sau nhảy ra, sẽ không tiếp tục cùng cái kia mãnh hổ chiến đấu. Mãnh hổ còn muốn lại truy, lại là đột ngột đến cảm thấy một cỗ đáng sợ không gian ba động truyền đến, né người sang một bên, liền né tránh đi. Lại hướng xuống nhìn, chỉ thấy Trác Phàm phải đồng tử bên trong hai đạo màu vàng vầng sáng rạng rỡ phát sáng, tản mát ra khiếp người uy thế. Hưu, Lệ Kinh Thiên đi vào Trác Phàm trước mặt, ôm chặt lấy hắn suy yếu thân thể, liền hướng nơi xa bay đi. Bởi vì dâm xà đầu không, quấn lấy cửu viêm hải đầu kia thần hồn cự mãng cũng biến mất vô ảnh vô tung, hắn nhất thời liền lại đạt được tự do. Cùng Tuyết Thanh Kiến liếc nhìn nhau, phu phụ hai người cũng cùng nhau đuổi theo Lệ Kinh Thiên bóng người. Hướng nơi xa bay đi. Mãnh hổ rơi xuống dâm xà thi thể bên cạnh, nhìn một chút bên cạnh xài lang, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dâm xà làm sao lại bị người tước rơi đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, lang trưởng lão cũng là một đầu mơ hồ, thầm hận lấy thẳng dậm chân nói, ta làm sao biết, tiểu tử kia không biết dùng cái gì biện pháp, bỗng nhiên liền chạy tới dâm xà bên người, đem đầu hắn cho nổ không có. Chờ ta phát hiện lúc, hắn đã là bộ này đức hạnh. Bất quá, cái này cũng đến quái chính hắn, chủ quan khinh địch, thấy sắc liền mở mắt. Ta đã sớm đã nói với hắn, trên đầu chữ sắc có cây đao, sớm chịu muộn chịu đều được chịu. Nhìn, hiện tại thì xảy ra chuyện đi. Con mẹ nó ngươi thiếu cho lão tử nói vuốt đuôi, muốn là ngươi đem tiểu tử kia để ý, lão phu há có thể rơi vào kết quả như vậy. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, dâm xà thi thể bỗng nhiên kịch liệt rung động động. Sau đó hưu một tiếng, một đầu màu nâu đen cự mãng hư ảnh liền đột nhiên từ cái này thi thể bên trong nhảy lên đi ra, một đôi mắt tam giác bắn ra âm độc ánh sáng, càng không ngừng phun lưỡi rắn, bén nhọn hàm răng tràn đầy xương độc, phảng phất muốn đem con mồi hoàn toàn xé nát đồng dạng. Cái kia đáng chết tiểu tử, dám hủy lão phu thân thể. Lão phu nhất định muốn bắt được hắn, diệt hắn nguyên thần, đoạt hắn thân thể, lấy báo lão phu hủy thân thể mối thù. Cái kia con cự mãng điên cuồng vung lấy đuôi dài, khuấy động đầy trời mưa gió, gào thét liên tục. Hổ trưởng lão cùng xài lang liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau cùng nhìn về phía Trác Phàm bọn họ đi xa phương hướng, giận dữ nói, lão lang, chúng ta muốn hay không đi giúp cái này dâm xà đoạt xá trọng sinh a? Đương nhiên, coi như không là cái này con rắn chết, lão phu cũng nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Lang trưởng lão khẽ cắn môi. Trong mắt hung mang lộ ra. Dâm xà không ngừng mà sôi trào thân thể, giống to lên tiếng, vậy các ngươi còn chờ cái gì, mau cùng ta truy a. Lão phu hiện tại thân thể đã chết, thần hồn xuất thể. Tại bên ngoài thêm một khắc chuông, lực lượng liền sẽ nhiều tổn hại một phần, nhất định phải nhanh đoạt xá mới được. Ách, nếu không, ngươi trước tùy tiện tìm người, đoạt cái bỏ, trước làm một bộ chính mình thân thể về sau, chúng ta lại truy. Mãnh hổ trầm ngâm một trận. Đề nghị. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra, đầu kia dâm xà liền đong đưa to lớn đầu to, giận mắng lên tiếng, đánh rắm, lão phu thân thể là bị tiểu tử kia hủy, lão phu hôm nay liền muốn đoạt tiểu tử kia bỏ. Nếu không, trở lại tông môn, chẳng phải thành mọi người trò cười. Người bây giờ cũng đã là tông môn trò cười, đường đường một cái hóa hư cao thủ, bị một cái thiên huyền cảnh thằng nhóc con hái đầu, cái này đúng a, quả thực cũng là thiên cổ kỳ văn a. Giống như người thân thủ báo thù, mọi người liền sẽ quên sự kiện này, sẽ không cười ngươi một dạng. Hừ hừ, cái này chết rắn thật là chúng ta ngự thú tông sỉ nhục a.
bất giác sờ mũi một cái, Mãnh Hổ cùng Xài Lang liếc nhìn nhau, đều là trong lòng cười thầm không thôi. Bất quá, thân là đồng môn, nếu để cho hung thủ thì như vậy nghênh ngang chạy, bọn họ cũng hội cùng theo một lúc bị chuyện cười thứ hèn nhát, không có bản sự. Kết quả là, mặc kệ là vì tông môn vinh dự, vẫn là vì chính mình thể diện, bọn họ đều muốn đem Trác Phàm cái này tiểu ma đầu giải quyết tại chỗ mới được. Cho nên, tại lẫn nhau nhìn nhìn lại về sau, hai người một đạo hình rắn thần hồn bỗng nhiên hướng về Trác Phàm bọn họ đi xa phương hướng đuổi theo, nháy mắt không thấy tăm hơi. Thác Bạt Thiết Sơn nhìn lấy đây hết thảy, mặt sắc mặt ngưng trọng, ai thán lắc đầu, ai, ba vị này trưởng lão lại mẹ hắn trung kế. Đây là điều hổ ly sơn chi kế, vừa mới ta nhìn Trác Phàm những người kia hành động mau lẹ, không chút do dự, nhất định là sớm an bài tốt. Xem ra Trác Phàm ngay từ đầu ý đồ, cũng là muốn cho chúng ta đem át chủ bài ra hết, cao thủ dẫn đi, lại lấy quân đối quân. Có điều, luận quân lực lời nói, bọn họ thế nhưng lại yếu thế a. Lấy quân đối quân, bọn họ cũng không chiếm tiện nghi. Thác Bạt Lưu Phong nhướng mày, nghi ngờ nói. Hai mắt lóe qua một đạo cơ trí tinh quang, Thác Bạt Thiết Sơn đạm mạc lên tiếng, cái gọi là hai hải tướng quyền lấy nhẹ, cho dù bọn họ quân lực chiếm thế yếu, cũng so khiến cái này hóa hư cao thủ trên chiến trường đại náo một phen tốt. Hoặc là nói, Trác Phàm còn có hậu thủ. Nói đến đây, Thác Bạt Thiết Sơn dừng lại, mi đầu cũng là càng nhăn càng sâu. Mọi người gặp này, không khỏi đều là nghi hoặc, chỉ có Hãn Thiết Ma khẽ vuốt chòm râu, suy nghĩ một lát, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, Thiết Sơn huynh, chẳng lẽ ngươi nói là Trác Phàm tiểu tử này cho ba vị trưởng lão thiết lập không chỉ là điều hổ ly sơn chi kế, còn có dẫn quân vào cuộc chi chiêu. Không sai, nếu là Trác Phàm có ý cho ba vị trưởng lão bố hạ bẫy dập, dẫn bọn họ vào bẫy lời nói. Chỉ sợ ba vị này trưởng lão, đã là rất khó trở về. Thác Bạt Thiết Sơn thở dài một hơi, ai thán liên tục, binh pháp có nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Thế nhưng là ba vị này trưởng lão, ai? Thế nhưng là, bọn họ đều là hóa hư cảnh, cấp 7 phía dưới không hóa hư, có cái gì dạng bẫy dập, có thể vây được bọn họ. Thác Bạt Lưu Phong sững sờ, một mặt khó hiểu nói. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Thác Bạt Thiết Sơn thở dài lên tiếng, Trác Phàm người này, ra người ngoài dự tính, thủ đoạn quỷ dị. Lúc trước chúng ta lại có từng nghĩ đến, tiểu tử này có bản lĩnh đem xà trưởng lão thân thể hủy đâu. Nghe được lời này, mọi người đều là giật mình nửa ngày, nghĩ đến xà trưởng lão lúc đó ra thần hồn, nổi giận liên tục bộ dáng, mới hiểu gật gật đầu. Trác Phàm người này thật sự là thần thông quảng đại, chuyện gì làm không được, không thể phỏng a. Như vậy phụ soái, chúng ta sau đó phải như thế nào làm việc, muốn đi viện trợ ba vị trưởng lão, vẫn là... Không. Thác Bạt Lưu Phong vừa mở miệng, Thác Bạt Thiết Sơn liền vội gấp khoát khoát tay, nghiêm túc nói, vẫn là câu nói kia, tốc chiến tốc thắng. Trác Phàm là muốn trước giải quyết chúng ta cao thủ, lại quay đầu cùng chúng ta xung đột vũ trang. Chúng ta liền muốn tại hắn trở về trước đó, không tiếc dư lực, cấp tốc cầm xuống Phong Lâm Thành, ngăn đường lui. Đúng là hắn lấy hùng trưởng ta lấy cá, coi như ba vị trưởng lão gặp nạn, một trận ta cũng sẽ không thua thiệt. Truyền lệnh xuống, toàn quân tấn công, cầm xuống Phong Lâm Thành. Thác Bạt Thiết Sơn hét lớn một tiếng, tất cả tướng lãnh liền tất cả đều khom người cúi đầu, hét to lên tiếng, đúng, cẩn tuân nguyên soái tướng lệnh. Một phút sau, toàn bộ Huyền Nhung đại quân đã chỉnh quân hoàn tất, một mảnh đen kịt, hướng Phong Lâm Thành thẳng tiến, cầm đầu dẫn đội người, chính là Bát Lang vệ không thể nghi ngờ. Tám người mỗi người mang một đội, mấy trăm ngàn binh mã, hiện lên hình quạt bọc đánh tới. Thiên Vũ Tứ Hổ xa nhìn đây hết thảy, nhìn nhìn lại sau lưng cái kia chỉ có hơn 1 triệu nhân mã, không khỏi cùng nhau lắc đầu thở dài, ai thán liên tục. Cái này hơn 1 triệu bên trong, cũng chỉ có lúc trước cái kia 500-600 ngàn độc cô quân lão nhân, có thể hình thành cường đại chiến lực. Còn lại đều là lâm thời điều động, quả thực có thể dùng đám người ô hợp để hình dung, sao là Huyền Nhung cái kia 3 triệu nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh đối thủ. Bất quá, bọn họ cũng không nóng lòng. Dù sao hết thảy đang hướng về bọn họ dự đoán như thế phát triển. Quả nhiên như nguyên soái phỏng đoán đồng dạng, cái này Thác Bạt Thiết Sơn thật sự là muốn tốc chiến tốc thắng. Bát Lang vệ bên trong liền sát phá lang dạng này cận vệ đều phái ra, một tên cũng không để lại bên người, cũng thật sự là liều. Độc Cô Phong không khỏi cười khẽ cả đời, nhìn xem bên người mấy cái huynh đệ, thản nhiên nói. Độc Cô Lâm cũng là khẽ gật đầu, nhìn nhìn lại một mặt bất mãn Độc Cô Hỏa.
không khỏi bật cười ra tiếng, có điều, chúng ta Thiên Vũ Tứ Hổ chỉ là dùng đến dụ địch, có phải hay không đại tài tiểu dụng, khó trách lão tam hội không cao hứng, ha ha ha. Vốn chính là a, bắt sống đối phương chủ soái dạng này kiến công lập nghiệp đại trận chiến, dựa vào cái gì không để cho chúng ta tham dự. Nguyên soái cũng là không công bằng, Độc Cô Hỏa bất mãn giận hừ một tiếng, hung hăng dậm chân một cái. Mọi người gặp, đều là bật cười lắc đầu, Độc Cô Phong càng là chuyện đương nhiên nói, đúng vậy a, nguyên soái cũng là không công bằng, ai bảo hắn là lão ngũ nhà đại quản ra đây, loại này lộ mặt sống, tự nhiên cũng là giao cho lão ngũ đi làm. Lại nói, có thể như dao nhọn đồng dạng, xuyên thẳng đối phương quân doanh chỗ sâu, cũng chỉ có lão ngũ quái vật kia chiến đội. Dựa vào chúng ta chút nhân mã này, chỉ sợ còn thật xông không qua cái kia bát lang vệ trùng điệp phong tỏa. Thế nhưng là hắn không đề cập tới đội ngũ kia còn tốt, vừa nhắc tới lời nói, Độc Cô Hỏa liền càng là có một loại có tài nhưng không gặp thời cảm giác, vỗ đùi nói, người người thường đạo, trưởng quân người chắc là chi nhân thiện nhậm. Giống chi kia quái vật quân đoàn, nếu là giao cho ta trên tay, khẳng định sẽ so tại lão ngũ trên tay phát huy càng tốt hơn, nguyên soái hắn làm sao lại như thế không biết mới đâu. Lão cha hắn không phải không thức tài, là căn bản cũng không thèm biết ngươi mà thôi. Rát băng một tiếng, cắn một cái tay chung dược tài, cách đó không xa Cổ Tam Thông buồn bực ngán ngẩm liếc mọi người một cái nói, cha ta luôn luôn dùng người không khách quan, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào, hắn dựa vào cái gì đem tân tân khổ khổ luyện chiến khôi giao cho trên tay ngươi. Độc Cô Hỏa cổ một cái, có chút không phục, cười nhạo nói, ai, Cổ Tam Thông, ngươi không phải cũng một dạng a, ngươi là con của hắn, thực lực lại mạnh như vậy. Vừa mới hắn đối phó hóa hư cao thủ lúc, làm sao khiến người ta gọi đều là lệ kinh thiên bọn họ, hoàn toàn không nghĩ tới người a. Nói nhảm, đây không phải có các ngươi cái này một đám liên lụy a. Vốn là lão cha thì sớm cùng ta bắt chuyện qua, để cho ta theo sát các ngươi, chiếu khán. Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không thể tùy tiện rời đi, chỉ sợ các ngươi mấy cái uất ức tướng lãnh không có người bảo hộ. Không phải vậy lời nói, vừa mới nhìn đến cái kia dâu trắng lão già kia khi dễ cha ta, tiểu gia sớm mẹ hắn đi lên chơi hắn. Cổ Tam Thông trong lỗ mũi phun ra hai ống nhiệt khí, giận hừ hừ nói. Độc Cô Hỏa giận dữ, còn phải lại tranh chấp, cũng là bị Độc Cô Phong vội vã dừng lại, khuyên nhủ tốt, hiện tại chúng ta là người một nhà, đều theo lấy nguyên soái bố trí làm việc, có gì có thể tranh giành. Mà lại, Cổ Tam Thông hắn nói cũng không có bỏ qua, đối phương thật có chuyên môn đối phó chúng ta người đến, các ngươi nhìn. Nói. Độc Cô Phong đưa tay hướng nơi xa nhất chỉ, mọi người theo hắn chỉ hướng nhìn qua, lại chính gặp tại cái kia khuyển nhung đại quân bụi bên trong, thỉnh thoảng lướt qua từng đạo khí lưu màu đen, lóe lên liền biến mất. Quỷ ảnh vệ. Trong mắt tinh quang lóe lên, mọi người cùng nhau kêu lên. Đã quỷ ảnh vệ đều đến, cái kia khác cao thủ cũng cách chúng ta không xa. Độc Cô Phong đạm mạc gật đầu, đứng dậy, hướng mọi người quát nói, cái kia chúng ta xuất thủ, toàn quân chuẩn bị nghênh chiến. Cổ Tam Thông đại nhân, mời ngươi giúp chúng ta đánh tốt tiếp ứng. Hơi hơi gật gật đầu, Cổ Tam Thông lại cắn một cái dược tài, từ chối cho ý kiến nói, đây là lão cha giao cho ta nhiệm vụ, không có vấn đề. Hít thật sâu, Độc Cô Phong sắc mặt nghiêm túc, chiều phía trên ba cái huynh đệ, liền các mang mấy chục vạn nhân mã, nghênh ra khỏi thành. Đây là một trận thực lực cách xa quyết chiến, cho dù là bọn họ Thiên Vũ Tứ Hổ, thân kinh bách chiến, cũng không thấy cảm thấy núi lớn áp lực. Ngoài thành, Thác Bạt Lưu Phong làm chiến trường chỉ huy thiếu soái, chính bộ bố trí bát lang vệ tiến lên, lại chợt thấy trong thành số lớn quân lữ, 1 triệu số lượng, phân biệt từ tứ hổ chỉ huy, bất giác có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Thiên Vũ Tứ Hổ là thủ mới, cho dù không có trận pháp phụ trợ, lưng thành mà thủ cũng chiếm ưu thế. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại như ong vỡ tổ xông lên, làm đến giống sau cùng quyết chiến một dạng, lại là không đúng lẽ thường. Có điều rất nhanh, hắn liền không sai hết thảy, bởi vì cái kia Thiên Vũ Tứ Hổ chiến đội vừa ra thành, liền lập tức hội tụ thành một cỗ, giống một thanh dao nhọn một dạng, thẳng tắp hướng hắn cái này thiếu soái phương hướng đánh tới, rõ ràng là nội dung chính hắn chỉ huy bộ. Hừ hừ hừ, cái này Trác Phàm dùng binh cũng thật là lớn mật, ngay từ đầu thì được ăn cả ngã về không, trực đảo Hoàng Long. Bất quá, mặc dù nói chúng ta khuyển nhung đại quân thiện sử dụng linh thú, đối với nhân loại chiến trận không lắm quen thuộc. Nhưng binh lực chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới, há có thể để ngươi tùy tiện đạt được. Không khỏi cười lạnh, Thác Bạt Lưu Phong lập tức truyền lệnh nói, thép lưng sói,
cánh tay sắt sói tiến lên chặn đánh, Phong Hống Lang, Huyết Ảnh Lang sau đó đột phá, trước do trời Vũ Hoàng thất các bằng hữu đem chiến trận phá giải, lại loạn quân trùng kích. Vâng. Bên người lính liên lạc gật đầu một cái, lập tức rời đi. Tiếp đó, nguyên bản hiện lên hình quạt tiến quân Bát Lang vệ đột nhiên biến hóa trận hình, thép lưng sói cùng cánh tay sắt sói hai đội gần 1 triệu người, đột nhiên tập hợp một chỗ, tại thác Bạt Lưu Phong thiếu soái thân vệ đội trước triển khai trận thức, làm tốt phòng ngự. Độc Cô Phong gặp này, bất giác trong mắt ngưng tụ, đã là minh bạch đối mới biết được chính mình kế hoạch, không khỏi hét lớn một tiếng, được ăn cả ngã về không, hướng. Hiện tại bọn hắn binh lực thế yếu, duy nhất phần thắng chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Cho nên bọn họ vô luận như thế nào, cho dù là bốc lên thân hãm nhà tù nguy hiểm, cũng muốn bay thẳng soái trướng, bắt giữ bọn họ chỉ huy người. Giống. Kết quả là, mọi người không sợ hãi chút nào phẫn nộ gào thét một tiếng, hung hãn không sợ chết xông về phía trước. Thế mà, đúng lúc này, từng đoàn hắc khí đột nhiên thoát ra, đủ có mấy trăm nhân số. Tuy nhiên cùng trên chiến trường trăm vạn đại quân không so được, nhưng là những hắc khí này lại hết sức quỷ dị, không có thực thể. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền bỗng dưng chui vào đại quân quân trận bên trong, trong tay màu đen đao nhận từng cái xẹt qua, nhất thời liền đem cái kia vò tới lạc gia đại quân giết đến người ngã ngựa đổ, thật vất vả tụ hợp tập kết tốt quân trận, cũng trong nháy mắt sụp đổ, loạn thành một bầy. Vân Không Chi Đỉnh, cờ đen trắng từ Mã Huy Thừa Phong bay tới. Trong tay quân cờ đen trắng từng cái bắn ra, liền như từng viên sao băng xẹt qua chân trời, hung hăng nện xuống đồng dạng, nhất thời đem người phía dưới nện đến tứ phân ngũ liệt, gào khóc thảm thiết. Một đập thì chết một mảng lớn, mấy ngàn người. Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang hai người nghiêm trận chờ lệnh, tại đội ngũ sau nhìn đến cười to liên tục, đầy mắt vẻ khinh bỉ. Cái này Độc Cô quân không có Độc Cô chiến thiên, quả nhiên không đáng để lo. Cư nhiên như thế tùy tiện. Chiến trận liền bị tan rã. Chỉ sợ không cần chúng ta xuất thủ, cái này bất bại đội quân thiện chiến trong khoảnh khắc cũng muốn hủy diệt. Phong Hống Lang cười lạnh một tiếng nói. Huyết Ảnh Lang cũng là tà tiếu gật đầu, thâm biểu tán đồng, đúng vậy a, có lẽ vị kia Trác Nguyên soái tâm tư chỉ phí tại âm mưu quỷ kế phía trên, bỏ bê luyện binh đây, ha ha ha. Phải biết trên chiến trường, chủ yếu vẫn là chính diện đối chiến, đại quân thực lực trọng yếu nhất. Mỗi ngày đem ý nghĩ tiêu vào giảo quyệt tính kế phía trên, chính là nội chính quần thần gây nên, không phải mang binh chính đổ, lẫn lộn đầu đuôi. Người khác mặc dù khôn khéo, nhưng Độc Cô quân đến trong tay hắn, xem như hủy a. Chỉ có Thác Bạt Lưu Phong biết rõ Trác Phàm tâm tư kín đáo, không thể khinh thường, mắt thấy hiện tại chiến thế thuận lợi như vậy, bất giác nổi lên nghi hoặc, mi đầu thật sâu nhăn lại, kỳ quái, Độc Cô quân lúc nào biến đến yếu như vậy. Tại quân trận sắp xếp phía trên, dễ dàng như vậy bị tan rã, cơ hồ liền khuyển nhung phổ thông quân sĩ cũng không bằng. Thế mà, hắn suy nghĩ vừa lên, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng nghe hét lớn một tiếng truyền ra, một nói bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, định thần nhìn lại là một cái 6-7 tuổi hài đồng không thể nghi ngờ. Bất quá, cái kia cờ đen trắng nhìn thấy người này hiện thân, lại là nhịn không được giật mình, sợ đến toàn thân run rẩy lên. Chuẩn bị bắn xuống mấy cái quân cờ, cũng bất thình lình tay run một cái, rơi xuống đất. Xú lão đầu, người không cố gắng tại trong hoàng thành đánh cờ, chạy chỗ này tới làm gì, muốn ăn đòn. Cổ Tam Thông một tiếng gầm thét, toàn thân hào quang màu đỏ đột nhiên thoáng hiện, tiếp lấy nhất quyền lăng không đánh ra. Ông, một trận không gian ba động đột nhiên truyền ra, Tư Mã Huy liền bỗng nhiên cảm thấy khí tức trì trệ, chợt cảm thấy toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Một cỗ cường đại trùng kích lực chính lấy một loại tương đương tốc độ kinh khủng hướng hắn vào tới, chớp mắt tới gần. Tư Mã Huy thậm chí cũng không kịp phát ra đôi câu vài lời, ổn định cái này Cổ Tam Thông hành động, cái kia cỗ không gian chấn động đã đi vào trước người hắn. Không có cách nào, hắn đành phải tụ lên toàn thân nguyên lực hướng về phía trước chặn lại. Đụng, đinh tai nhức óc bạo hưởng vang vọng đất trời, Tư Mã Huy một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân quần áo đều đánh rách tả tơi. Chỉ là trong tích tắc công phu, liền như một cái diều đứt dây giống như hướng về sau bay rớt ra ngoài, sắc mặt đã trắng bệch, toàn thân cao thấp máu chảy như trụ, càng không ngừng theo toàn thân hắn mỗi một tấc da thịt chảy ra. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, thiết quyền vô địch, quái lực kinh người, cho dù là đều là hộ long thần vệ hắc bạch kỳ thánh Tư Mã Huy, cũng không phải địch, trong nháy mắt suy tàn, biến mất tại vạn mã lao nhanh bên trong. Cười lạnh,
Cổ Tam Thông khinh thường bĩu môi, lúc này lập tức trở về thân thể, hướng những hắc ảnh kia phóng đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cổ Tam Thông tốc độ kinh người, qua trong giây lát liền xuất hiện tại những hắc ảnh kia bên người, nhất quyền một cái, quyền quyền đến thịt. Những hắc ảnh kia mặc dù không có thực thể, nhưng Cổ Tam Thông cũng người phi thường. Không nói trước hắn mỗi một quyền chấn động không gian, cho dù không cần nguyên thần trùng kích, đối với bọn hắn có lớn lao thương tổn. Chớ nói chi là tại Vạn Thú Sơn mạch thụ Kình Thiên Côn bằng vị này linh thú giới lão đại chỉ điểm về sau, Cổ Tam Thông đối với mình thiên phú thần thông càng thêm thấu triệt, thánh thú kỳ lân hung mãnh uy thế, nhất thời liền có thể hóa thành ngập trời năng lượng, đem những thứ này linh khôi hắc ảnh diệt sát hầu như không còn, nguyên thần đều không mang theo lưu. Kết quả là, chỉ là trong nháy mắt, Cổ Tam Thông đã là qua lại đại quân bụi bên trong, đem cái kia quỷ ảnh vệ trong nháy mắt diệt sát. Đợi hết thảy sự tình, Cổ Tam Thông lại đạp chân xuống, lăng không bay lên, non nớt trên nắm tay hiện ra hồng mang, sắc bén ánh mắt chăm chú để mắt tới đối diện thép lưng sói cùng cánh tay sắt sói phòng ngự mấy chục vạn đại quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Độc Cô Phong gặp này cũng là hét lớn một tiếng nói, kẻ xấu đã trừ, toàn lực trùng phong. Giống. Chỉ một thoáng, lại là một tiếng giống to bỗng nhiên phát ra, Độc Cô Hỏa, Độc Cô Lâm cùng Độc Cô Sơn ba người, chẳng biết lúc nào gom lại cùng một chỗ, mang theo một đám 500,000 chiến đội đột nhiên xuất hiện tại Độc Cô Phong trước mặt, cùng hắn hợp lưu một chỗ, tạo thành mới đột kích đội hình. Mà lại, cái này chiến đội quân sĩ cùng phía trước những người kia hoàn toàn không giống, chỉ là nhìn nhãn thần, liền lộ ra một cỗ cứng như tảng đá kiên nghị. Cái này, mới là Độc Cô quân còn lại chiến lực mạnh nhất. Cùng lúc trước những cái kia lâm thời điều đám người ô hợp hoàn toàn khác biệt. Trùng phong. Độc Cô Phong hét lớn một tiếng, Thiên Vũ Tứ Hổ dẫn đầu vào tới trước nhất, sau lưng quân sĩ kết thành quân trận, tất cả mọi người nguyên lực liên tục không ngừng hướng về phía trước trào lên đi. Cái kia cỗ mọi người đồng tâm hiệp lực kiên nghị, uyển như một thanh dao nhọn đồng dạng, xuyên thẳng đối phương khiên sắt. Thép lưng sói cùng cánh tay sắt sói gặp này, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Chi này nhân mã, tuy nhiên chỉ có 500,000 người, nhưng là so với trước trăm vạn đại quân, lại là cho bọn hắn một loại mạnh không ngừng mấy chục lần cảm giác. Cái này, mới thật sự là Độc Cô đại quân, phía trước là mồi nhử. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Thác Bạt Lưu Phong thủ hạ siết chặt, bất giác hét to lớn tiếng. Đúng lúc này, Độc Cô đại quân đã là vọt tới hai đại chiến lang phòng thủ quân trước người. Cổ Tam Thông cũng đã làm tốt chuẩn bị, nhìn đúng thời cơ, nhất quyền đánh ra, ngút trời bá quyền, nứt khung. Ông! Giống! Mãnh liệt không gian ba động cùng Độc Cô đại quân khí thế như hồng trùng kích gần như đồng thời đến đối phương trận liệt trước đó, mà lại trong nháy mắt hòa làm một thể. Trong chốc lát, thép lưng sói cùng cánh tay sắt lang nhị người chiến đội, chợt cảm thấy trước mặt cái kia vò tới tựa hồ là cửu thiên thần lôi hạ xuống, căn bản là không có cách ngăn cản. Cái kia cỗ khí thế cường đại, chỉ là tới gần trước mặt bọn hắn, liền đã để bọn hắn khí tức trì trệ, cảm thấy trái tim đều muốn ngưng đập. Oanh! Tựa như là giấy quân đội một dạng, hai đại lang vệ xuất lĩnh gần trăm vạn đại quân, trong khoảnh khắc bị Thiên Vũ Tứ Hổ chiến trận xông đến phân mảnh, tán loạn ra. Thép lưng sói cùng cánh tay sắt sói càng là nhìn không được phun ra một miệng đỏ tươi, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch xuống tới. Đoán chừng nếu không phải có gần 1 triệu quân đội chiến trận phòng ngự, chia đều cái này tấn công một đòn lực, chỉ sợ hai người cũng sớm đã bị đâm đến chết không toàn thây. Bất quá dù vậy, cái này hai đại chiến đội cũng đã phế. Toàn quân 3 phần trở lên tới chết, 6 thành trở lên trọng thương, lại không sức tái chiến. Làm sao có thể, trong mắt nhịn không được hung hăng rung động, Thác Bạt Lưu Phong cả kinh cái cằm đều nhanh rơi xuống, cái này Độc Cô quân coi như mạnh hơn. Chỉ dựa vào không đến 1 triệu quân lực, vì sao lại có chiến lực như vậy, trong nháy mắt đánh hai lang vệ. Chẳng lẽ nói, mí mắt hơi hơi run run, Thác Bạt Lưu Phong dương mắt nhìn về phía không trung cái kia nhỏ gầy hài đồng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trên trán đã là chảy ra mồ hôi lạnh, không lưu loát lên tiếng, không. Bất bại ngoan đồng, Cổ Tam Thông, chẳng lẽ vẻn vẹn hắn một người, thì bù đắp được trăm vạn hùng binh sao? Người tới, mau mời chư vị cao thủ. Đem tiểu tử kia cho ta giải quyết, không phải vậy trận chiến này không có cách nào đánh. Thác Bạt Lưu Phong cơ hồ là sợ hãi kêu lấy nộ hống mà ra. Truyền lệnh người gật đầu một cái, vội vàng rời đi nơi này. Thế nhưng là,
Thiên Vũ tứ hổ đột kích đội đã tới gần, đến tiếp xuống đối thủ cũng là Huyết Ảnh Lang cùng Phong Hống Lang hai đội, Cổ Tam Thông bóng người liền tại bọn hắn trên không xoay quanh. Ưng ực một tiếng, hai sói vệ không khỏi cùng nhau không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, liếc nhìn nhau, trên mặt đều có chút trắng bệch, đó là hoảng sợ. Coi như cái này Độc Cô đại quân lợi hại hơn nữa, cũng không có mạnh đến như thế biến thái trình độ đi. Lúc trước bọn họ còn đang cười nhạo Trác Phàm sẽ không luyện binh, chỉ biết kỳ mưu, nhưng hiện tại bọn hắn lại là rốt cuộc nói không ra lời. Bởi vì Trác Phàm kỳ mưu, lập tức liền muốn thành công. Cứ theo đà này, Độc Cô Phong bốn người đột phá đến thiếu soái chỗ đó, cũng liền chớp mắt sự tình. Liền chỉ huy bộ đều bị người đầu, vậy bọn hắn trận chiến này, cũng liền nên kết thúc. Về phần bọn hắn có thể ngăn lại cái kia tứ hổ sự tình, ha ha, bọn họ thật không nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ thế nhưng là đột kích chiến đội, cũng không phải là phòng thủ chiến đội. Liền trong quân lớn nhất hiện phòng thủ thép lưng sói cùng cánh tay sắt sói đều bị người ta trong nháy mắt đột phá, bọn họ lại làm sao có thể ngăn cản được đến. Thế nhưng là, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, ba đạo thân ảnh quen thuộc lại là đột nhiên xuất hiện, hướng về Cổ Tam Thông phương hướng bay đi. Lại là ngươi. Cổ Tam Thông nhìn người tới, giận không chỗ phát tiết, giọng căm hận nói, người cái hỗn trướng tên khốn kiếp, đủ kiểu lấn ta. Lần trước tiểu gia tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại vẫn dám xuất hiện, muốn chết đúng hay không? Người tới quấn tại một bộ hắc bào bên trong, toàn thân hắc khí lượn lờ, lại chính là lúc trước nhân thánh, hiện tại quỷ vương. Bên cạnh hắn có hai người, cũng coi như Cổ Tam Thông quen biết đã lâu, chính là 300 năm trước thiên địa nhị thánh, đã từng thừa tướng ra Cát Trường Phong bên người Âm Dương nhị lão. Hai người kia nhìn về phía Cổ Tam Thông phương hướng, trong hai con ngươi không lý do lóe qua nồng đậm sát ý, song quyền cũng không thấy chăm chú. Quỷ vương cười lạnh, nhìn về phía Cổ Tam Thông nói, Cổ Tam Thông, đã hôm nay ta dám xuất hiện tại trước mặt ngươi, liền làm đủ chuẩn bị. Ngươi xem bọn hắn hai người là ai, ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Liếc mắt hướng hai người kia liếc một cái, Cổ Tam Thông lại là nhẹ hừ một tiếng, khinh thường lắc lắc đầu nói, vô danh tiểu bối, tiểu gia không biết. Hừ, khẩu khí thật là lớn, dù nói thế nào chúng ta 300 năm trước cũng là chiến đến hừng hực khí thế, khó phân thắng bại. Hiện tại cổ đại nhân làm 300 năm hộ long thần vệ, ngược lại là quý nhân hay quên sự tình, liền năm đó lão bằng hữu cũng không nhận ra. Thiên Thánh nhếch miệng cười một tiếng, châm chọc khiêu khích nói. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Cổ Tam Thông thật sâu nhìn hai người liếc một chút, mặt hiện nghi hoặc các ngươi tại 300 năm trước cũng đã gặp tiểu gia. À, không đúng rồi, khi đó gặp qua tiểu gia, đều trên cơ bản bị tiểu gia giết chết, các ngươi hai cái làm sao sống đến bây giờ. Hừ hừ hừ, hai người bọn họ. Bất giác cười lạnh, quỷ vương quay đầu quét hai người liếc một chút, trong mắt ngược lại có cỗ nồng đậm hận ý, tức giận nói, có lẽ ngươi không nhớ rõ, vậy lão phu thì tới nhắc nhở ngươi một cái đi. Lúc trước hai người bọn họ là cùng lão phu theo ngươi cùng một chỗ hợp chiến, bất quá bọn hắn so lão phu chết trước, nhưng là giả chết, tham sống sợ chết. Nếu không, ba người chúng ta liên thủ tiếp tục đánh, lại có thể có hôm nay ngươi, phách lối cản rỡ. Quỷ vương nói đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhưng lại không phải nhằm vào Cổ Tam Thông, mà chính là một đôi âm độc ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm thiên địa nhị thánh. Hai người tựa hồ cũng có chút áy náy, thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn là từ địa thánh giải thích nói, nhân thánh, lúc đó ba người chúng ta hợp luyện trận thức còn chưa hoàn thành, vội vàng xử suất, sợ có hại không lợi. Cho nên chúng ta hợp lại núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chờ chúng ta trận thức luyện thành. Lại tìm Cổ Tam Thông tính sổ sách. Bởi vậy mới dùng quy tức thuật, giả chết tránh thoát cái này tiểu ma đầu độc thủ. Đúng vậy a, các ngươi là tránh thoát, có thể ta đâu. Quỷ vương trong mắt chừng một cái, gầm thét lên tiếng. Thiên Thánh thở dài, tiếp tục nói, nhân thánh, ngươi làm người ngu thẳng, trung thành tuyệt đối. Chúng ta như đưa ra này nghị, sợ ngươi không đáp ứng, sẽ còn ngăn cản chúng ta rút lui, cho nên liền không có thương lượng với ngươi. Hừ hừ hừ, đâu chỉ không có thương lượng, các ngươi căn bản bán đứng lão tử. Cười lạnh, quỷ vương cắn răng nói, cũng là bởi vì nhìn thấy các ngươi bỏ mình, ta mới không còn hy vọng, được ăn cả ngã về không, đón đỡ Cổ Tam Thông 10 quyền, làm đến hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Vậy chúng ta không phải cũng một dạng, trải qua lần kia sau đại chiến, chúng ta linh căn bị Cổ Tam Thông đánh gãy, trung thân khó nhập hóa hư cảnh, lại khó kéo dài tuổi thọ. Chỉ có thể đại nạn vừa tới,
hóa thành hài cốt, cả đời đều hủy. Vậy các ngươi có ta thảm sao? Các ngươi còn là người, có thể ta đâu? Chuyển hóa linh khôi, thực lực đại tổn không nói, trung thân lại không thể tiến thêm mảy may. Mà lại cách mỗi đoạn thời gian, đều muốn ăn thịt người nguyên thần, mới có thể lưu giữ sống sót, làm đến người không ra người quỷ không ra quỷ, thành triệt triệt để quái vật. Quỷ vương cùng thiên địa nhị thánh vì 300 năm trước ân oán, tại chiến trường cãi lộn, cổ tam thông ngược lại cùng cái người ngoài cuộc một dạng, ở một bên nhìn lấy, nhíu mày nhăn chán, tỉ mỉ suy nghĩ lấy người tới nội tình. Thác Bạt Lưu Phong tại dưới đáy nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể đi lên ngoan quất cái này ba nha một vả miệng. Để cho các ngươi tới là trợ trận, không phải để cho các ngươi cãi nhau, đây chính là thiên vũ cao thủ Thác Phong à, quá mẹ hắn không có trách nhiệm tâm. Chờ các ngươi nhao nhao xong, ta chỗ này đều nên đánh xong, còn muốn các ngươi làm gì dùng. Thác Bạt Lưu Phong khẽ vỗ cái trán, tức giận đến nói không ra lời. Ngược lại là cổ tam thông, tại trầm ngâm một lúc lâu sau, tựa hồ nghe ra chút manh mối, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, tiếng quát nói a, nguyên lai là các ngươi, làm sao các ngươi cũng không chết. Tiểu gia lúc trước muốn giết chết người, thế mà đều còn sống, thực sự thật không có mặt mũi. Còn có, các ngươi giả chết, có phải hay không cũng tương đương lừa gạt tiểu gia. Hừ, các ngươi ba cái tên lừa đảo, đều không phải là vật gì tốt. Tiếng cãi vã im bặt mà dừng, ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cổ tam thông phương hướng, mới ý thức tới, bọn họ là tới làm gì, sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Thiên thánh địa thánh, ba người chúng ta trước kia đủ loại ân oán trước phóng tới một bên, khác quên chúng ta lần này tới nhiệm vụ. 300 năm đến, chúng ta cùng cổ tam thông cái này tiểu quái vật cũng nên làm đoạn. Quỷ vương ánh mắt híp lại, lạnh lùng lên tiếng. Thiên địa nhị thánh liếc nhau, cũng là bình tĩnh gật đầu, đồng nói, vừa vặn, chúng ta liên thủ trận thức đã hoàn thành, cầm tiểu tử này thí chiêu lại thích hợp bất quá, cũng coi như 300 năm trước chưa xong nhất chiến. Nghe được lời này, cổ tam thông lại là khinh thường bĩu môi, cười nhạo nói, 300 năm trước các ngươi là bại tướng dưới tay tiểu gia, 300 năm sau cũng giống vậy. Hắc hắc hắc, vậy nhưng chưa hẳn, có câu nói rất hay, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Huống chi chúng ta ẩn núp 300 năm, vì cũng là hôm nay cùng ngươi làm vừa đứt. Huynh đệ chúng ta hợp kích trận thức, cũng là vì ngươi mà luyện. Vừa dứt lời, thiên thánh đột nhiên song đồng ngưng tụ, toàn thân cao thấp khí thế đại phóng, từng đạo chướng mắt bạch quang tứ tán mà ra, giống như bầu trời lại nhiều một vòng ngày mai đồng dạng. Cùng lúc đó, địa thánh quanh người cũng bốc lên cuồn cuộn hắc khí, cùng cái kia bạch quang thánh khiết khác biệt, cỗ khói đen này lại là vô cùng âm túy, lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Bất quá, như thế tương xung hai cỗ năng lượng, lại là tại mọi người ánh mắt kinh dị dưới, lẫn nhau giao dung lên, giống như thái cực đồ đồng dạng, hòa lẫn nhau xoay tròn, vò thành một cục. Nhìn lấy cái kia giống như muốn đem trước mặt hết thảy đều hút vào bên trong cái kia không ngừng xoay tròn khí lưu, cổ tam thông trong lòng, cuối cùng phát lên tia chút bất an tới. Hai người này hợp kích chiêu số, còn chưa sử xuất, đã mang đến cho hắn thật sâu cảm giác nguy hiểm. Cái này hai cái lão gia hỏa xem ra thật có một tay, không thể khinh thường. Lão cha nói qua, tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp bọn họ còn chưa hoàn thành trước đó, tiểu gia trước hết phá bọn họ liên thủ mới được. Ánh mắt khẽ híp một cái, cổ tam thông trong lòng suy nghĩ một chút, một cái non nớt nắm tay nhỏ, đột nhiên hồng mang đại phóng, cấp tốc hướng hai người nhất quyền đảo ra. Ông! Một trận không gian ba động truyền ra, cường đại trùng kích lực đột nhiên đi vào nhị thánh trước mặt, thế nhưng là bọn họ lại cũng không bối rối. Thân thủ chặn lại, cái kia cỗ đen trắng khí lưu giao xoáy vòng xoáy, liền giống một mặt thuẫn bài giống như, cản tại trước mặt bọn hắn. Mà cổ tam thông một quyền kia trùng kích lực, tại đánh tới cái kia trên tấm chắn lúc, cũng trong nháy mắt bị lưu chuyển khí lưu tiêu trừ, bỗng nhiên biến mất, không có một chút ba động phát ra. Cái này sao có thể, tiểu gia quyền lực. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, cổ tam thông từ khi ra đời đến bây giờ, lần thứ nhất mặt hiện kinh hãi. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, thiên thánh hí ngược lên tiếng, nghĩ không ra đường đường bất bại ngoan đồng cổ tam thông, cũng có xuất thủ trước thời điểm. Xem ra, người đã cảm giác được, không phải chúng ta đối thủ đi. Nếu không, tại sao lại không kịp chờ đợi tiên phát chế nhân? Đánh rắm, tiểu gia chỉ là không muốn nghe các ngươi lải nhải, muốn mau sớm giải quyết các ngươi a. Không khỏi ngoan cường hiên ngang đầu, cổ tam thông hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hướng ba người phóng đi.
gầm thét liên tục, hiện tại tiểu gia thì đưa các ngươi quy thiên, cùng 300 năm trước một dạng. Hừ, thẹn quá hóa giận. Khinh thường bĩu môi, thiên địa nhị thánh nhìn chăm chú liếc một chút, vung vung tay lên, cái kia đạo đen trắng khí lưu vòng xoáy liền đột nhiên hướng cổ tam thông phương hướng bay đi. Trong mắt nhịn không được lắc một cái, cổ tam thông trong lòng kinh hãi, cảm giác không ổn, muốn tránh né. Nhưng là còn không đợi hắn hành động, cái kia cỗ vòng xoáy đã là hung hăng đụng ở trên người hắn. Bỗng nhiên, đen trắng khí lưu đột nhiên tản ra, thuận lúc hóa thành đen trắng xiềng xích, nhất thời liền đem cổ tam thông cho trói gô lên. Không khỏi giật mình, cổ tam thông vội vàng sử dụng lực, muốn tránh thoát, nhưng lại thình lình phát hiện, cái này đen trắng xiềng xích cổ quái vô cùng. Vô luận hắn sử xuất bao nhiêu khí lực, đều dường như một cái kìm sắt giống như, hung hăng kẹp lấy hắn không thả, căn bản không có mảy may thư giãn. Thiên thánh nhìn chằm chằm cái kia không ngừng vặn vẹo, lại không thể làm gì thân thể, cười lạnh liên tục lên tiếng, hừ hừ hừ, bỏ bớt lực a, người mở không ra. Đây là ta hai người hợp luyện thiên địa âm dương trận khóa, chính là mượn thiên địa âm dương nhị khí lẫn nhau giao dung, tương sinh tương khắc, thiên địa chung liền. Một khi bị này khóa lại, tựa như cùng bị cài lên thiên địa gông xiềng. Trừ phi ngươi có thể đem thiên địa đâm xuyên, nếu không tránh thoát đến chết đều là mở không ra, ha ha ha. Thiên thánh cản rỡ cười to, còn lại hai người gặp này, cũng là giễu cợt liên tục, nhìn lấy cái kia cổ tam thông khuôn mặt nhỏ, thống khổ đến nín đến đỏ bừng, trong lòng một trận thoải mái. Nghĩ không ra tên tiểu ma đầu này cũng có hôm nay. Thật sự là làm chúng ta những thứ này ăn hắn không ít đau khổ lão gia hỏa, lão hoài đại sướng a, ha ha ha. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, khi mọi người đều coi là cái này cổ tam thông đã thúc thủ chịu trói, lại khó lật trời đảo hải lúc, cổ tam thông hai mắt lại là bỗng nhiên lóe qua khiếp người hồng mang, gầm thét lên tiếng tiểu gia chính là trùng thiên kỳ lân, đem thiên địa đâm xuyên, lại có gì khó. Giống, vừa dứt lời, cổ tam thông đột nhiên một tiếng thú hống phát ra. Chấn thiên triệt địa, hiện về bản tượng, kỳ lân chân thân. Ông, một trận không gian ba động phát ra, cổ tam thông toàn thân hồng mang nở rộ, nguyên bản đáng yêu khuôn mặt nhỏ, dần dần biến đến dữ tợn. Củ sen giống như phẩm chất cánh tay, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng bành trướng. Cứng rắn lân giáp chậm rãi chụp lên da thịt, vốn là cường đại đến không tưởng nổi quái lực, cũng đột nhiên tăng trưởng mấy chục lần có thừa. Chỉ một thoáng. Cổ tam thông theo một cái nhu thuận đáng yêu hài đồng, hóa vì một con mấy chục trượng độ cao hung mãnh kỳ lân thú. Tuy nhiên cái kia hắc bạch lưỡng đạo khí thể vẫn như cũ ở trên người hắn quấn quanh, nhưng là thiên địa song thánh hai tay lúc này đã tại ngăn không được run run, rất rõ ràng sắp khống chế không nổi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, tiểu tử này còn thật mẹ hắn là cái quái vật a. Kinh ngạc nhìn cái kia cự thú thân hình, hủy thiên diệt địa giống như giấy giụa dáng người. Mỗi một lần vặn vẹo đều sẽ để một đạo đen trắng khí lưu trong nháy mắt tiêu tán, thiên thánh liền ngăn không được một trận run rẩy, thì thào lên tiếng, trong hai mắt đều là vẻ kinh dị. Không chỉ là hắn, liền xem như trong chiến trường bọn người người, nhìn lấy không chung con quái vật này, cũng đã hoàn toàn ngốc ở. Bọn họ làm sao lại muốn đến, Trác Phàm đứa con trai này, ngang dọc thiên vũ 300 năm cũng không gặp địch thủ bất bại ngoan đồng cổ tam thông, thân phận chân thật. Không ngờ là thật sự như thế một con hung thú a. Nhân thánh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta nhanh chịu không được. Thiên địa nhị thánh hết sức trèo trống, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Quỷ vương lại là ở một bên khoan thai đứng đấy, liền ngón tay đều không động một cái, dường như giống như xem diễn, dẫn tới thiên thánh một trận mắng to. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Quỷ vương châm chọc nói, nếu là 300 năm trước chúng ta có thể hợp lực đối địch, chẳng phải không có hôm nay chuyện này a? Hừ. Quỷ vương hắn là thật nghĩ cũng bán cái này hai cái lão gia hỏa một lần, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, cổ tam thông là chỉ có ba người bọn họ hợp lực mới có thể đối phó nhân vật, vì đại cục suy nghĩ, hắn vẫn là nguyện ý xuất thủ. Kết quả là, quỷ vương trong tay kết ấn, phất tay hất lên, một đầu kim sắc dây xích ánh sáng đột nhiên dâng lên mà ra. Thẳng bắn thẳng về phía cái kia âm dương nhị khí trên xiềng xích, nhất thời liền ở phía trên rát lên một tầng ánh sáng màu vàng. Chỉ một thoáng, âm dương nhị khí xiềng xích kim quang lập lòe, biến đến càng thêm kiên cố, cổ tam thông cho dù là kỳ lân chân thân, không ngừng giãy giụa, vẫn như cũ lại khó tránh thoát một phân một hào, chỉ có thể bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời liên tục gầm lên giận dữ. Thiên địa nhân, tam tài kết giới. Thiên thánh, địa thánh, nhân thánh.
trong tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng thầm uống. Độc Cô Phong mang đám người vào tới trước, ngẩng đầu nhìn một chút không chung cảnh tượng, không khỏi mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Tuy nhiên hắn cũng vì Cổ Tam Thông hiển lộ chân thân mà kinh ngạc vô cùng, nhưng là hắn hiểu rõ một chút, coi như Cổ Tam Thông không phải người, cái kia cũng là bọn hắn người của mình, là viện trợ bọn họ lực lượng cường đại. Hiện tại Cổ Tam Thông bị ba cái kia lão gia hỏa lấy kỳ dị trận thức vây khốn, lại chính là như là gỡ bọn họ hai tay giống như, nhất thời liền đem bọn hắn chiến lực giảm hơn phân nửa. Giờ này khắc này, bọn họ còn muốn chung quân đột kích, lại là dị thường khó khăn. Mà Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang gặp này, không khỏi hớn hở ra mặt, không có Cổ Tam Thông như thế cái quái vật giúp đỡ, chỉ là cái này 500.000-600.000 Độc Cô đại quân, bọn họ ỷ vào nhân số ưu thế, vẫn có niềm tin đỡ được. Tới đi, Thiên Vũ Tứ Hổ. Huyết Ảnh Lang cười lớn một tiếng, hét lớn liên tục. Độc Cô Phong trong mắt ngưng tụ, cùng còn lại tam huynh đệ liếc nhìn nhau, cũng là trợn mắt hướng về phía trước, uống kêu ra tiếng, Phong Hống Lang, Huyết Ảnh Lang, cút ngay cho ta. Vậy liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang cũng đồng nói. Oanh! Rốt cục, song phương nhân mã vẫn là hung hăng đụng vào nhau, chỉ bất quá lần này không có giống trước đó như thế đột kích thuận lợi như vậy, tiến nhanh mà vào. Độc Cô Quân tốc độ tiến lên, bị trên diện rộng chậm lại xuống tới. Nhưng là, ỷ vào quân trận chi uy, bọn họ vẫn như cũ đang không ngừng về phía trước trùng phong, Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang hai người ngăn cản cũng là tương đương vất vả, sau lưng đại quân tại ngăn không được lui về phía sau lấy, lập tức phe mình chiến trận thì phải đối mặt bị phá tan nguy hiểm. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Huyết Ảnh Lang hai người vạn vạn không nghĩ đến, cái này Độc Cô đại quân còn sót lại 500.000-600.000 quân lực, lại vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy, bọn họ 1.000.000 quân lực đều khó mà cản mảy may. Mắt thấy, liền muốn bại tại bọn hắn đột kích phía dưới, để trực đảo Hoàng Long. Thế mà, đúng lúc này, chói tai phong minh liên tiếp, đột nhiên hướng bọn họ bên này tới gần. Độc Cô Phong ngẩng đầu nhìn một cái, lại chính gặp đây không phải là vật gì khác, chính là từng nhánh hiện ra ánh sáng màu vàng mũi tên, sắc bén phong mang, giống như có thể mặc sơn việt biển. Không tốt, là xạ thiên lang chiết biệt đại quân, trong mắt nhìn không được co rụt lại, Độc Cô Phong lập tức hét lớn lên tiếng, toàn quân biến hóa chiến trận, thuẫn bài thủ hướng về phía trước, hổ ngồi bàn sơn trận. Bạch, chỉ là trong nháy mắt công phu, Độc Cô đại quân đột nhiên đình chỉ tấn công, mà chính là vội vàng làm thành một vòng, hiện lên phòng thủ thức, thuẫn bài dơ cao. Toàn quân nguyên lực dung hợp, như một mặt khiên sắt giống như, đem tất cả mọi người hộ vệ bên trong. Đúng lúc này, cái kia mưa tên cũng theo đánh tới, lại là lít nha lít nhít nện xuống, phát ra leng keng thanh âm. Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang áp lực nhất thời đầy ánh sáng, nhìn về phía trước, lại là lộ ra vui sướng chi sắc. Chỉ thấy giờ này khắc này, chiết biệt chính mang lấy mấy chục vạn nhân mã phi nhanh hướng bọn họ nơi này chạy tới viện trợ. Thần cung đội chuẩn bị, lại đến một vòng, chiết biệt hét lớn một tiếng, nâng lên mũi tên, lập tức bắn ra, sau lưng mấy chục vạn nhân mã, cũng cùng nhau dựng cung bắn tên, bay về phía không trung. Chỉ một thoáng, mưa tên như châu chấu đồng dạng, hình thành cường đại uy thế, lít nha lít nhít nện xuống. Độc Cô đại quân mọi người, lại chỉ có thể trốn ở khiên sắt phía dưới, liều mạng ngăn cản, co đầu rút cổ không tiến. Chờ mũi tên hết mưa, Độc Cô đại quân khí thế lao tới trước đã bị dừng, Phong Hống Lang, Huyết Ảnh Lang cùng xạ thiên lang ba lang vệ đem bọn hắn bao bọc vây quanh, lại là lại khó đột tiến, ngược lại chính mình rơi vào trận địa địch trong vòng vây. Thấy tình cảnh này, Độc Cô Phong sắc mặt cuối cùng ngưng trọng xuống tới, thở dài ai, một mình đột kích vốn là mạo hiểm rất lớn, không thành sự, tiện thành nhân. Một khi bị tiền hậu giáp kích, liền lại khó phá vây. Xem ra, chúng ta chỉ có thể đi đến nơi đây. Đại ca, đến tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Độc Cô Lâm nhìn về phía Độc Cô Phong hỏi. Mỉm cười lấy lắc đầu, Độc Cô Phong đạm mạc lên tiếng, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần một mực đinh ở chỗ này, đem bọn hắn vững vàng cuốn lấy là được. Dù sao, chúng ta nhiệm vụ thế nhưng là mồi nhử a, chính thức chủ lực, là tiểu ngũ bọn họ. Nói, Độc Cô Phong xa xa nhìn về phía nơi xa, thác Bạt Thiết Sơn soái trướng nơi chú đóng, khóe miệng xẹt qua không hiểu nụ cười. Mà Phong Lâm Thành bên trong, nhìn lấy Độc Cô đại quân bị nhốt, Cổ Tam Thông bị khóa, chính mình phương này chiến lược tất cả đều thất bại, mỗ mỗ các loại đại thế gia trưởng sự người không khỏi đầy mặt lo lắng,
không biết nên làm thế nào cho phải. Long các chủ, chúng ta nên làm cái gì? Như là không thể đem bọn hắn mau chóng cứu ra, chúng ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ thành phá người vong. Mỗ mỗ nhíu mày, nhìn về phía Long Giật Phi nói. Thở dài một hơi, Long Giật Phi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, này làm sao cứu? Có thể đem cổ Tam Thông khóa lại, cái nào là thường nhân? Chúng ta căn bản không có dạng này cao thủ đi cứu. Mà cái kia trên chiến trường, cũng cùng chúng ta bình thường đơn đả độc đấu khác biệt. Chúng ta cho dù đi lên, cũng sẽ rơi vào rậm rạp vạn quân bên trong, không thể tự kiềm chế, thực sự bất lực a. Kế sách hiện nay, chỉ có thể chờ đợi Trác Phàm tiểu tử kia trở về, nhìn hắn như thế nào giải vây. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, đều là ai thán lên tiếng. Tạ Khiếu Phong càng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai, nghĩ đến chúng ta đều là đường đường ngự hạ gia tộc gia chủ, trước kia hạng gì uy phong, thiên hạ tựa hồ thì không có chúng ta làm không được sự tình. Nhưng là sắp đến như thế ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta lại chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, mang người làm chút phất cờ hò reo, phế liệu tạp chủng sự tình. Ha ha ha, hiện tại lão phu mới biết được, chúng ta cái này ngự hạ gia chủ là cỡ nào vô năng a. Còn lại hai người nghe đến, cũng là cười khổ một tiếng, thở dài lấy dao động cái đầu, trên mặt đều là vẻ mất mát. Một phương diện khác, Lệ Kinh Thiên mang theo Trác Phàm cùng Cửu Viêm Hải hai vợ chồng sóng vai phi hành, thỉnh thoảng hướng về sau trương liếc mắt một cái, nghi nói, Trác quản gia, những tên kia còn không có đuổi theo, có thể hay không căn bản không để ý tới chúng ta, tại Phong Lâm Thành đại khai sát giới, vậy coi như bị a. Sẽ không. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm một mặt kiên định nói, ta hủy người kia thân thể, sớm đã đem hắn tức giận đến quá sức, hai người khác cũng thấy thể diện không ánh sáng, chắc chắn sẽ đuổi theo. Bọn họ ỷ vào chính mình hóa hư cao thủ thực lực, cuồng vọng tự đại, tư duy đơn giản tự nhiên thô bạo, nhất định sẽ tìm ta báo thù. Không có cái gì vây ngụy cứu triệu, ôm cây đợi thỏ dạng này tâm địa gian xảo, đi khó xử Phong Lâm Thành bên trong người, bởi vì bọn hắn cảm thấy không cần thiết, cũng tốn thời gian. Mọi người nghe này, khẽ gật đầu, chỉ là rất nhanh, Cửu Viêm Hải lại có chút bất mãn nói, ta nói Trác quản gia, về sau lại có loại này sắc dụ chủ ý ngu ngốc, có thể hay không đừng để nhà ta lão thái bà phía trên. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta muốn a, đây không phải là sắp đến đầu bức a. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, nguyên bản kế hoạch chúng ta là, đem đối phương cao thủ dẫn xuất, lại chọc giận bọn họ. Đem bọn hắn dẫn cách chiến trường, để thiên vũ tứ hổ bọn họ có phát huy không gian. Còn làm như thế nào chọc giận, làm sao dẫn dắt rời đi, liền muốn xem ra nhân tính tình. Người nào để lần này đến cái sắc lang, lão tử bị hắn cưỡng hôn một miệng, đều không nói gì, người gấp cái gì sức lực. Lão bà ngươi lại không bị chiếm tiện nghi, bị người xâm phạm thế nhưng là lão tử ta à. Nghe được lời này, mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều là bật cười ra tiếng. Cửu Viêm Hải càng là hướng Trác Phàm xa xa cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ Trác quản gia kịp thời xuất thủ, cứu ta lão thái bà kia danh dự. Chỗ nào, ai bảo chúng ta là người một nhà đây, thù lão không cần lo lắng, ha ha ha. Trác Phàm cười lớn một tiếng, thờ ơ khoát khoát tay. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét lại là đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến, một cái kia thằng nhãi con, cho lão phu đứng lại. Lão phu muốn bới ra ngươi ra. Diệt ngươi nguyên thần, đoạt thân thể ngươi. Mọi người bất giác giật mình, hướng về sau nhìn qua, lại chính gặp hai người kia cùng một con cự mãng thần hồn đang khi bọn họ đằng sau truy đuổi, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền muốn đuổi tới. Lệ Kinh Thiên không khỏi giật mình, nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ hỏi thăm. Trác Phàm dương mắt nhìn xem phía dưới địa hình, đột nhiên trong mắt sáng lên, chỉ phía dưới một cái sơn cốc nhỏ nói, chính là chỗ đó, Lệ lão. Chúng ta ở nơi đó hạ xuống, có người tiếp ứng chúng ta. Được rồi. Lệ Kinh Thiên hét lớn một tiếng, thân thể đột ngột chuyển, hướng phía dưới lao xuống. Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến gặp, cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, bốn người liền rơi xuống một chỗ chim hót hoa nở tiểu sơn cốc bên trong, bốn bề toàn núi, chỉ có đỉnh đầu rộng mở, nhưng là bầu trời. Bốn phía rừng cây che lấp, dòng nước róc rách, rất là tuyệt mỹ. Cái kia ba vị hóa hư cao thủ ngay sau đó truy dưới, rơi xuống trước mặt bọn hắn. Cái kia dâm xà vẻ mặt đắc ý, cười lạnh liên tục, các ngươi mấy tên này, chỉ có một cái hóa hư cảnh, còn lại đều là thần chiếu, thiên huyền chờ con kiến hôi. Muốn chạy,
sao có thể chạy qua ba người chúng ta? Người nào nói chúng ta muốn chạy, người nghĩ rằng chúng ta sợ các ngươi à, cần chạy sao? Cát, khinh thường bĩu môi, Trác Phàm đi tới nơi này, ngược lại trung khí 10 phần, một mặt hung hăng càn quấy bộ dáng, thậm chí ngay cả đối phương ba cái hóa hư cao thủ đều không phóng tầm mắt bên trong, thản nhiên nói, chúng ta chỉ là đột nhiên nhớ tới ước mấy cái người bằng hữu ở đây gặp mặt, liền đến phó ước, các ngươi cùng tới làm gì? Khặc khặc khặc, ngươi đừng làm bộ dạng này, lão phu hôm nay mặc kệ ngươi nói thiên hoa loạn trụy, đều muốn bới ra ngươi ra, đoạt thân thể ngươi. Chờ 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 chút, không đợi Dâm Xà nói hết lời, Trác Phàm đã là vội vã khoát khoát tay, dừng lại hắn lời nói hộp. Tiếp lấy một mặt tà dị nhìn về phía hắn, cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng quang cái kia lão đầu dâu bạc não tử không dùng được, nguyên lai đầu óc ngươi cũng không hiệu nghiệm. Đã ngươi đều bới ra ta ra, còn muốn ta thân thể làm gì, có thể sử dụng sao? Ách, bất giác trì trệ, cái kia con cự mãng trong nháy mắt thì im lặng, một mặt mê hoặc mà nhìn xem hắn, lại nhìn xem bên người hai người. Hắn vừa mới bất qua thả cái ngoan thoại, không có nghĩ tới đây trước sau mâu thuẫn a. Bị lột ra thân thể, hắn muốn tới làm gì? Bất đắc dĩ vừa đỡ cái chán, hổ trưởng lão nhất thời tức xạ mặt lại rơi xuống, hung tợn chừng cái kia Dâm Xà liếc một chút, giáo huấn, ngươi là tới giết hắn, vẫn là cùng hắn đến biện luận, loại này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, cần phải xoắn suýt sao? Chúng ta Ngự Thú Tông tổng thể IQ, đều mẹ hắn bị các ngươi hai cái cho kéo thấp một cái cấp bậc. Hung hăng chừng Dâm Xà cùng Xài Lang liếc một chút, hổ trưởng lão gầm thét lên tiếng. Hai người liếc nhìn nhau, đều là nhẹ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, tiếp lấy liền tất cả đều đem tràn đầy lửa giận song đồng, hung hăng trừng mắt về phía Trác Phàm phương hướng. Muốn không phải tiểu tử này giảo quyệt đa dạng lời nói, bọn họ làm sao lại rơi vào bây giờ hạ tràng. Một cái trọng thương, một cái liền thân thể đều cho hủy, thể diện tận ném, liền IQ đều lọt vào xem thường. Dâm Xà bất giác khẽ cắn môi, nhìn về phía Trác Phàm, âm độc nói, số tiểu tử. Ta muốn đem ngươi mang ra ra khoét xương, nhận hết muôn vàn tra tấn, mọi loại khó khăn, sống không bằng chết. Cái kia, ngươi không đoạt xá, Trác Phàm cười hắc hắc, tiếp tục trêu đùa nói. Bất quá lần này Dâm Xà không mắc mưu, vung lên đuôi dài, nổi giận lên tiếng, cái này không cần đến ngươi để ý tới. Tóm lại, lão phu hội thật tốt đem ngươi tra tấn một phen, sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy, chuẩn bị tốt tốt hưởng thụ a, khặc khặc khặc. Dâm Xà cười quái dị liên tục, Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu, đần độn. Tiểu tử, những người này cũng là ngươi phải xử lý phiền phức a, đến đông đủ sao? Đột nhiên, một tiếng già nua tiếng nói vang vọng toàn bộ sơn cốc. Mãnh hổ ba người nghe đến, bất giác giật mình, quay đầu hướng nhìn bốn phía, lại là căn bản không nhìn thấy một bóng người. Điều này không khỏi làm bọn họ càng thêm sợ hãi, người này công lực vậy mà viễn siêu bọn họ phía trên. Cho nên tại bọn họ đều khó mà phát giác người kia ẩn thân. Trong lúc nhất thời, ba người hơi hồi hộp một chút, cảm thấy không ổn, có chút lo sợ. Chẳng lẽ nói, chính mình cái này đường đường ba vị hóa hư cao thủ, lại mẹ hắn bên trong tiểu tử này quỷ kế sao? Nơi này, có cao thủ mai phục. Thế nhưng là, Thiên Vũ từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy? Một cái Lệ Kinh Thiên vừa mới đột phá hóa hư cảnh, đã là cực kỳ khó được sự tình. Chẳng lẽ còn có hắn ẩn tàng hóa hư cao thủ tồn tại sao? Ưng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, ba người liếc nhìn nhau, đều có loại không rõ dự cảm. Cười nhạo lấy quét quét bọn họ chỗ đó, Trác Phàm bất giác cười lạnh một tiếng, ôm quyền cao giọng nói, cảm tạ trưởng lão xuất thủ tương trợ, phiền phức đều đến đông đủ, ngài xin cứ tự nhiên đi. Tốt! Trác Phàm vừa dứt lời, cái kia đạo thanh âm già nua liền lần nữa phát lên. Đón lấy! Nhưng gặp bốn phía sơn mạch bốn phía một trận không gian nhúc nhích, năm đạo thân mang trường bào màu xám già nua bóng người, liền chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, hiện lên một vòng, đem bọn hắn vây vào giữa. Nhưng là trước mặt mọi người người thả mắt nhìn đi lúc, đã thấy năm người này đều là tàn phế người. Một người hai lỗ tai khô héo thoái hóa, hai mắt toàn mù, cái mũi cũng đạp xuống đi, miệng càng là vô duyên vô cớ khép lại cùng một chỗ, nhưng lại có thể rõ ràng phát ra âm thanh. Một người khác cùng hắn ngược lại, hai mắt hiện toàn, còn lại bộ phận lại là tất cả đều khô héo biến mất, tại một người thì là chỉ có miệng, lại trong miệng không lưỡi, không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng. Như thế như vậy, hết thảy năm người, mỗi người ngũ quan, miệng tai mắt lưỡi mũi,
đều có một hạng có thể chịu được công dụng, còn lại bộ phận toàn bộ phế. Mà lại, năm người này ngũ quan còn lẫn nhau bổ sung, có thể sử dụng bộ phận, không có một cái nào lặp lại. Nhìn thấy quái dị như vậy năm người, cho dù là Lệ Kinh Thiên cũng không nhìn được tròng mắt hung hăng co lại, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh nghi. Nhưng là hắn kinh hãi, cái kia hổ lang xà tam lão thì càng thêm kinh ngạc, thậm chí đều đến sợ hãi bước. Mãnh hổ hàm răng run, kêu lên sợ hãi, mà sách tông Khô Vinh ngũ lão, các ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Chúng ta Ma Sách Tông chính là Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông một trong, tại chính mình khu vực hành tẩu rất bình thường. Ngược lại là các ngươi Ngự Thú Tông người, tại sao lại đột nhiên bước vào ta Thiên Vũ khu vực, còn lấn ta Ma Sách Tông đệ tử? Còn lại bốn cái lão già đều không nói gì, ngơ ngác ngồi tại một khối đá vuông phía trên, tựa hồ tại tĩnh tọa, đối với ngoại giới sự tình cũng không lắm quan tâm, chỉ có cái kia nhìn không thấy nghe không được mở không nổi miệng. Nhưng chỉ có một chương đầu lưỡi tại trong không gian kín linh hoạt toán loạn lão giả, phát ra rõ ràng lời nói. Lệ Kinh Thiên bọn người gặp này, bất giác ngạc nhiên, nhưng mãnh hổ bọn họ lại là càng ngày càng hoảng sợ, trên trán đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi. Đưa tay chà chà trên đầu mồ hôi lạnh, mãnh hổ nhanh chóng vội vàng khom người thi lễ, giải thích nói, năm vị trưởng lão không nên hiểu lầm, bị gian tà tiểu nhân châm ngòi. Ba người chúng ta... Nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội qua quý tông đệ tử a. Không có sao, cái kia vừa mới là ai nói, muốn đem ta tông đệ tử lột ra đoạt xá. Lão phu tuy không hai lỗ tai, nhưng lại nghe được rất rõ ràng. Lão nhân kia mặt không biểu tình, đạm mạc xuất khẩu. Nghe được lời này, ba người bất giác tất cả đều quá sợ hãi, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, cùng nhau kêu lên sợ hãi, ngươi là Ma Sách tông đệ tử. Đúng vậy a. Rất nhanh ta liền muốn đi tông môn báo danh. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm không khỏi cười nhạo nói. Được đến cái này trả lời chắc chắn, ba người không khỏi hung hăng run run thân thể, một gương mặt mo nhất thời thì đổ xuống tới, trong lòng càng là hận đến muốn mạng. Bất quá, bọn họ không phải hối hận, mà chính là hận cái kia cho bọn hắn cung cấp tình báo thám tử. Liền lần này đối phó người, lưng tựa Ma Sách tông lớn như vậy tình báo đều không tìm được. Đây không phải có chủ tâm hại bọn họ a. Vốn là bọn họ là muốn gạt Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông, đến đây vụng trộm đem chuyện này giải quyết. Sau đó lại vụng trộm chuồn mất, thần không biết quỷ không hay. Nhưng là bây giờ, muốn đối phó người cũng là Ma Sách Tông đệ tử, vậy bọn hắn còn giấu giếm cái giám a. Riêng là cái kia Thiên Vũ Hoàng đế, càng là hồ đồ muốn mạng, người nhà muốn đối phó người cũng là Ma Sách Tông người đang còn muốn dưới mí mắt bọn hắn làm mờ ám. Đây không phải thuần túy tìm chết à. Nghĩ tới đây, ba vị này Ngự Thú Tông trưởng lão sắp khóc đi ra. Cái này Ma Sách Tông Khô Vinh ngũ lão cũng không phải dễ trêu à, bọn họ hôm nay tới đây vốn là cái nhẹ nhõm việc phải làm sao lại đá như thế khối tấm sắt đâu. Trong lòng ai thán một tiếng, mãnh hổ lại là nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, bồi tội nói, ngũ lão bất giận, chúng ta không biết vị thiếu niên này là quý tông đệ tử, lúc trước nhiều có đắc tội. Còn mong rộng lòng tha thứ. Ha ha ha, nếu như xin lỗi hữu dụng, cái kia muốn tông quy làm gì? Ngươi lấn ta tông môn đệ tử, há lại một tiếng nói xin lỗi liền có thể. Ngươi cho ta Ma Sách tông, là tốt như vậy khi dễ sao? Vị lão nhân kia cười lạnh, đạm mạc lên tiếng. Lần này, ba người kia càng muốn khóc lên, riêng là cái kia dâm xà, một mặt ủy khuất nhìn về phía ngũ lão nói, năm vị trưởng lão, các ngươi nhìn xem. Không phải chúng ta khi dễ quý tông đệ tử, là hắn tại khi dễ chúng ta a. Chí ít hiện tại hắn vẫn là nhảy nhót tưng bừng, lão phu thế nhưng là liền thân thể đều bị hắn hủy a. Ha ha ha, đường đường hóa hư cao thủ, thân thể lại bị một cái thiên huyền tiểu tử hủy đi, như thế mất mặt mất hứng sự tình, người cũng không cảm thấy ngại khắp nơi tuyên dương. Theo lão phu nhìn, người không chết cũng vô dụng, bất giác suy cười một tiếng, lão giả kia trên mặt ngược lại là nhiều mấy phần ý cười. Còn lại bốn vị lão nhân, cũng là thân thể khẽ run, tựa hồ tại nỗ lực nén cười giống như, lại là hôm nay xuất hiện về sau lần thứ nhất lộ ra như thế vui thích khuôn mặt. Gương mặt nhịn không được hung ác run rẩy, mãnh hổ trong lòng bất giác một cơn tức giận đột nhiên phát lên, hét lớn lên tiếng, dâm xà, không cần phải nói, ngươi còn không nhìn ra được sao. Đây chính là cái bẫy dập, mà sách tông cố ý gây chuyện, muốn bắt chúng ta tay cầm. Coi như ngươi lại cầu xin tha thứ. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ha ha ha,
Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ba vị cùng ta tông vị tiểu đệ này tử ở chung không có bao lâu thời gian, nhưng IQ sách ngược cao không ít, thực sự thật đáng mừng a. Lão nhân kia ra mặt khẽ run, mở miệng giễu cợt nói. Mãnh hổ trên đầu mây đen càng sâu, một mặt sát khí, cắn răng lên tiếng, Khô Vinh Ngũ lão, các ngươi mặc dù là Tây Châu nhân vật thành danh, nhưng dù sao vẫn là hóa hư cảnh mà thôi, mạnh hơn chúng ta không bao nhiêu. Cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đúng lý không thang người. Nếu không, chúng ta liều ngọc đá cùng vỡ, các ngươi cũng không dễ chịu. Há, vậy lão phu mấy người ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, các ngươi ba cái xúc sinh, như thế nào để chúng ta mấy cái lão cốt đầu không dễ chịu, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, lão giả kia không sợ chút nào, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm nói, tiểu tử, ngươi cùng ngươi người đi ra ngoài trước, chớ đến bị liên lụy. Đúng, trưởng lão. Trác Phàm khẽ khom người, liền hướng Lệ Kinh Thiên bọn họ đưa ánh mắt. Tiếp lấy bốn người cùng nhau hướng không trung bay đi, rời đi sơn cốc, nhưng lại vẫn tại phía trên thung lũng, xem xét nhìn phía dưới tình thế. Dù sao, đây là chính thức hóa hư cao thủ đại chiến, đối với Lệ Kinh Thiên dạng này vừa mới đi vào hóa hư cảnh, cùng Cửu Viêm Hải phu phụ hai người lúc này sắp đi vào hóa hư cảnh người mà nói, vô cùng có chỗ tốt. Nhìn lấy cái kia năm cái lão già vẫn tại chỗ ấy ngồi đấy bất động, giống như chết, Cửu Viêm Hải bất giác nhướng mày, đem tâm bên trong một mực kìm nén nghi vấn, hỏi ra lời, Trác quản gia, cái kia năm cái lão già hỏa chuyện gì xảy ra? Bọn họ ngũ quan khô héo, tựa như là cố ý gây nên, cũng không phải là thương tật a. Ha ha ha, ngươi nói không tệ, bọn họ đó là luyện công gây nên, không phải cùng địch tranh phong bị thương tổn. Bất giác khẽ cười một tiếng. Trác Phàm giải thích nói, bọn họ đang luyện một loại ma đạo hợp thể công pháp, Khô Vinh công quyết. Bộ công pháp này khúc dạo đầu liền có lời, nhất tuế nhất khô vinh, hoa nở hoa tàn không, chờ xuân tới lúc, lại là vừa khô héo. Đây là thiên đạo tuần hoàn, không thể trái trái ngược. Chuyện thiên hạ vật, đều có khô có vinh, vinh thì tràn đầy, khô thì suy sụp, từ khô đến vinh xương, từ vinh đến khô bại. Cái này năm cái lão già, lấy ngũ quan làm ngũ hành. Hình thành thiên địa tuần hoàn. Thế nhưng là có tuần hoàn, thì có hưng thịnh có bại. Vì có thể trường thịnh bất suy, mỗi người bọn họ bỏ qua còn lại bộ phận, chỉ lưu một quan, được ăn cả ngã về không. Lẫn nhau phối hợp, chỉ thịnh bất bại. Cho nên bọn họ cái này khô vinh trận một khi kết thành, lực lượng không có suy kiệt lúc. Cho dù mạnh hơn bọn họ đến hơn cao thủ vào trận, cũng khó địch nổi phong mang. Mà mỗi người bọn họ, cũng lấy chính mình duy nhất bộ phận vì danh số. Giống cái kia nói chuyện, bởi vì chỉ có đầu lưỡi hoàn hảo, cũng là lưỡi trưởng lão. Ba người nghe xong, không sai gật đầu, nhưng là Tuyết Thanh Kiến nhìn lấy năm cái lão giả quái dị bộ dáng, vẫn là không nhịn được xẹp xẹp miệng, thì thào lên tiếng, thế nhưng là bộ dáng kia cũng quá xấu, coi như cái kia khô vinh công lợi hại hơn nữa, cho lão nương cũng không luyện. Mọi người nghe này, bất giác tất cả đều bật cười lắc đầu, Trác Phàm càng là cười nói, Tuyết tỷ. Người cũng quá coi thường cái này khô vinh công. Loại công pháp này như thế nào ai cũng có thể luyện. Tối thiểu phải có hủy dung nhan quyết tâm, còn có tâm tâm tương liên năm người mới được. Thì giống bây giờ, bọn họ tuy nhiên mỗi người chỉ có một đạo bộ phận, nhưng là mỗi người bộ phận đều tại dùng chung. Bọn họ tránh thức đòn sát thủ, cũng tại những thứ này bộ phận bên trong, một khi sử xuất, khiến người ta khó mà phòng bị, tương đương lợi hại. Mọi người sững sờ, lại nhìn về phía hắn. Trác Phàm lại là không nói, chỉ là cười chỉ phía dưới nói, dù sao có ba cái không sợ chết đi thử trận, các ngươi cũng tốt thừa cơ kiến thức một phen cái này hóa hư cao thủ thực lực. Khô Vinh Ngũ lão, tuy nhiên các ngươi nổi tiếng lâu đời, nhưng ba người chúng ta cũng không phải ăn chay, nhất định phải làm được như thế tuyệt sao. Nếu là đem chúng ta bức gấp, chúng ta nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra. Đúng vậy a, ba người chúng ta khởi xướng hung ác đến. Thế nhưng là liền chính chúng ta đều sợ hãi. Hổ trưởng lão nhìn chung quanh bốn phía năm người liếc một chút, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhưng là vẫn như cố thử phát ra ngoan thoại, hy vọng có thể đem đối phương quát lui. Còn lại hai người, cũng ào ào xuất khẩu giúp đỡ. Thế nhưng là, cái kia năm cái lão già nhưng như cũ không nhúc nhích, dường như nhập thiền định, căn bản không có nghe được bọn họ nói chuyện giống như. Hoặc là nghe đến, cũng khi bọn hắn là đánh rắm, theo gió mà đi. Thật lâu, cái kia lưỡi trưởng lão mới lại cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Thường nói, hội gọi chó không cắn,
hội cắn không gọi là chó. Bây giờ lão phu gặp ba vị như thế quát kêu, ngược lại lại yên tâm không ít a. Phốc, Tuyết Thanh Kiến không khỏi khẽ cười một tiếng, che miệng thơm, nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, lão già này ngược lại là theo ngươi có so sánh, miệng độc đến kịch liệt. Đó là tự nhiên, hắn cả khuôn mặt phía trên duy nhất lưu lại bộ phận cũng là cái kia đầu lưỡi, xưng là lưỡi trưởng lão. Miệng không độc, sao phối hắn danh hào, ha ha ha. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cái kia hổ lang xà ba người, dĩ nhiên đã tức giận đến méo mặt, đầy mặt hắc sát. Bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, bây giờ cái này lưỡi trưởng lão công nhiên hí ngược ba người bọn họ chợt cảm thấy không còn mặt mũi. Tốt xấu tất cả mọi người là hóa hư tu giả, như thế không nể mặt mũi, thực sự quá phận. Kết quả là, hét lớn một tiếng vang lên, hổ trưởng lão toàn thân khí thế bỗng nhiên bạo ngược mà ra, quanh người một cái kim tình ban lan hổ hư ảnh bỗng dưng vây ở bên người hắn. Chỉ một thoáng, bầu trời mây đen dày đặc, lệ phong gào thét, chính hầu như hổ khiếu sơn lâm, ai có thể ngăn cản. Cho dù là Lệ Kinh Thiên gặp này, cũng không thấy trong mắt hơi hơi co rụt lại. Bị vị này hổ vẻ người lớn thế, chấn động đến trong lòng run lên. Giờ này khắc này, cái này mãnh hổ khí thế, so với lúc trước cùng hắn tương chiến lúc, lại là mạnh mấy lần không thôi. Xem ra cái này mãnh hổ đã gặp phải nguy hiểm tới gần, là muốn thật liều lên tánh mạng phá vây. Mà cái kia lang trưởng lão cũng là quanh người một cái hung lang hiện thân, lộ ra sắc bén răng nanh, đã kiêng kỵ lại khát máu mà nhìn xem bốn phía cái kia năm cái lão già, phát ra ôi ôi than nhẹ. Đến mức cái kia dâm xà, không có thân thể, chỉ có thần hồn lộ ra ngoài, lại là muốn để khí thế cũng cầm lên không nổi. Mà lại chính ngược lại, hắn năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại sói mòn, như là không thể kịp thời đoạt xá thân thể lời nói, rất có thể liền sẽ thần hồn tiêu vong giữa thiên địa. Bất quá cái này cũng không muốn gấp, dù sao hóa hư cao thủ thần hồn, có thể lưu giữ tại thế gian thời gian rất dài, ngược lại sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Thế nhưng là, thần hồn lực lượng tán loạn, cũng sẽ ảnh hưởng đoạt xá sau linh hồn lực lượng, lại là lớn nhất tổn thất. Khô Vinh Ngũ lão lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, bất động không nói, lại là không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ, nhưng lại không rời đi, cứ như vậy treo lấy bọn hắn. Hổ lang xà ba người muốn phải nhanh một chút phá vây, thế nhưng trong lòng có kiêng kỵ, muốn ra tay lại không dám ra, chỉ có thể dùng khí thế dọa người, nhưng cũng là bình tĩnh tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào động đậy. Sốt cục hổ trưởng lão chịu không được cái này ngưng trọng đối mặt không khí, giống to một tiếng, liền bỗng nhiên rút thân thể mà lên, lăng không bay đi, muốn xông ra miệng cốc. Xài lang cùng dâm xà gặp, cũng ào ào đuổi theo. Thế nhưng là bọn họ thân thể vừa động, ngũ lão thân thể cũng theo động. Không, phải nói là chỉ có một lão động, còn lại trưởng lão, vẫn như cũng ngồi bất động tại nguyên chỗ, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh giống như. Hiu. Chỉ có một cái miệng nhưng là khép mở miệng trưởng lão, đột nhiên xuất hiện tại ba người chạy trốn phương hướng, cản tại trước người bọn họ. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, hổ lang xà thấy người tới chỉ có một người, tuy nhiên lo ngại ngũ lão danh tiếng, tâm lý không đáy, nhưng cũng hết sức rõ ràng, cái này là có thể thoát đi đại thời cơ tốt, dù sao đối phương chỉ có một người mà thôi. Sau đó một tiếng gầm thét, ba người thần hồn đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ, hổ lang xà khí thế hóa thành một cỗ mũi nhọn. Như bài sơn đảo hải hướng hắn phóng đi. Cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, cho dù Lệ Kinh Thiên gặp, cũng không thấy nheo mắt, trong lòng kinh hãi. Ba người này thần hồn hợp lực, lại có uy lực như thế. Nếu là đổi vị trí, nếu đổi lại là hắn đứng tại đối diện bọn họ lời nói, tất nhiên sẽ rơi cái bị đánh đến thần hồn tán loạn hạ tràng, căn bản không phải địch. Thế nhưng là chiếc kia trưởng lão, vẫn như cũ không nhúc nhích cản ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh như thường. Chờ cái kia ba đạo thú hồn sắp vào tới trước mặt hắn lúc, mới nhẹ nhàng mở miệng, phát ra một tiếng khiến tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ đều nhanh bị phá vỡ giống to. A, à, đụng, giống như đụng vào một đạo có thể xuyên không nứt khung sóng xung kích giống như, lúc trước còn khí thế mãnh liệt ba đạo thú hồn, nhất thời liền bị đạo này sóng âm cho chấn trở về. Hổ lang hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, đầu đau nhức muốn nứt, tế ra thần hồn nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia đạo dâm xà thì là đung đưa thân thể, mặt hiện thống khổ run run. Vốn là hư huyễn thân thể, càng thêm thông thấu lên. Hiển nhiên cái kia hống một tiếng, đánh sơ xác hắn đại lượng thần hồn năng lượng.
phốc phốc phốc. Ba đạo trầm đục phát ra, hổ lang xà ba người dị thường chật vật rơi xuống mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt uể oải không ít. Mà chiếc kia trưởng lão thì là lần nữa trở lại vị trí trước kia, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ vừa mới chẳng hề làm gì đồng dạng. Lệ Kinh Thiên bọn người nhìn lấy đây hết thảy, dĩ nhiên đã mắt trợn tròn. Đường đường tam đại hóa hư cao thủ, thế mà bị người hống một tiếng đem thần hồn đẩy lui, người này thực lực đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Đồng dạng là hóa hư cảnh, coi như chênh lệch lại lớn, cũng không có khả năng kém đến thật lớn như thế trình độ đi. Quả thực tựa như là thần chiếu cảnh bên trong, hộ long thần vệ cùng phổ thông thần chiếu cường giả chênh lệch, không thể tính theo lẽ thường. Quay đầu nhìn ba người liếc một chút, Trác Phàm tựa hồ minh bạch bọn họ tâm tư, bất giác cười khẽ một tiếng, khác sớm như vậy kinh ngạc, cái này năm cái lão già còn không có xuất lực đây. Vừa mới miệng trưởng lão, chỉ là tùy tiện giống một cuống họng mà thôi. Không khỏi giật mình, ba người cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, không thể tin nói. Như cái này cũng chưa tính xuất lực, vậy bọn hắn xuất lực cái kia khủng bố đến mức nào a? Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm đạm mạc giải thích nói, hóa hư cao thủ cùng thần chiếu cảnh lớn nhất khác biệt, chính là ngưng tụ thần hồn. Bọn họ lớn nhất cậy vào, cũng là thần hồn, tại không có tế ra thần hồn trước đó, cũng không tính là xuất lực. Mà vừa mới miệng trưởng lão hống một tiếng, chỉ là tu luyện khô vinh công đến cực hạn, xuất hiện một loại thần thông thôi, mà âm chấn hồn. Điểm này, còn lại bốn người cũng giống vậy, lưỡi trưởng lão hoặc tâm mê chú, mắt trưởng lão ảo tưởng mục đích ma đồng, mà thôi trưởng lão tai nghe khắp nơi, mũi trưởng lão ngửi hương 10.000 dặm, đều có diệu dụng. Năm người liên thủ, quả nhiên là bổ sung không đủ, trường thịnh bất suy, hoàn mỹ vô khuyết. Nếu không phải thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều người, thường nhân thực sự khó có thể cùng là địch. Đây chính là Ma Sách Tông, đại cung phụng thân vệ trưởng lão, Khô Vinh Ngũ lão thực lực. Mọi người không sai gật đầu, nhìn về phía cái kia năm vị lão giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng là rất nhanh lại nghi ngờ nói, Trác quản gia, ngài nói bọn họ là thân vệ trưởng lão, lại là có ý gì? Ha ha ha, nghe đồn Ma Sách Tông đại cung phụng địa vị tôn sùng, thụ các đệ tử quỳ bái, tại trong tông tư cách giả nhất, thậm chí có bãi miễn quyền lực mẫu quốc lực. Cho nên hắn bên người, tự nhiên sẽ có chuyên môn hộ vệ bảo hộ, đây chính là thân vệ trưởng lão. Vốn là năm người này là có thể tiến giai tông môn cung phụng, thế nhưng là làm đại cung phụng thân vệ, chỉ có thể khuất tại trưởng lão chi vị. Bất quá, thực lực bọn hắn, lại tại rất nhiều cung phụng phía trên. Nghe được lời này, mọi người bất giác càng kinh hãi hơn, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Lệ Kinh Thiên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tán thán nói, Trác quản gia, dạng này người ngài đều có thể mời đi theo giúp đỡ. Ngài đi Ma Sách Tông không phải làm đệ tử, là làm cung phụng đi thôi. Bất giác bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, những chuyện này đều là cái kia Ma Sách Tông chủ Tà Vô Nguyệt nói, ai biết hắn có hay không tưới, cất cao đối lão tử độ trọng thị. Bất quá dù vậy, hắn có thể phái ra cái này năm cái lão già đến giúp ta một chút sức lực, cũng coi là đủ ý tứ. Ta xem ra cái này năm cái lão già thực lực, đừng nói là đối phó cái này không quan trọng ba cái hóa hư cảnh cao thủ, coi như lại đến 30 đồng dạng cao thủ, cũng dư xài. Mọi người khẽ giật mình, lại nhìn xuống dưới, cùng nhau gật gật đầu. Cùng lúc đó, hổ lang xà ba người khó khăn bò người lên, nhìn về phía cái này năm cái lão giả ánh mắt, đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ mặc dù biết năm người này lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lại lợi hại đến như thế biến thái trình độ. Chỉ là một người xuất thủ, liền đem bọn hắn ba người toàn lưu lại, muốn chạy đều chạy không thoát, thực lực như thế, coi là thật đáng sợ. Chậm rãi chà chà khóe miệng đỏ tươi, hổ trưởng lão hướng cái kia năm cái lão già chính trọng ôm quyền nói, chắc hẳn đây chính là các ngươi Khô Vinh Ngũ lão Khô Vinh trận A, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bị bại tâm phục khẩu phục. Chỉ là chư vị lấy năm địch ba, lấy nhiều thắng ít, chỉ sợ thắng không anh hùng đi. Ha ha ha, ngươi thật là biết mở mắt nói lời bịa đặt, Khô Vinh trận. Chúng ta nhưng là còn không có bày ra tới, vừa mới chỉ là miệng trưởng lão, một người xuất thủ thôi. Nếu nói lấy nhiều khi ít, cũng là các ngươi lấy ba địch một mới là. Bất quá, người tâm tư ta cũng minh bạch, muốn lấy miệng lưỡi chi biện, đoạt được thoát thân cơ hội tốt. Đáng tiếc, đây đối với chúng ta ma đạo tu giả là không có nửa phần tác dụng. Có lẽ các ngươi chính đạo hội vì danh dự chỗ mệt mỏi, nhưng chúng ta ma đạo chỉ nói thắng bại, không nhìn đi qua. Thua thì thua,
cùng người nhiều người thiếu không quan hệ, chỉ bằng mạnh yếu a. Lưỡi trưởng lão mây trôi nước chảy, không có chút nào bởi vì cái kia mãnh hổ lời nói sinh ra dao động chi tâm. Mãnh hổ nghe, sắc mặt bất giác nhỏ hơi trầm xuống một cái, trong lòng tức giận đến cắn răng, âm thầm chửi mắng. Cái này mà đạo tông môn, thật không biết xấu hổ, đều đã mạnh như vậy, còn năm cái cùng tiến lên, không mảy may cho người ta đường sống a. Cái này muốn là gặp phải chính đạo tông môn lời nói, cũng sớm đã đỏ bừng mặt, tỉ thí công bình. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, lưỡi trưởng lão không khỏi suy cười một tiếng, tiếp tục vô sỉ nói, đã ba vị đối với chúng ta năm người khô vinh trận như thế cảm thấy hứng thú, tuy nhiên các ngươi còn không xứng lĩnh giáo, nhưng chúng ta phá cái lệ, cho các ngươi kiến thức một phen đi. Ách không không không, chúng ta không muốn gặp biết, hổ trưởng lão vội vàng khoát tay, trong lòng khẩn trương. Bọn họ hiện tại ba người hợp lực, liền một người đều đánh không lại, lúc này năm người hợp lực bày trận, bọn họ lại ở đâu là đối thủ. Đây không phải rõ ràng khi dễ người a. Cái này rất giống một cái chín thước cự hán khi dễ một cái ba tuổi trẻ em, rõ ràng một bàn tay liền có thể giải quyết sự tình, nhất định phải sách đao sách kiếm, 18 loại vũ khí từng cái tại đứa nhỏ này trên thân thử phía trên một lần, rõ ràng cũng là ngược sát a. Liếc nhìn nhau, ba người sắp khóc đi ra. Thế nhưng là cái kia khô vinh ngũ lão lại là không quan tâm những chuyện đó, đã bắt đầu kết động ấn quyết, khóe miệng hơi vểnh, rõ ràng làm tốt hưởng thụ tra tấn cái này ba cái xúc sinh chuẩn bị. Trác Phàm bọn người gặp, lại cùng nhau ánh mắt sáng lên, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Khô vinh ngũ lão khô vinh đại trận không tầm thường, bình thường muốn gặp còn không gặp được đây, đây chính là một cái mở mang hiểu biết cơ hội thật tốt ha. Riêng là Lệ Kinh Thiên bọn họ, hóa hư cao thủ đỉnh phong thực lực. Đem rất nhanh vì bọn họ kéo ra màn sân khấu, trợ bọn họ tiến vào một cái mới càng cao tầng thứ. Ông! Từng đạo vô hình không gian ba động, từ năm cái trên người lão giả phát ra. Năm trên thân người bỗng nhiên phát lên yêu kiều lục quang, tưởng tượng hô ứng. Mà toàn bộ sơn cốc dường như cũng bị cái này mông lung lục quang bao phủ đồng dạng, triệt để hình thành một cái vô hình kết giới. Hổ lang xà ba người nhìn đến đầu đầy mồ hôi, trong lòng tâm thần bất định. Song quyền sớm đã nhịn không được hung hăng nắm lại tới. Rốt cục, hổ trưởng lão trong mắt ngưng tụ, trên mặt một trận quyết tâm, tựa hồ xuống cái gì quyết tâm giống như, nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống liền đột nhiên hướng trên đỉnh đầu phóng đi, muốn sau cùng đụng một cái, chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, còn không đợi hắn bay ra cao 3 mét độ, hưu một tiếng, một đạo lục sắc quang mang lại là bỗng nhiên theo khắp nơi ở giữa thoát ra, giống như một đầu dây thừng lớn giống như. Bỗng dưng đem hắn thân thể cuốn lại, để hắn lại không thể lên hư không mảy may. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mãnh hổ tựa hồ sớm đã ngờ tới này cục, mình bạch thoát thân không dễ, trong lòng bất giác hung hăng cắn răng một cái, gầm lên giận dữ, toàn thân khí thế liền đột nhiên thả ra. Sau một khắc, nhưng nghe một tiếng ngập trời thú ngâm, một cái kim tình ban lan hổ liền đột nhiên theo trong cơ thể hắn thoát ra, giống như hổ thêm cánh giống như, xông thẳng tới chân trời. Hổ trưởng lão, ngươi không muốn thân thể. Lang trưởng lão thấy một lần, nhịn không được quá sợ hãi, kêu gọi liên tục. Dù sao, thật vất vả tu luyện nhục thân, cứ như vậy từ bỏ, quả thực đáng tiếc. Nếu là đoạt xá trọng sinh về sau, còn phải lại từ đầu tu luyện, lại là quá phiền phức có điều. Bởi vậy, cho dù thân hãm như thế hiểm cảnh, hắn đều không có nghĩ qua xả thân thoát đi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cái này hổ trưởng lão cư nhiên như thế quả quyết, trực tiếp lấy thân thể làm mồi nhử, thần hồn thoát ly. Trong lúc nhất thời, lang trưởng lão trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng cảm giác khó chịu. Cái này mãnh hổ ra hạ sách này, cũng không sớm thông báo một tiếng, hiện tại vào xem chính mình chạy, giữ bọn họ lại tới. Cái kia năm cái lão già gặp qua cái này ve sầu thoát xác kế sách, về sau còn nơi nào sẽ lại vào bẫy. Coi như hắn muốn trông mèo vẽ hổ đến vừa ra. Cũng lại không thể có thể tùy tiện thoát thân. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, cái kia mãnh hổ sớm biết khô vinh ngũ lão trung nhĩ trưởng lão thính lực phi phàm, tai nghe khắp nơi, cho dù là đối phương mật ngữ truyền âm, cũng có thể nghe được rõ ràng. Cho nên, hắn như sớm cùng bọn hắn thương lượng, cái này tập kích bất ngờ kế sách chỗ nào còn có thể có hiệu lực. Đến mức cái kia dâm xà, thì càng là đầy mình ủy khuất, không chỗ phát tiết. Bởi vì coi như cái kia mãnh hổ sớm thông báo hắn, hắn cũng vạn phần không làm được đến mức này. Dù sao, hắn hiện tại chỉ có thần hồn,
không có thân thể, cái nào có thể sử dụng cái này ve sầu thoát xác kế sách. Lại thoát lời nói, hắn thì triệt để chết chắc. Kết quả là, một sói một rắn chỉ có thể trông mong ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn lấy cái kia mãnh hổ tùy tiện bay lượn vân không, lập tức liền muốn thoát ly sơn cốc này, giành lấy tự do, nhưng trong lòng chỉ có một mảnh ai oán. Thế mà, đúng vào lúc này, hiu hiu hiu, từng đạo lục sắc đằng điều đột nhiên từ trong sơn cốc bắn ra, chỉ là trong chốc lát liền bắt kịp cái kia mãnh hổ, trong nháy mắt liền đem nó quấn lên, trói gô. Cái kia mãnh hổ một tiếng gào thét, muốn lại bay lên trên, lại là làm sao bay, cũng bay không cao. Ngược lại bị cái kia lục sắc đằng điều nắm kéo, lần nữa từng bước một hướng trong cốc rớt xuống. Ha ha ha, nếu để cho các người ba cái xúc sinh dễ dàng như vậy chạy thoát, chúng ta cái này năm cái lão gia hỏa thể diện, còn để vào đâu? Bất giác khẽ cười một tiếng, lưỡi trưởng lão thản nhiên nói. Còn lại trưởng lão tuy nhiên miệng không thể nói, nhưng cũng khẽ gật đầu, nhưng thân thể nhưng như cũ tính tọa trên đá lớn, không hoảng hốt chút nào, một bộ thành thạo bộ dáng. Sói rắn hai người gặp, mặt càng thêm sắc mặt ngưng trọng. Liền mãnh hổ cái này tập kích bất ngờ kế sách đều thất bại, vậy bọn hắn muốn nổi bật đi, chẳng phải là càng thêm khó khăn. Ông! Đúng lúc này, lại là một đạo vô hình ba động phát ra, toàn bộ sơn cốc đột nhiên ánh sáng xanh đại thịnh, tiếp lấy ngàn vạn điều bích lục nhánh dây bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng thoát ra, dường như từng cái tiểu xà giống như, cấp tốc quấn lên hai người. Sói rắn hai người muốn phản kháng, lại là nửa điểm tác dụng đều không có. Vô luận bọn họ như thế nào nhấc lên nguyên lực, phóng thích thần hồn lực lượng, muốn đem những thứ này nhánh dây đẩy lui, những thứ này nhánh dây đều không có không chỉ trệ quấn lên bọn họ, phát ra xanh biếc huỳnh quang, lộ ra quỷ dị mà nguy hiểm. Sau một khắc, mãnh hổ một tiếng phẫn nộ gào thét, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nguyên bản khí thế cường đại cũng dần dần yếu bớt, con hổ kia thần hồn, chính đang không ngừng biến đến mở đi. Rất hiển nhiên năng lượng tại đại lượng tán loạn. Nhưng là nó trên thân những cái kia nhánh dây, quỷ dị ánh sáng xanh lại là càng ngày càng hưng thịnh. Đồng thời, cái kia dâm xà cũng là kết cục như thế. Vốn là hắn liền không có thân thể, thần hồn không cách nào bảo hộ, bây giờ bị cái này mấy chục ngàn nhánh dây quấn lấy, năng lượng càng là từng bước một yếu bớt, lại là lại khổ bức có điều. Đến mức cái kia lang trưởng lão, thì càng khủng bố hơn, toàn thân cao thấp. Thân thể đang không ngừng héo rút khô bại, mãi đến sau cùng biến thành một cỗ thây khô. Mà hắn thần hồn, thì là bị những cái kia nhánh dây cưỡng chế lôi ra đến, đồng dạng đại lượng năng lượng đang không ngừng tán loạn. Chỉ một thoáng, ba người dường như đưa thân vào địa ngục hỏa hải bên trong, chỉ là tại thống khổ kêu gào, trong mắt đều là vẻ đau thương. Năm vị trưởng lão, thủ hạ lưu tình, lưu chúng ta nhất mệnh a, chúng ta ngày sau cũng không dám nữa đắc tội quý tông đệ tử. Đúng vậy a, chúng ta trước kia không oán, ngày nay không thù, còn mời ngũ lão lòng từ bi, buông tha chúng ta, chớ có đánh tan chúng ta thần hồn. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Ngũ lão tha mạng, ngũ lão tha mạng a. Ba người tiếng cầu xin tha thứ vang vọng toàn bộ sơn cốc, thê lương kinh khủng vô cùng, thế nhưng năm cái lão giả nhưng như cũ tĩnh ngồi yên ở đó, tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng, chẳng quan tâm. Lệ Kinh Thiên bọn người gặp, bất giác kinh hãi. Tuy nhiên trong lòng bọn họ rõ ràng cái này ngũ lão lợi hại, cái kia ba thú nhất định không phải đối thủ của bọn họ, nhưng không nghĩ tới song phương chênh lệch vậy mà như thế cách xa. Cái kia ngũ lão căn bản không có động thủ, trên cơ bản một cái ý niệm trong đầu, liền đem ba người đẩy vào chỗ chết, đây là cùng một cái tu vi đẳng cấp sẽ xuất hiện chênh lệch hả, người tối thiểu động một đầu ngón tay cũng tốt ha. Mọi người kinh ngạc không thôi, Cửu Viêm Hải càng là nghi hoặc đến chỉ hướng những cái kia nhánh dây nói. Chắc quản gia, những món kia nhi là cái gì, lợi hại như vậy, cũng là bọn hắn tu luyện ra thần thông sao? Không, đó là bọn họ thần hồn, chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng là lời vừa nói ra, mọi người bất giác lại là kinh hãi, thần hồn. Không sai, hóa hư cảnh về sau, ngưng luyện thần hồn, công pháp khác nhau, thần hồn bách thái. Giống ba cái kia cầm thú, tu luyện thần hồn chính là hổ lang xà hình thái. Chắc hẳn bọn họ trước kia tu luyện công pháp cùng cái này có quan hệ. Mà Lệ lão thần hồn chính là một đầu hắc long, đó là bởi vì hắn đột phá lúc, tu luyện ma sát quyết duyên cớ. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm đạm mạc giải thích nói, đến mức cái này Khô Vinh ngũ lão, bọn họ tu luyện là Khô Vinh công, lại là hợp thể trận thức, cho nên bọn họ thần hồn hình thái, nói đúng ra cũng không phải là cái kia nhánh dây,
mà chính là năm người vây kín sơn cốc này chỗ phóng xuất ra ánh sáng xanh kết giới, khô vinh thế giới. Có thể nói, chỉ cần tại kết giới này bên trong, bọn họ liền nắm trong tay nơi này một bông hoa một ngọn cỏ, một khô một vinh, trưởng quản lấy địch nhân khô vinh thịnh suy. Đoạt người sinh cơ, hóa thành khô mục, mới là bọn họ cái này thần hồn tránh thức chỗ lợi hại. Mọi người nghe đến, không sai gật đầu, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Hiện tại bọn hắn mới chính thức kiến thức đến hóa hư cao thủ phương thức chiến đấu, ai mạnh ai yếu, trên cơ bản lấy thần hồn mạnh yếu quyết thắng thua. Tuyết Thanh Kiến hai bên đi loanh quanh con ngươi, đột nhiên nói, đối Trác quản gia, ngươi nhìn nếu là ta cùng lão gia hỏa ngưng kết thần hồn, hẳn là cái bộ dáng gì? Trầm ngâm một trận, Trác Phàm suy đoán nói, Tuyết tỷ cùng Thù lão nhiều năm tu luyện thủy hỏa công pháp, thần hồn ngưng tụ về sau, hẳn là thủy hỏa chi hình, kéo dài thái độ. Cái kia như so với cái này ba cái thú hồn như thế nào? Tuyết Thanh Kiến ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, thủy hỏa chi thái, vô hình vô căn, vốn là thượng đẳng thần hồn, nhưng cũng không tốt lắm nói, đây là muốn nhìn thực lực mà nói. Nếu là ba người kia thú hồn đủ mạnh, cũng là có thể xông phá kết giới này. Cho nên cho dù là hóa hư cảnh bên trong, thần hồn bách thái, cũng là đều có diệu dụng. Xét đến cùng, còn phải xem tu vi cùng thực lực mà định ra. Mọi người không sai gật đầu, trong lòng rõ ràng. Lúc này, cái kia ba cái cầm thú đã đình chỉ cầu xin tha thứ kêu sợ hãi, biến đến mức dị thường uể oải lên, không âm thanh. Chỉ sợ lại chỉ một lúc sau ngày, thần hồn liền muốn triệt để tan đi trong trời đất. Ngũ lão gặp mài đến không sai biệt lắm, lưỡi trưởng lão liền bỗng dưng xuất ra một cái hồ lô đến, mở ra nắp bình, vẫy tay, những cái kia nhánh dây liền tùy ý hất lên, đem ba đạo thú hồn ném vào cái này trong hồ lô. Một lần nữa đem cái nắp đắp lên, lưỡi trưởng lão đắc chí vừa lòng đem hồ lô thu hồi, năm lão trong tay bấm niệm pháp quyết, cái kia yêu kiều ánh sáng xanh lần nữa biến mất, nhánh dây cũng không thấy tăm hơi, ngọn núi nhỏ này cốc lần nữa trở lại trong bình tĩnh. Trác Phàm gặp hết thảy sự tình, mang người rơi nhập trong sơn cốc, hướng ngũ lão cung kính cúi đầu, nghi ngờ nói, năm vị trưởng lão vất vả, chỉ là không biết cái kia ba cái xúc sinh chỉ kém một hơi, vì sao các ngươi còn muốn tha bọn họ một lần, chỉ tù mà không giết đâu. Ha ha ha, tiểu bối chớ nên nhiều lời, đây là tông môn đại sự. Giết ba người này dễ dàng, nhưng lưu lại chỗ tốt lớn hơn. Hết thảy sự tình, đều muốn chờ lão phu năm người hồi tông về sau. Chờ tông chủ xử trí quyết định. Khẽ vuốt cằm, lưỡi trưởng lão đạm mạc lên tiếng. Trác Phàm trong lòng không sai, hơi hơi gật gật đầu, nhìn tới. Cái kia Tà Vô Nguyệt muốn mượn thế phát huy, đi tìm Ngự Thú Tông phiền phức. Đoán chừng về sau, có thể gõ đến không ít chỗ tốt. Đã như vậy lời nói, lần này năm vị trưởng lão đến đây trợ trận, đến tột cùng coi như hắn giúp ta, vẫn là ta giúp hắn đâu. Ánh mắt bất giác sáng lên. Lưỡi trưởng lão kỳ dị xem Trác Phàm liếc một chút, tiếp lấy cùng còn lại tứ lão lẫn nhau nhìn xem, đều là hơi hơi gật gật đầu về sau, mới cười nói tiểu bối thông tuệ hơn người, khó trách đến tông chủ yêu thích, phái chúng ta năm người đến giúp ngươi. Bất quá, ngày sau như nhập tông môn, nhưng muốn khách khí với tông chủ một số, vạn không thể ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Tông chủ không phải người lương thiện, chớ đắc tội với hắn. Đa tạ ngũ lão nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ tại tâm. Trác Phàm khom người cúi đầu, đạm mạc lên tiếng. Ngũ lão hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, như là tiểu bối không còn việc khác mà nói, chúng ta liền muốn như vậy hồi tông. Há, còn lại sự tình vãn bối tự sẽ xử lý, lần này làm phiền năm vị tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Trác Phàm lần nữa khẽ khom người, ngũ lão cười nhạt gật đầu, tiếp lấy liền đạp chân xuống, phi thân lên, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Chờ năm người đều biến mất về sau, Lệ Kinh Thiên mới sang nghiêng nhìn bọn họ ly khai phương hướng, thì thào lên tiếng, cái này năm vị tiền bối nhân phẩm không tệ, ngược lại không giống người trong ma đạo a. Ma đạo cũng có vô cùng kỳ quặc, cũng không phải là toàn bộ đại gian đại ác. Rất nhiều tu giả cũng chỉ là đặc lập độc hành, đi chính mình đường, không để ý tới người khác liếc mắt, mới bị về nhập ma đạo. Cái này năm vị trưởng lão cả đời tu chỉ khô vinh công, trừ năm người lẫn nhau bên ngoài. Rất ít cùng người giao lưu, tự nhiên không có nhiều như vậy lòng dạ tâm cơ, cũng tính là ma đạo trung thánh nhân. Trác Phàm hướng mọi người giải thích một phen, tiếp lấy nhìn về phía Phong Lâm Thành phương hướng, trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, phi thân lên, hét lớn lên tiếng, hiện tại liền chờ đánh thắng trận chiến này, hết thảy thì đều đại công cáo thành.
Trên chiến trường, Độc Cô đại quân còn sót lại tinh binh cường tướng, cùng Thiên Vũ tứ hổ đều bị Huyền Nhung ba lang vệ mang theo phía trên trăm vạn đại quân bao bọc vây quanh, liều chết chống cự. Huyết Ảnh lang giữ tợn cười một tiếng, nhìn về phía Độc Cô Phong bốn người bọn họ, quát to, Thiên Vũ tứ hổ, ta mời các ngươi cũng là chiến trường anh hùng hào kiệt, không nghĩ các ngươi trong loạn thế chiến tử xa trường. Chỉ muốn các ngươi chịu đầu hàng quy thuận, ta Huyết Ảnh lang cam đoan, nhà ta Nguyên soái nhất định coi các ngươi là khách quý đối đãi, tuyệt sẽ không bạc đãi. Nằm mơ, chúng ta thế nhưng là Thiên Vũ Độc Cô quân tứ hổ tướng lĩnh, há có thể đầu hàng các ngươi Huyền Nhung man di. Độc Cô Phong tức giận hừ cả đời, quát lạnh nói. Khinh thường bĩu môi, Phong Hống lang lớn tiếng hô quát, Độc Cô Phong, các ngươi đều đã bị hoàng đế mình vứt bỏ, còn như vậy bướng bỉnh làm gì? Chúng ta Nguyên soái yêu quý nhân tài, các ngươi Thiên Vũ tứ hổ mang theo những thứ này Độc Cô quân tinh nhuệ tìm nơi nương tựa chúng ta, ngày sau chiến trường giết địch, kiến công lập nghiệp, tiền đồ bất khả hạn lượng, làm gì một con đường chết đi đến đen đâu. Giống Thiên Vũ hoàng đế dạng này lang tâm cẩu phế, các ngươi đáng giá vì hắn hộ giá hộ quốc sao? Huyền Nhung người tuy nhiên cùng Thiên Vũ hoàng đế hợp tác, nhưng là đối với hoàng đế dạng này âm hiểm hành động, cũng là dị thường khinh thường. Ngược lại đối Độc Cô quân chiến lực cùng trung trinh, vô cùng tán thưởng. Cho nên, tại có thể đào góc tường tình huống dưới, Huyền Nhung đại quân còn là muốn tận hết sức lực lôi kéo chi này bị ném bỏ đội quân thiện chiến. Bất quá đáng tiếc, Độc Cô quân chỗ lấy nhiều năm bất bại, bên trong một cái lớn nhất nhân tố trọng yếu, cũng là hắn quân hồn cương nghị, thể sống chết bất khuất. Thì coi như bọn họ Nguyên soái lọt vào hoàng đế hãm hại tới chết, nhưng để bọn hắn đưa phản quốc, lại là vô luận như thế nào đều làm không được. Phong Hống lang, Huyết Ảnh lang, các ngươi không cần lại nhiều tốn nước bọt. Chúng ta Độc Cô đại quân thủ ra bảo vệ đất, đến chết cũng không đổi. Chúng ta bảo vệ là Thiên Vũ bách tính, không phải hắn Vũ Văn Giang Sơn. Độc Cô Phong trong mắt tinh quang trong vắt, hét lớn lên tiếng. Độc Cô quân tướng sĩ cũng là nộ hống liên tục, tuy nhiên bị vây, nhưng là không có một tia lùi bước uể oải chi khí, ngược lại tràn đầy kiên nghị cùng anh dũng. Ba lang vệ nhìn lấy đây hết thảy, âm thầm gật đầu, đây thật là một chi tốt đội ngũ a, đáng tiếc. Trong lòng ai thán một tiếng, ba lang vệ nâng tay phải lên, chuẩn bị xuống mệnh. Xạ Thiên lang chiết biệt đầy mắt tôn sùng mà nhìn xem chi này đội quân thiện chiến, lớn tiếng hô quát nói, Thiên Vũ tứ hổ, hôm nay chúng ta đem các ngươi tiêu diệt, hội cực kỳ đem các vị thi thể mai táng. Cái kia liền đa tạ, ha ha ha, Độc Cô Phong cười lớn một tiếng, hào khí vượt mây. Còn lại tam hổ liếc nhìn nhau, cũng là lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Tuy nhiên bọn họ lần chiến đấu này là làm dụ địch mồi câu, nhưng tùy thời có khả năng mất đi tính mạng, cho nên sớm đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Ba lang vệ nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chút không đành lòng. Dù sao cũng là nhiều năm lão đối thủ, sớm đã tâm tâm nhung nhớ. Nhưng là quân nhân có quân nhân chức trách, làm là địch nhân, trên chiến trường bọn họ tuyệt không có khả năng thủ hạ lưu tình. Động thủ, tiêu diệt bọn họ. Ba lang vệ cơ hồ là cùng nhau vung tay, hét lớn lên tiếng. Thiên Vũ tứ hổ cười lớn một tiếng, cũng làm tốt bị tam phương giáp công chuẩn bị. Thế mà, đúng lúc này, nơi xa trong rừng rậm, lại truyền tới chấn thiên triệt địa tiếng la giết cùng tiếng kêu gào. Chỉ một thoáng, ánh lửa ngút trời, thẳng lên chân trời. Thân thể bất giác lắc một cái, ba lang vệ cùng nhau hướng về sau nhìn qua. Lại là nhìn không được tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, kêu lên sợ hãi, là Nguyên soái đại trướng, có người tập xoanh. Ha ha ha, tiểu ngũ hắn rốt cục hành động, trong mắt tinh quang lóe lên, Độc Cô Phong không khỏi cười to lên. Xạ Thiên lang bọn người nhìn thấy, không khỏi cùng nhau cả kinh nói, các người phái người vòng sau tập kích chúng ta Nguyên soái đại doanh. Thế nhưng là, các người Độc Cô quân đã bị nhốt ở đây, còn có con nào đội ngũ có thể đột kích tới đó? Hắc hắc hắc, không nghĩ tới a, chúng ta còn có một cái khác chi đội quân thiện chiến, là do chúng ta nghĩa đệ, Thiên Vũ thứ năm hổ chỉ huy phi hổ quân, chúng ta chỉ là đem các ngươi kiềm chế ở đây mồi nhử thôi. Nhà ta Nguyên soái sớm đã ngờ tới các ngươi hội tốc chiến tốc thắng, toàn quân xuất kích. Cho nên bằng vào chúng ta làm mồi nhử, đem bọn ngươi đại quân hấp dẫn ở đây, sau đó lại phái ra tiểu ngũ đi đánh bất ngờ các ngươi soái trướng, bắt giặc phải bắt vua trước, ha ha ha. Độc Cô Phong cười to lên, nhưng ba lang vệ lại là phẫn nộ uống liên tục, hai mắt đỏ bừng. Hiện tại, bát lang vệ cùng chuyển động, bên trong quân soái trướng trống rỗng, địch nhân phái người đánh lén,
lại có ai đi bảo hộ nguyên soái đây? Một phương diện khác, Lạc Vân Hải mang theo từ một đám kim cương bất hoại chiến khôi tạo thành phi hổ quân, một đường sông về trước giết, một đường tia lửa mang tia chớp, không mang theo đình trệ một khắc. Bởi vì tổng thể tất cả mọi người thực lực đều vô cùng biến thái, đến mức Lạc Vân Hải đều không cần chỉ huy bọn họ hình thành chiến trận, chỉ cần một mực sông về trước, đối phương tựa như cắt dưa khảm đồ ăn giống như, bị giết một mảng lớn. Đây thật là thần cản giết người, Phật cản giết Phật. Lạc Vân Hải một trận cười khổ, tuy nói hắn tâm lý minh bạch, Trác Phàm muốn nhờ vào đó đại chiến, để hắn lập công. Nhưng là cho hắn như thế một chi biến thái đội ngũ, hắn lập công là không có vấn đề, nhưng lại không có thành tựu chút nào cảm giác a. Hắn tại Độc Cô Quân chỗ đó học chiến trận sắp xếp cùng sách lược ứng đối, hoàn toàn cũng không phát huy được tác dụng. Chỉ vì chi đội ngũ này thực sự quá mạnh, xông lên, giống như cá giết sang sông, mặt đất một mảnh hỗn độn, người nào cũng đỡ không nổi bọn họ cước bộ, căn bản không cần gì sách lược cùng chiến trận. Cho dù là đối mặt cái kia Khuyển Nhung đại nguyên soái, Thác Bạt Thiết Sơn phòng vệ thân vệ quân, những thứ này chiến khôi đi lên cũng là dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ. Cái nào dùng cái gì chỉ huy, căn bản chính là hổ vào bầy dê, trực tiếp giết chính là. Hiện tại hắn mới hiểu được, Trác Phàm thường thường treo ở bên miệng dốc hết toàn lực là có ý gì. Thiếu chủ, tất cả đóng giữ vệ binh chúng ta đều dọn dẹp sạch sẽ, cũng là nguyên soái doanh trướng chỗ đó, chờ lấy thuộc hạ bồi thiếu chủ đi vào chung. Một vị thần chiếu cảnh 9 tầng thân thể luyện chế chiến khôi đi vào Lạc Vân Hải trước người, khom người cúi đầu, xin chỉ thị. Bất giác cười khổ một tiếng, Lạc Vân Hải lẩm bẩm nói, lấy các ngươi năng lực, đi vào đem hắn cầm ra đến chính là, còn chờ ta làm gì? Khởi bẩm thiếu chủ, đây là Trác quản gia ý tứ. Chỉ có ngài tự mình đi đem địch phương nguyên soái cầm xuống, cái này đại chiến công đầu, ngài mới cầm an tâm, khiến người ta tâm phục khẩu phục, không nói ra một câu dị nghị đến. Ai, Trác đại ca thật sự là có lòng, bất quá công lao này, ta lấy có điểm tâm thua thiệt. Bật cười lắc đầu, Lạc Vân Hải dậm chân hướng về phía trước, đi vào Thác Bạt Thiết Sơn trước đại trướng, chỗ đó sớm đã có tính toán 10 tên chiến khôi chờ đợi, không cho bên trong người thừa cơ chạy ra. Đẩy ra mành lều, Lạc Vân Hải dương dương tự đắc đi vào, lại chính gặp một vị khôi ngô người, thân mang nguyên soái trường bào, đưa lưng về phía hắn ngồi tại chủ tọa phía trên, không có một tia sợ hãi, uy phong lẫm liệt. Đưa tay cung kính ôm một cái quyền, Lạc Vân Hải một mặt nghiêm túc, đạm mạc lên tiếng, thường nghe nghĩa phụ lão nhân gia ông ta nhắc lên, lão nguyên soái là hắn cả đời chí địch, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, gặp không sợ hãi. Bất quá, ngài trung quân đại doanh đã bị ta lấy xuống. Ngài đã thua, xin ngài đi theo ta đi. Ha ha ha, nơi nào đến mao đầu tiểu tử, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn đánh bại chúng ta Khuyển Nhung đại quân, bắt sống chúng ta nguyên soái. Ngươi còn sớm một vạn năm đâu. Không khỏi cười lớn một tiếng, người kia phách lối lên tiếng. Nhướng mày, Lạc Vân Hải nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia, thì thào suy đoán, ngươi. Không phải Thác Bạt Thiết Sơn. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Bỗng nhiên xoay người lại, người kia chỉ là cái phủ lấy nguyên soái chiến bào người trẻ tuổi mà thôi, cười to liên tục, chúng ta nguyên soái biết rõ các người bình yếu, duy nhất cơ hội thắng cũng chỉ có cướp trại một chiêu, cho nên sớm đã rời bước hắn chỗ, các người trúng kế, ha ha ha. Thiếu chủ, tứ phương xuất hiện địch quân phục binh, chúng ta bị vây quanh. Lúc này, bên ngoài đột nhiên chạy tới một người, khom người bẩm báo nói. Lạc Vân Hải khẽ gật đầu, cũng không nóng nảy. Thở dài nói, ai, còn thật bị Trác đại ca cho nói chúng, phương án thứ nhất xác suất thành công, chỉ có một thành không đến, đây là lão gia hỏa kia lòng tự tin bạo dạp mới có thể xuất hiện kết quả. Xem ra cần phải dùng phương án thứ hai, nhìn bốn vị ca ca bên kia làm thế nào chứ, ha ha ha. Sao, làm sao, người cũng không kinh ngạc sao, cái kia giả nguyên soái gặp này, không khỏi sững sờ. Bất giác mỉm cười cười một tiếng. Lạc Vân Hải từ chối cho ý kiến, kinh ngạc cái gì, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đối Thác Bạt Thiết Sơn thì lưu 12 vạn phần tâm, cái gì suy nghĩ đều đoán trước qua. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần ta trên tay có cái này phi hổ quân tại, một khi biết vị trí hắn, bắt giữ hắn bất quá vài phút sự tình mà thôi, ha ha ha. Quỷ dị cười một tiếng, Lạc Vân Hải quay người rời đi, cái kia giả nguyên soái thì là lăng lăng đứng ở nơi đó, kêu lên sợ hãi, người cứ như vậy đi. Không giết ta sao? Ta đều làm tốt ngươi thẹn quá hóa giận, ta khẳng khái chịu chết chuẩn bị.
Một cái tiểu lâu la mà thôi, có gì có thể giết. Tựa như Trác đại ca nói như thế, ngươi, cản không ta đường, với ta mà nói căn bản không quan trọng. Lạc Vân Hải mang người đã là rời đi soái trướng, nhưng là hắn tiếng cười khẽ lại là rõ ràng truyền vào người kia trong lỗ tai. Người kia bất giác giật mình một lát sau, một mặt kính phục gật đầu, thì thào lên tiếng, phong độ đại tướng. Ra đến trướng đến, Lạc Vân Hải vẫy tay, mang người hướng doanh đi ra ngoài. Thế nhưng là đúng lúc này, cười to một tiếng đột nhiên vang lên, ác lang vệ cha Lạp Hãn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, phía sau là mấy chục vạn đại quân, sát khí lạnh thấu xương. Ha ha ha, số tiểu tử, cướp trại liền muốn nhanh như vậy chạy đi à, người coi nơi này là địa phương nào. Cha Lạp Hãn đứng đại quân trước đó, một thân khí thế cường hãn ngăn không được hướng Lạc Vân Hải áp đi. Thế nhưng là Lạc Vân Hải bên cạnh cái kia thần chiếu chiến khôi, lại là thay hắn đỡ được. Lạc Vân Hải mắt lạnh nhìn hắn, ta cười ra tiếng, nơi này còn có thể là địa phương nào, địch quân đại doanh A, chẳng lẽ vẫn là du lịch thắng cảnh, ta đến từng du lịch qua đây sao? Hừ hừ hừ, thật sự là không sợ chết tiểu tử, sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi trơn tru, cùng cái kia Trác Phàm giống như đúc. Cười lạnh, cha Lạp Hãn chỉ sau lưng chúng nhân nói, nhìn đến lão phu sau lưng mấy chục vạn đại quân à, vài phút diệt ngươi, tin hay không? Khinh thường bĩu môi. Lạc Vân Hải đồng dạng chỉ sau lưng nói, nhìn đến bản tướng quân đằng sau phi hổ quân à, mấy giây diệt ngươi, có tin hay là không? Cha Lạp Hãn sững sờ, bất giác trong lòng nghi hoặc, cái này Trác Phàm bọn thủ hạ, đều một bộ đức hạnh à, lớn lối như thế. Tiếp lấy hắn lại quét mắt một vòng đối phương nhân số, bất giác cười nhạo nói, vô chi tiểu nhi, người đó mới 100.000 người mà thôi, lão tử nơi này chính là 500.000 trở lên đại quân. Hai quân khá là cao thấp biết liền, người mạnh miệng cái gì sức lực. Lão tử khuyên ngươi, vẫn là mau mau đầu hàng, bớt hai quân giao chiến, thương tổn ngươi cái này tiểu nhi tánh mạng. Thôi đi, ngươi mới là vô tri tên lỗ máng, có hiểu hay không bên trong chiến trường, đại quân chiến lực cùng người đếm nhưng là không nhất định là có quan hệ trực tiếp. Nói nhảm, cái này lão tử đương nhiên biết, nhưng là các ngươi thiên vũ mạnh nhất quân đoàn, không ai qua được độc cô đại quân tinh binh tướng tài. Cho dù phía sau ngươi mang là những người này, cũng so ra kém lão tử 700.000 khuyển nhung tinh binh. Cha Lạp Hãn gặp Lạc Vân Hải vẫn là như vậy bướng bỉnh, không khỏi ngạo nghễ lên tiếng, đe dọa tại hắn. Nhưng Lạc Vân Hải lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, mỉm cười lấy lắc lắc đầu, trong mắt đều là hí ngược chi sắc, vậy ngươi. Nhưng là thì kiến thức nông cạn. Kết trận, để cái này ác lang vệ nhìn xem, cái gì mới thật sự là thực lực sai biệt. Lạc Vân Hải trong mắt tinh quang lóe lên, hét lớn lên tiếng. Sau lưng những cái kia chiến khôi, liền cùng nhau gật đầu một cái, tạo thành đạo này mới vừa tập luyện 2-3 nguyệt chiến trận, tuy nhiên vô cùng lạnh nhạt, nhưng thắng tại bọn họ nội tình tốt, mỗi người đều là tinh binh bên trong tinh binh, cao thủ bên trong cao thủ. Chỉ một thoáng, một cỗ ngập trời khí thế đột nhiên phát ra, giống như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng cha Lạp Hãn cùng cái kia mấy chục vạn đại quân áp đi. Ép thẳng tới đến bọn hắn khí thức trì trệ, từng bước lui lại. Bất giác sợ hãi cả kinh, cha Lạp Hãn bất khả tư nghị nhìn về phía trước, trên ót đã là trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái này, cuối cùng là con nào đội ngũ, sao sẽ như thế biến thái? Vẻn vẹn 100.000 người chúng mà thôi, thì có cường đại như thế khí thế, ép tới hắn cái này thất 100.000 đại quân đều không thở nổi. Chiến lực như vậy, quả thực có thể chịu được 100.000 hùng binh. Thế nhưng là hắn không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, càng là cả kinh ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tam hồn không thấy hai hồn, thất phách không thấy lục phách. Chỉ thấy cái này nhánh chiến đội người đứng đầu hàng cầm đầu tất cả đều là thần chiếu cường giả, trọn vẹn 5.000 trở lên, tiếp lấy về sau là thiên huyền cường giả, lại cũng có 3-4 vạn người, sau cùng tất cả đều là đoán cốt cao thủ, cũng đạt đến 60.000-70.000 chi chúng. Như thế một đội ngũ hình thành, quả thực không thể dùng biến thái hình dung, căn bản chính là bật hack a. Đồng dạng trong quân đội, đoán cốt cảnh thì đã coi như là tinh binh hàng ngũ, thiên huyền cảnh cái kia chính là tướng quân, 10 phần thưa thớt, thần chiếu cảnh vậy đơn giản thì là chiến thần một loại tồn tại, trong quân đại tướng. Giống bọn họ bát lang vệ, cùng thiên vũ tứ hổ, đều là nhân vật như vậy. Mà đồng dạng tướng sĩ, phần lớn bất quá tụ khí cảnh mà thôi. Cho nên quân đội lợi hại, không phải liều cá nhân thực lực, mà chính là tổng thể chiến trận phía dưới,
tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ lực lượng, bởi vì cái gọi là người nhiều lực lượng lớn. Thế nhưng là giờ này khắc này, đột nhiên chạy ra đến một chi thần chiếu cảnh cùng thiên huyền cảnh cao thủ thì chiếm một nửa binh lực 100.000 người đội ngũ, lại là để hắn cái này kinh nghiệm xa trường, khát máu thành thói ác lang vệ, đều kém chút hoảng sợ tè ra quần. Đại ca, người không phải đang đùa ta à, thiên hạ tại sao có thể có quân đội như vậy? Có dạng này thực lực người, ai còn tham gia quân ngũ à, đi sớm làm cung phụng trưởng lão. Giống bọn họ dạng này tiến vào quân ngũ cao thủ, cũng coi là số ít, cái kia cũng là bởi vì bọn họ tu luyện đến tận đây, đều là trong quân ngũ bị bồi dưỡng được tới. Thế nhưng là chi đội ngũ này, nhưng bây giờ là quá nghịch thiên. Nhìn lấy cái kia cha Lạp Hãn ngây ngốc bộ dáng, tựa hồ cũng giật mình nói không ra lời, Lạc Vân Hải không khỏi cười lạnh, tuét miệng nói, ác lang vệ, nhìn đến a, đây là nhà ta Trác Nguyên soái thân thủ luyện ra phi hổ quân, giao cho ta chỉ huy, thế nào, qua hai chiêu a. Cao, Trác Phàm luyện binh a. Khóe miệng bất giác một xẹp, cha Lạp Hãn không khỏi run run ra mặt, sắp khóc đi ra, cái này đáng chết Trác Phàm, chính mình biến thái cũng coi như, luyện được binh cũng biến thái như vậy, thật không biết hắn là thế nào làm được. Cuộc chiến này còn thế nào đánh a? Hít sâu một hơi, cha Lạp Hãn trong lòng trầm ngâm, tiếp lấy đột nhiên hét lớn lên tiếng, rút lui. Vừa dứt lời, liền dẫn đầu một bước chân, bay đi. Những cái kia khuyển nhung tướng sĩ nghe đến tiếng ra lệnh này, không cảm thấy sững sờ, đầu còn có chút mơ hồ. Bọn họ thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua, vị này hung ác tàn bạo cha Lạp Hãn tướng quân, như thế sợ hãi bộ dáng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, mới vội vàng thay đổi thân hình, muốn chạy trốn. Xem ra địch nhân xác thực thế lớn, không phải vậy tướng quân không có khả năng làm ra loại này còn chưa giao thủ, thì chạy trối chết cử động. Cái này tại khuyển nhung đại quân trên chiến trường thế nhưng là trước đó chưa từng có a, thực sự quá mẹ hắn mất mặt. Lạc Vân Hải cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh mang, hét lớn lên tiếng, phân ra 100 thần chiếu cao thủ, cho ta bắt sống ác lang vệ. Còn lại người lập tức cho ta nghiền ép bọn họ. Vâng. Mọi người liền ôm quyền, liền cùng nhau hành động, phân công hợp tác. Chỉ một thoáng, giống như địa ngục lao ra tu la, Lạc Vân Hải dẫn nhân mã phía trên liền đuổi kịp khuyển nhung ác lang vệ chiến đội, dựa vào viễn siêu đối thủ mấy chục lần thực lực, một đường nghiền ép, rú thảm liên tục. Bỗng dưng, thê lương âm thanh, tiếng la giết, bên tai không dứt. Chỉ là trong chốc lát, ác lang vệ đại quân liền đã tổn thất nhiều hơn phân nửa, có thể thấy được cái này phi hổ quân truy sát năng lực mạnh, làm cho người kinh hãi. Bất quá cái này cũng có một chút cha Lạp Hãn một mình chạy trốn, làm cho cả chi đội ngũ không người chỉ huy, không hình thành nên chiến lực nguyên tố. Nhưng dù vậy, cái này chiến khôi đại quân uy lực, cũng là tương đương làm cho người sợ hãi. Một phương diện khác, cha Lạp Hãn cực lực chạy trốn, lại là những người hưu 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 mấy đạo tiếng xé gió vang. Gần trăm thần chiếu cao thủ đã là đi vào trước mặt hắn, đem hắn bao bọc vây quanh, sau lưng hai cánh một cái một cái. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, cha Lạp Hãn bất giác khóe miệng một xẹp, trên mặt càng là hiện ra khổ bức chi sắc. Nghĩ không ra những thứ này thần chiếu cao thủ, chẳng những nhân số đông đảo, còn mỗi người phối một bộ phi hành ma bảo, cái này hắn còn làm sao có thể chạy qua bọn họ. Đáng chết Trác Phàm, gia tư càng như thế phong phú, chi này nghịch thiên đội ngũ. Rõ ràng cũng là dùng tiền đập ra tới. Không phải vậy, sao có thể nhân thủ một kiện phi hành trang bị đâu. Cứ như vậy, hắn muốn chạy cũng chạy không. Ngửa đầu nhìn lên trời, cha Lạp Hãn ai thán liên tục, đầy dẫy bi thương, đây thật là trời muốn diệt hắn a. Vốn là hắn coi là tại soái trướng chung quanh bố trí xuống phục binh, bắt đến đây cướp trại con chuột nhỏ, là kiện lại cực kỳ đơn giản nhẹ nhõm việc phải làm. Ai biết không đợi đến con chuột nhỏ. Lại chờ đến một cái đại lão hổ. Hiện tại, hắn liền bị ăn đến liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Sớm biết như thế, hắn thì không nhận nhiệm vụ này, hoặc là cùng người khác thay cái nhiệm vụ. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể liều mạng một lần. Kết quả là, một tiếng gầm thét vang lên, cha Lạp Hãn toàn thân khí thế đại phóng, hai mắt đỏ bừng quét về phía tất cả mọi người nói, ta cha Lạp Hãn chính là khuyển nhung bát lang vệ một trong. Thiên sinh thần lực, xé xác linh thú, có khuyển nhung đệ nhất dũng sĩ danh xưng. Có cái kia không sợ chết, liền lên đến a. Lẫn nhau nhìn xem, mọi người bất giác tất cả đều cười khẽ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ nhìn về phía hắn.
Bọn họ đều là Trác Phàm luyện chế chiến khôi, chứ nguyên thần là bọn họ bên ngoài, còn lại trên thân từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều là luyện chế mà thành. Mà lại thân thể như kim cương, còn sợ ngươi kéo. Kết quả là, hưu một tiếng, một cái chiến khôi dẫn đầu sông đi lên. Cha Lạp Hãn trong mắt chừng một cái, quyết định thật nhanh, đưa tay liền đem người kia bắt lại, sau đó đem hắn giơ cao đỉnh đầu, hai tay hung hăng vừa dùng lực. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn âm rõ ràng có thể nghe, cha Lạp Hãn nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ âm mưu đạt được. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, người bình thường thấy có người bị nhẹ nhõm xử lý, cho dù phe mình bên này nhân số đông đảo, cũng sẽ có tâm mang sợ hãi, ai biết cái kế tiếp là không phải mình. Kết quả là, cho dù người lại nhiều cũng có sơ hở, hắn liền có thể thừa cơ phá vây. Thế nhưng là rất nhanh, hắn nụ cười liền cứng ở trên mặt, trong lòng mộng huyễn cũng trong nháy mắt phao diệt. Lạch cạch một tiếng, hai cánh tay hắn chậm rãi rủ xuống, đã là hoàn toàn không làm gì được, đau nhập nội tâm. Nguyên lai vừa mới cái kia âm thanh tiếng xương vỡ vụn âm, không phải hắn xé rách đối thủ gây nên, mà là chính hắn đem chính mình hai tay xương cốt cho kéo nứt. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia chậm rãi rơi xuống bóng người, cha Lạp Hãn nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi cũng là luyện thể cao thủ. Ta chưa bao giờ luyện qua thể, bộ này kim cương thân thể cũng là Trác quản gia cho ta, mà lại tất cả chúng ta, người người một bộ. Ngươi cái kia cậy mạnh, là kéo không mở chúng ta bất cứ người nào. Người kia cười nhạt một tiếng, lộ ra khinh miệt nụ cười. Nhưng là cái kia cha Lạp Hãn, dĩ nhiên đã hoàn toàn ngốc ở. Ngơ ngác quét vào chàng gần 100 người mỗi người liếc một chút, sắc mặt như cho tàn, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Hắn đường đường khuyển nhung đệ nhất lực sĩ, tại thiên vũ vậy mà xếp tới 100 về sau. Ách không không không, nói không chừng còn không chỉ chừng này. Nghĩ tới đây, cha Lạp Hãn sắp khóc đi ra, một mặt ủy khuất nhìn về phía mọi người, thì thào lên tiếng các ngươi cái này Lạc gia. Là quái vật khu vực sao? Làm sao cả đám đều không bình thường như vậy? Mọi người nghe xong, bất giác cùng nhau cười to lên, trong lòng tự đắc ý đầy. Cuối cùng nếm đến khi dễ người tư vị, cái này chính là cường giả cảm giác a. Đón lấy, mọi người đem một mặt tuyệt vọng cha Lạp Hãn phong tu vi, chính thức thu làm tù binh. Cùng một thời gian, bên trong chiến trường, Triết Biệt ba người nhìn lấy trung quân đại trướng vị trí, lo lắng vạn phần, riêng là nghe đến xa như vậy chỗ ẩn ẩn truyền đến tiếng la giết, càng là gấp đến độ đầy đầu mồ hôi. Thiên Vũ Tứ Hổ thì là cười to liên tục, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Phong Hống Lang, nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh đi viện trợ nguyên soái. Triết Biệt suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nói. Phong Hống Lang khẽ gật đầu, thì muốn động thủ, trong tai lại truyền tới Độc Cô Phong khinh thường giễu cợt âm thanh, đã muộn, coi như tốc độ ngươi lại nhanh, đến soái trướng chỗ đó lúc, tiểu ngũ đã đắc thủ, các ngươi thác bạt nguyên soái đã là chúng ta tù nhân. Ngươi coi như đi qua, cũng bất quá phụng mệnh thước vũ khí mà thôi, trận này chiến sự, là chúng ta thắng. Hừ hừ hừ, vậy nhưng chưa hẳn đi. Thế mà, hắn vừa dứt lời, một thanh âm quen thuộc lại là đột nhiên vang lên. Ba lang vệ giật mình, đột nhiên quay người, vội vã hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua, cả kinh kêu lên, đây là nguyên soái thanh âm. Đám người dần dần tản ra, từ nơi không xa lái tới một đội sát khí lẫm liệt đội ngũ. Lại chính là Sát Phá Lang một đội. Mà ở bên cạnh hắn, một cái thân mặc phó tướng quần áo lão nhân, lấy nón bảo hiểm xuống, lộ ra hình dáng, lại chính là Khuyển Nhung binh mã đại nguyên soái, Thác Bạt Thiết Sơn không thể nghi ngờ. Mà bên cạnh hắn, theo còn có Thác Bạt Liên Nhi chờ một đám thân vệ. Thác Bạt Thiết Sơn, ngươi thế mà ở chỗ này? Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Độc Cô Phong kêu lên sợ hãi. Cười nhạt gật gật đầu, Thác Bạt Thiết Sơn một mặt tự đắc, lão phu nghiên cứu qua một trận Trác Phàm hành động tác phong, kẻ này hành động giảo quyệt, thiện dùng kỳ mưu. Mà bây giờ các ngươi thế yếu, duy nhất cơ hội thắng cũng là từng binh sĩ đột kích, trực đảo Hoàng Long. Cho nên ổn thỏa lý do, lão phu sớm đã rời đi soái doanh, bố trí xuống phục binh, chờ các ngươi vào trận. Kết quả, quả không ngoài lão phu sở liệu, các ngươi thật vòng sau tập doanh. Độc Cô Phong mí mắt khẽ run, không nói gì, còn lại Tứ Hổ cũng là trầm mặc không nói. Triết Biệt chờ ba lang vệ vẫn còn có chút không hiểu, Sát Phá Lang liền khẽ cười một tiếng, tiếp tục giải thích nói, thực đánh ngay từ đầu, bát lang vệ ra hết cũng là ngụy trang, nguyên soái cùng tiểu thư một mực đi cùng với ta, công tử có được hai lộ nguyên soái, dẫn địch chú ý.
mà cha Lạp Hãn cái kia đội thực là giả, hắn chân thân, sớm đã tại soái trướng trước bố hạ bẫy dập, chờ địch nhân vào cuộc. Hết thảy, đều tại nguyên soái sở liệu bên trong. Lần này bọn họ chiến lược tận tổn hại, cầm xuống Phong Lâm Thành, bất quá trong chốc lát mà thôi. Nghe được lời này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía thác Bạt Thiết Sơn phương hướng, tràn đầy vẻ kính phục. Thế mà, đúng vào lúc này, hưu một tiếng chói tai phong minh vang lên, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, tại trên không trung nổ tung một đóa thật to tia lửa, chiếu rọi toàn bộ chiến trường, lóa mắt rực rỡ. Nguy đầu nhìn không được lắc một cái, thác Bạt Thiết Sơn nhìn lấy vân không đoàn kia hỏa quang, lại thuận thế cúi đầu xuống, nhìn về phía Độc Cô Phong bọn họ chỗ đó. Trong lòng bỗng dưng lóe qua một trận không ổn, các ngươi đây là làm cái gì, chẳng lẽ còn có phục binh sao? Ha ha ha, chúng ta thì điểm ấy còn sót lại binh lực có thể dùng, còn nơi nào đến phục binh? Vậy ngươi đây là, trong mắt tinh quang lóe lên, thác Bạt Thiết Sơn chăm chú nhìn Độc Cô Phong ánh mắt không thả. Khóe miệng bất giác xẹt qua một đạo thần bí đường cong, Độc Cô Phong cùng còn lại tam hổ liếc nhau, bốn người cùng nhau phát ra tiếng cười to đến, ha ha ha. Thác Bạt Thiết Sơn, người trúng kế. Lần này, người thế nhưng là rốt cuộc chạy không? Nguy đầu nhìn không được lắc một cái, Thác Bạt Thiết Sơn hai mắt híp lại, khó hiểu nói, người đây là ý gì, tha thứ lão phu khó có thể lý giải được. Hừ hừ hừ, Thác Bạt Thiết Sơn, thực ngươi nói không tệ, binh lực chúng ta thưa thớt, căn bản không thể theo ngươi tiến hành toàn diện khai chiến. Duy nhất cơ hội thắng, cũng là bắt giặc bắt phương. Bất quá! Trung quân đại trướng chính là trong toàn quân trụ cột, cái gì làm trọng yếu? Nguyên soái làm một quân thống soái, làm sao có thể ra chuyện? Cho nên ngay từ đầu, nhà ta chắc nguyên soái liền liệu định ngươi hội vứt bỏ trướng mà đi, ẩn vào quân trận bên trong. Cười lạnh, Độc Cô Phong đắc ý nói. Chân mày hơi nhíu lại, Thác Bạt Thiết Sơn thở sâu, nghi hoặc lên tiếng, đã như vậy, vì sao còn muốn đánh lén lão phu doanh trướng, làm ra như thế vô dụng tiến hành? Vì dẫn xà xuất động. Trong mắt lóe lên tự đắc ánh sáng, Độc Cô Phong cười to liên tục, nhà ta nguyên soái nói, ngồi ở vị trí cao người đều yêu sắt. Không phải rõ ràng đắc chí, cũng là thầm đắc chí. Cho nên mặc kệ là chúng ta đột kích hai lộ nguyên soái quân doanh, vẫn là nhỏ năm đánh lén chúng quân đại trướng, thực đều là mồi nhử. Chính là muốn để ngươi cảm thấy, chúng ta tất cả kế sách đều bị ngươi phá giải, đi ra sắt một phen, ha ha ha. Gương mặt bất giác một đỏ, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi vội ho một tiếng. Có thể đem đối phương quỷ kế toàn bộ phá giải, đối với tướng soái tới nói, thật là mừng rỡ sự tình, đi ra hướng đối thủ khoe khoang một phen, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là bây giờ bị đối thủ nói thành là đắc chí, hắn mặt mo cũng không thấy có chút xấu hổ. Lão phu cũng không phải đắc chí người, chỉ là ngẫu nhiên đắc ý một chút, cái này cũng không được sao. Bất giác vội ho một tiếng. Thác Bạt Thiết Sơn bình tĩnh tâm tình, tiếp tục hỏi, nhưng là các ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì, thì vì nói móc lão phu một chút sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là như vậy thứ nhất, ngài vị trí thì hoàn toàn bại lộ a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Độc Cô Phong không khỏi cười lạnh thành tiếng. Thân thể lạnh không khỏi run run, Thác Bạt Thiết Sơn giật nảy cả mình, trong lòng phần kia bất an, càng ngày càng mạnh. Sát Phá Lang nghe được lời này, lại là khinh thường bĩu môi. Cười nhạo nói, thì coi như các ngươi biết nguyên soái vị trí lại như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi còn có thừa binh mã, có thể điều động? Dĩ nhiên không phải, ta đã nói, chúng ta đã lại không binh nhưng là điều. Cười nhẹ lắc đầu, nhưng Độc Cô Phong trên mặt lại tràn đầy vẻ tự tin, có điều, nhà ta tiểu ngũ biết ngươi vị trí, nhất định sẽ giết tới. Đến thời điểm, ngài liền đợi đến làm tù binh đi. Tiểu ngũ, hừ hừ hừ. Thì là các người phái hắn đi cướp trại người kia đi. Lông mày nhíu lại, Sát Phá Lang khinh thường bĩu môi, suy cười ra tiếng, ngươi có phải hay không trí nhớ không tốt lắm, vừa mới nguyên soái đã nói qua, cha Lạp Hãn ở nơi đó bố trí mai phục binh, hắn đã đi là không thể trở về. Liền xem như hắn có thể phá vây thì sao, hắn cách chúng ta nơi này có một đoạn lộ trình, chờ đến nơi đây về sau, nguyên soái đã lần nữa chuyển di. Huống hồ, còn có chúng ta hộ vệ ở bên. Ngươi cho là hắn có thể sờ được chúng ta nguyên soái góc áo sao? Thật sâu liếc hắn một cái, Độc Cô Phong lại là lộ ra thần bí nụ cười, Sát Phá Lang, ta cá với ngươi, tiểu ngũ rất nhanh sẽ tới, cha Lạp Hãn đã bị hắn toàn diệt, các ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cái này sao có thể, chỉ là một đội nhân mã, có chiến lực như vậy.
Đó mới là gặp quỷ đây, hừ hừ hừ. Khinh thường bĩu môi, Sát Phá Lang cười lạnh thành tiếng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một tiếng kinh hô lại là đột nhiên từ bên cạnh hắn truyền đến, tướng quân, người mau nhìn, vậy cái kia đó là cái gì? Rốt cục đến, khóe miệng nổi lên một đạo vui vẻ nụ cười, Độc Cô Phong cùng còn lại ba vị huynh đệ lẫn nhau nhìn xem, cùng nhau thở dài ra một hơi, nhìn lên chân trời. Mà Sát Phá Lang mấy người cũng là trong lòng cả kinh, hướng về bộ hạ chỉ phương hướng nhìn qua, lại là lạnh không khỏi tròng mắt hung hăng co rụt lại, trong nháy mắt ngây người. Chỉ thấy cái kia xa xôi không trung, nguyên soái trung quân đại trướng phương hướng, đen nghịt bay qua một mảnh bóng người, chính hướng bọn họ nơi này đi tới. Ngay từ đầu bọn họ tưởng rằng phi điểu, nhưng sắp đến phụ cận, bọn họ mới phát hiện, vậy nơi nào là chim, căn bản chính là mọc ra cánh nhân loại. Mà lại bọn họ từng cái sát khí đằng đằng, khí thế mãnh liệt, phía trước dẫn đội, chính là Lạc Vân Hải không thể nghi ngờ. Cái này, đây là cái quái gì? Cho dù là Thác Bạt Thiết Sơn gặp này, cũng không thấy giật mình ngay tại chỗ, ngơ ngác hỏi nói. Bất giác cười khẽ cả đời, Độc Cô Phong vui lòng chỉ giáo, đây là nhà ta nguyên soái mới luyện ra một chi tinh binh, 100.000 phi hổ quân, do ta nhà ngũ đệ tự mình xuất lĩnh. Cái gì, bay, phi hổ quân, còn thật có thể bay à? Miệng bất giác hơi khô chát, Thác Bạt Thiết Sơn đã cả kinh tột đỉnh. Hắn chinh chiến xa trường, chinh chiến cả đời, còn chưa bao giờ thấy qua con nào quân đội, có thể phi thiên độn địa. Cho dù là lần trước Độc Cô Chiến Thiên mang theo toàn bộ quân đội bay một lần, đó cũng là dưới tình thế cấp bách, dùng ra bí pháp, mượn long hồn chi lực đào tẩu, đối quân đội tổn thương rất lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ sử dụng. Thế nhưng là đội quân này, người người mọc ra cánh, lại là chân chính bay thiên thần binh A. Bình thường quân đội, đại thể từ tụ khí cảnh tu giả tạo thành, tinh binh vì đoán cốt cảnh cao thủ, chỉ có số ít thiên huyền thần chiếu cao thủ pha tạp bên trong. Cho nên một khi bay trên trời, liền tương đương thoát ly chiến đội. Thế nhưng là chi đội ngũ này không giống nhau, nó có một bán nhân mã là thần chiếu thiên huyền cao thủ tạo thành, còn lại đoán cốt cao thủ cũng người người thân phụ vũ dực, bay trên trời một dạng nhưng là tổ chiến trận. 100.000 số lượng, có thể địch đếm trăm vạn đại quân. Thác Bạt nguyên soái, hiện tại ngươi vị trí bại lộ, lại muốn trốn nơi nào? Độc Cô Lâm chậm rãi quét khuyển nhung đám người liếc một chút, cười khẽ một tiếng. Phá Thiên Sói giật mình, nhịn không được lên tiếng nói, cái gì, thần chiếu thiên huyền cao thủ chiếm một nửa, đây chẳng phải là nói, nơi này có 50.000 thần chiếu thiên huyền cao thủ tạo thành sao? Thác Bạt Thiết Sơn bọn họ cũng đã hoàn toàn sửng sốt, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Riêng là Thác Bạt Thiết Sơn, hắn làm sao có thể nghĩ đến, Trác Phàm sẽ làm ra như thế một chi quái vật quân đội tới đối phó hắn. Tuy nhiên hắn biết Trác Phàm hành sự quỷ dị, ra người ngoài dự tính, nhưng đây cũng quá ra dự kiến bên ngoài, căn bản cũng không phải là người có thể làm được sự tình a. Hắn Thác Bạt Thiết Sơn tuy nhiên chinh chiến xa trường mấy chục năm, gặp phải đối thủ cũng không đếm hết, có thể nói duyệt vô số người. Nhưng giống Trác Phàm như thế địch nhân, hắn lại là lần đầu tiên đụng phải, mà lại trong lòng thề, về sau lại cũng không muốn nhìn thấy. Cái này nha, căn bản không phải người. Thác Bạt Thiết Sơn, thúc thủ chịu trói đi. Đúng lúc này, Lạc Vân Hải mang theo phi hổ quân đã đi vào trước người bọn họ, khí thế cường đại giống như bầu trời sụp đổ, ép tới tất cả mọi người khí tức trì trệ. Phá Thiên Sói bất giác kinh hãi, vội vàng mang theo sau lưng mọi người hướng về phía trước ngăn cản, bảo hộ nguyên soái, Sát Phá Lang chiến đội, theo ta ngăn lại hắn. Vâng, chúng một đời người nộ hống, cùng nhau theo sông đi lên. Thế nhưng là Lạc Vân Hải không sợ chút nào, lập tức hét lớn lên tiếng, chiến đội kết thành, hướng. Chỉ một thoáng, giống như thiên đao chém xuống, nhưng người đụng một tiếng vang thật lớn, hai cái nhân mã đã là hung hăng đụng vào nhau. Bạch, cơ hồ không có trì trệ, phi hổ quân trong nháy mắt theo Sát Phá Lang chiến đội trung gian xuyên qua, chỗ đi qua, chân cụt tay đứt phấn khởi, trong chớp mắt liền thương vong mấy chục ngàn chi chúng. Sát Phá Lang càng là trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, như chỉ diều đứt dây giống như, bay rớt ra ngoài, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch xuống tới. Mà Lạc Vân Hải bọn họ vẫn như cũ thẳng tiến không lùi về phía trước trùng phong, một cái không có việc gì. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, chúng lang vệ trong lòng hoảng sợ. Sát Phá Lang là bọn họ bát lang vệ bên trong chiến lực mạnh nhất, liền hắn đều không phải người ta địch, bọn họ còn lại ở đâu là người ta đối thủ.
Thế nhưng là nhìn một chút sau lưng nguyên soái, chúng người biết, bọn họ nếu là không xông đi lên, cái kia nguyên soái an nguy người nào đến bảo hộ. Kết quả là, Xạ Thiên Lang, Phong Hống Lang cùng Huyết Ảnh Lang chờ tam đại lang vệ, cũng cùng nhau dẫn binh xông lên. Bốn nhánh chiến đội hợp lực, như bài sơn đảo hải hướng phi hổ quân phóng đi, cho dù là Lạc Vân Hải, tại chiến trận nguyên lực bình chướng thủ hộ chi bên trong, cũng cảm thấy gương mặt một trận đau nhức. Tán. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lạc Vân Hải biết đối mặt ba sói liên thủ, không nên cứng đối cứng, liền quyết định thật nhanh, vung tay lên, toàn bộ phi hổ quân nhất thời bay ra ra. Ba lang vệ trùng kích, nhất thời phốc cái hư không. Tụ. Thế mà rất nhanh, lại là hét lớn một tiếng, Lạc Vân Hải bay đến ba lang vệ đại quân sau lưng, trong nháy mắt đem phi hổ quân tụ tại một chỗ, theo phía sau bọn họ tấn công. Lần này, có thể đem ba lang vệ sợ mất mật. Phải biết, bọn họ chiến đội thế nhưng là trên mặt đất trùng phong, nhiều lắm là nhảy một chút mà thôi. Cho nên chiến trận một khi hình thành, rất khó biến trận, cần thời gian chuẩn bị. Thế nhưng là Lạc Vân Hải phi hổ quân lại là 360 độ không góc chết tập kết, nhưng là tán có thể tụ, thay đổi trong nháy mắt. Cứ như vậy, Lạc Vân Hải đột nhiên từ phía sau đánh lén, bọn họ lại là nhất thời hoảng lên. Bạch! Lại là như điện chớp xẹt qua. Phi hổ quân nhất thời đem ba nhà chiến đội chém giết hơn 10 vạn nhân mã, xông phá bọn họ chiến trận. Tam đại lang vệ ào ào thổ huyết bay ngược mà ra, đã là không có sức tái chiến. Đến sau cùng, phi hổ quân chậm rãi rơi xuống thác Bạt Thiết Sơn trước mặt, nhìn lấy cái kia không cam lòng khuôn mặt, Lạc Vân Hải không khỏi khẽ cười một tiếng, giơ trường kiếm lên, đến tại hắn cổ họng, thản nhiên nói thác Bạt nguyên soái, ngươi thua, hạ lệnh đầu hàng đi. Thật sâu hít một hơi. Thác Bạt Thiết Sơn lại bất đắc dĩ phun ra, lắc đầu, chậm rãi nâng tay phải lên, hét lớn lên tiếng, toàn quân nghe lệnh, lập tức ngưng chiến. Khuyển Nhung quân, bại. Thác Bạt Thiết Sơn nói ra lời này lúc, cuống họng dị thường không lưu loát, đợi lời nói xong về sau, phảng phất là dùng hết lực khí toàn thân giống như, đã là vô lực co quắp ngã xuống. Hắn cả đời tác chiến, chưa bao giờ thua trận, đây là hắn lần thứ nhất bại, mà lại bị bại thê thảm như thế. Thác Bạt Liên Nhi vội vàng đi vào bên cạnh hắn, đem hắn đỡ dậy, hai mắt rơi lệ. Nơi xa hai lộ đại quân trong soái trướng Thác Bạt Lưu Phong, sang nghiêng nhìn đây hết thảy, cũng là song quyền nhìn không được chăm chú nắm lại, sau cùng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ co quắp ngồi xuống. Nghĩ không ra lúc trước hết thảy thuận lợi, tại quái vật này quân đoàn xuất hiện trong tích tắc, lại hội bẻ gãy nghiền nát bại. Người người thường nói chắc phàm thiện ra kỳ mưu, nhưng thế này sao lại là kỳ mưu? Rõ ràng cũng là gian lận a, ha ha ha. Thác Bạt Lưu Phong liên tục cười khổ, trong lòng thầm than. Phong Lâm Thành bên ngoài, Khuyển Nhung đại quân như giết chó đồng dạng tại cùng Lạc gia cái kia lâm thời triệu tập 1 triệu quân đội chém giết, hiện tại đã còn thừa không có mấy. Tuy nhiên những thứ này bị hiệu triệu trưng thu người, đều là thiên vũ chi nội tu vi không tệ người, nhưng là trên chiến trường, lại là từng cái căn bản không phát huy ra thực lực, thường thường từng người tự chiến. Bị người ta Khuyển Nhung quân sĩ hợp lại đánh giết trong chớp mắt. Có thể nói những người này mặc kệ là đoán cốt cảnh vẫn là tụ khí cảnh, tại phía trên chiến trường này, thường gọi vì tên lính mới. Trác Phàm đối bọn hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ là để bọn hắn làm bia đỡ đạn, ngăn trở Khuyển Nhung quân gót sắt không xé gió Lâm Thành liền tốt. Còn mấu chốt thắng bại, còn tại Thiên Vũ Tứ Hổ Độc Cô quân cùng Lạc Vân Hải phi hổ quân phía trên. Nhưng là bây giờ, cho dù là những thứ này pháo hôi, cũng đã nhanh liều sạch. Phong Lâm Thành cửa lớn, mắt thấy là phải bị Khuyển Nhung đại quân xông phá. Mấy vị gia chủ ở cửa thành trên lầu nhìn đến lo lắng, thỉnh thoảng nhìn sang Trác Phàm bay đi phương hướng, trong lòng một trận chờ đợi, cái này Trác quản gia làm sao vẫn chưa trở lại, mắt thấy nơi này cũng nhanh thủ không được. Thế mà, đúng lúc này, Khuyển Nhung đại nguyên soái tuyên bố đầu hàng mệnh lệnh truyền khắp chiến trường mỗi khắp ngõ ngách, khàn cả giọng. Còn tại chiến đấu bọn nhất thời liền tất cả đều ngây người, riêng là những cái kia Khuyển Nhung các tướng sĩ, bọn họ nhân số còn có hơn 2 triệu, chính là đại ưu thế A, không ra trong chốc lát bọn họ liền có thể phá thành thắng lợi. Thế nhưng là đúng lúc này, nguyên soái lại tuyên bố đầu hàng, cái này khiến không ít người không thể tin được đây là thật, bỗng dưng ngốc tại chỗ. Mà Lạc Gia Lâm thời xoắn suýt những cái kia pháo hôi binh, thì là kích động vạn phần, cuối cùng nhặt về một đầu nhỏ mệnh. Đến tiếp xuống liền nên lập công được thưởng, ôm vào ngự hạ gia tộc bắp đùi, đi đến nhân sinh phá vỡ.
Ai nha má ơi, thật sự là quá khó khăn. Kết quả là, từng đạo tiếng khóc lóc vang vọng tại chiến trường mỗi khắp ngõ ngách, khuyển nhung quân sĩ là khóc chiến trường thất bại, không mặt hồi hương, những cái kia pháo hôi binh thì là vui đến phát khóc, giành lấy cuộc sống mới. Tiềm Long Các cùng Hoa Vũ Lâu những gia chủ kia nhóm thì càng là thở dài ra một hơi, vui vẻ ra mặt, trận đại chiến này rốt cục thắng lợi. Mà lại, nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ quả thực không thể tin được, bằng bọn họ cái này tàn binh bại tướng quân không chính quy, vậy mà thật thắng cái kia cùng chiến thần Độc Cô Chiến Thiên nổi danh khuyển nhung chiến thần Thác Bạt Thiết Sơn mấy triệu tinh binh a. Đây quả thực giống như nằm mơ, Trác quản gia thật sự là kỳ nhân, quả nhiên có thể sáng tạo kỳ tích a. Thiên địa nhân tam thánh nhìn phía dưới bi thiết âm thanh, hoan hỉ âm thanh, không khỏi chau mày, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Thác Bạt Thiết Sơn dạng này lão soái, vậy mà thực sẽ bại. Thua ở Trác Phàm như thế cái, liền chiến tràng đều không trải qua tân soái trong tay. Nhân thánh, làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta còn không có cách nào xử lý tốt cái này tiểu quái vật. Trong tay đánh lấy ấn quyết, thiên thánh chau mày, nhìn xem vẫn tại không ngừng điên cuồng giãy giụa cổ tam thông. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Quỷ vương cũng là đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng trần trờ không chừng, bình thường người tại ba chúng ta mới trong kết giới, cho dù mạnh hơn, hiện tại cũng nên tình trạng kiệt sức, thoát lực mà chết. Thế nhưng là vật nhỏ này, lại còn có như vậy đại khí lực, quả thực không phải người. Nói nhảm, người cũng không mở ra người mắt chó xem cho rõ, hắn đều bộ dáng này, có thể tính toán người sao? Địa thánh một tiếng giận mắng. Hung tợn chừng quỷ vương liếc một chút. Trong lòng bất giác có chút nộ khí, quỷ vương trầm ngâm một chút, đề nghị nếu không. Chúng ta trước như vậy quên đi, chờ sau này có cơ hội, lại tìm vật nhỏ này tính sổ sách. Không phải vậy lời nói, chúng ta bây giờ kết ấn, không phân thân nổi. Lạc gia những người kia đều đã chống đi tay, nếu là lúc này đánh lén chúng ta thế nhưng là liền bị động a. Ai, Phương Thu Bạch lão gia hỏa kia không biết chạy đi đâu. Đại chiến thời gian dài như vậy, liền không có gặp hắn hiện thân. Không phải vậy, hiện tại hắn cũng có thể cho chúng ta hộ vệ một chút. Nghe được lời này, thiên địa nhị thánh liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy có lý, liền ào ào gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta rút lui trước đi kết giới, rời đi nơi này, chờ sau đó lại nghĩ biện pháp, đối phó cái này tiểu quái vật. Thiên thánh nhìn hai người liếc một chút, đề nghị. Hai người ào ào gật đầu đáp ứng, thế nhưng là... Đúng vào lúc này, cổ tam thông không biết nơi nào đến khí lực, lại là giãy giụa kịch liệt hơn, giận mắng lên tiếng, các ngươi ba cái hỗn trướng tên khốn kiếp, đừng để tiểu gia tránh ra. Nếu không, nhất định một chân một cái dẫm chết ngươi nhóm. Trong lòng bất giác run lên, ba người không khỏi cùng nhau quá sợ hãi, địa thánh càng là một mặt lo lắng nói, còn không thể rút lui trận, không phải vậy kết giới vừa rút lui, cái này tiểu quái vật một đường đuổi giết chúng ta nhưng là như thế nào cho phải. Thế mà, hắn vừa dứt lời, cột vào cổ tam thông trên thân đầu kia đen trắng khí lưu ánh sáng màu vàng, liền bỗng dưng một chút biến mất không thấy gì nữa. Kết giới uy lực nhất thời yếu bớt không ít, cổ tam thông một lần phát lực, nhất thời ba ba ba, những cái kia đen trắng xiềng xích từng cái sụp đổ ra đến, lại là rất khó lại trói buộc chặt cái này kỳ lân thú cậy mạnh. Thiên địa nhị thánh gặp này, bất giác kinh hãi, cái này ánh vàng như thế nào thoáng cái biến mất đâu. Chờ hai người mang theo nghi hoặc ánh sáng, nhìn về phía quỷ vương bên kia lúc, đã thấy chỗ đó đâu còn có một bóng người, tiểu tử này sớm mẹ hắn chạy. Nhân thánh, ngươi làm gì? Thiên địa nhị thánh nhìn về phía quỷ vương chạy trốn bóng lưng, cùng nhau giận kêu ra tiếng. Quay đầu xem bọn hắn liếc một chút, quỷ vương nhếch miệng cười nói, nếu là trận này rút lui, ba người chúng ta tất nhiên bị tiểu quái vật kia một chân giết chết, ai cũng không sống được. Không bằng các ngươi ở chỗ này thẳng một trận, lão phu đi trước một bước. Mẹ ngươi cái đổ hỗn trướng, dám bán chúng ta. Thiên địa nhị thánh bất giác khẽ cắn môi, cùng nhau mắng to lên tiếng. Quỷ vương nghe, không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhếch miệng cười to nói, ha ha ha. Một người bán một lần, rất công bình. Nói, liền cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bôn tẩu, chỉ để lại thiên địa nhị thánh ở chỗ này, khổ bức ủng hộ lấy trận pháp. Là rút lui cũng không đúng, không rút lui cũng không đúng. Nếu là rút lui lời nói, cổ tam thông lập tức thu hoạch được tự do, đây còn không phải là vài phút giải quyết bọn họ sự tình sao. Chỉ xem hắn cái này dáng vóc liền biết. Thế nhưng là nếu bọn họ không rút lui lời nói, mắt thấy cái kia đen trắng xiềng xích tại từng đạo sụp đổ,
Cổ Tam Thông giành lấy tự do cũng là sớm muộn sự tình. Mà lại, coi như Cổ Tam Thông không có cách nào một hơi đứt đoạn, chờ người Lạc gia trước đến giúp đỡ, bọn họ cũng không có cách nào ứng phó hai bên người lập tức. Quái vật này sớm muộn thoát thân, bọn họ sớm muộn vẫn là cái một con đường chết. Cho nên nói, triệt tiêu cái này âm dương trận pháp, bọn họ lập tức chết ngay, không rút lui lời nói, thì chậm rãi chờ chết, trong lòng một trận dày vò, dù sao hai bên đều phải chết, lại là để trên mặt bọn họ đều là khổ bức chi sắc, không cách nào giải quyết. Bọn họ, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải a? Thế nhưng là đúng lúc này, một tiếng cười khẽ lại là sau lưng bọn họ phát ra, ta nói hai vị. Ta nhớ được các ngươi trước kia là theo chân gia cát thừa tướng, nguyên lai là hoàng đế người a. Bệ hạ tâm cơ thật là đầy đủ lòng dạ, khó trách cái kia gia cát Trường Phong hội bị bại thê thảm như vậy. Bất giác sợ hãi cả kinh, hai người cùng nhau quay người, lại là nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt, kinh thanh kêu lên, chác 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 phàm. Ngươi không có bị những cái kia hóa hư cao thủ giải quyết hết. Không có a, ngược lại là bọn họ bị ta giải quyết hết. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười. Nhưng là bộ này nụ cười, nhìn tại hai người bọn họ trong mắt, lại là như thế âm u khủng bố. Cái kia ba vị thế nhưng là hóa hư cao thủ a, thế mà cũng bị tiểu tử này giải quyết, hắn đến tột cùng như thế nào làm được. Cổ Tam Thông một bên giãy giụa to lớn thân thể, một bên hét lớn lên tiếng, lão cha, ngươi đến vừa vặn, mau đưa hai cái này lão già khốn kiếp cho ta giết. Bọn họ trói ta thật là đau. Hướng về Cổ Tam Thông phất phất tay, cho hắn một cái yên tâm thủ thế, Trác Phàm nhìn hướng Thiên Địa Nhị Thánh, cười lạnh nói, hai vị, cao tuổi rồi, khi dễ nhi tử ta đúng không, giữ nhà bên trong không có đại nhân đúng không, cảm thấy ta Trác Phàm nhân từ nương tay đúng không? Trác Phàm một câu chất vấn, Thiên Địa Nhị Thánh sắp khóc đi ra. Các ngươi cái này hai cha con, cái nào dễ khi dễ, là các ngươi khi dễ chúng ta mới đúng. Còn có, ngày nào có nhân từ nương tay qua, nhưng là chớ cho mình trên mặt thiếp vàng. Bất quá, hai người gặp Trác Phàm đã đến, bọn họ lại không làm gì được Cổ Tam Thông cái gì, biết đại sự đã bại, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, xem như triệt để tuyệt vọng. Liếc nhìn nhau, hai người tựa hồ ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời thu hồi tay. Mà Cổ Tam Thông cũng nhất thời được đến giải phóng, không khỏi cười to liên tục, nhìn về phía dưới thân hai người, nhất thời chừng một cái song đồng. Nhấc chân liền giẫm, tiếng hét phẫn nộ nói, dám buộc ngươi Cổ ra ra, muốn chết. Thế nhưng là, hai người lại không có một tia phản kháng, thở dài một hơi, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ cái gì đều để xuống, một lòng tìm giống như chết. Chờ một chút. Thế mà, tại Cổ Tam Thông sắp đạp xuống thời khắc, Trác Phàm lại là đột nhiên mở miệng. CKIT, một tiếng, Cổ Tam Thông gót sắt lúc này dừng lại, không khỏi sững sờ. Nhìn về phía Trác Phàm nói, thế nào, lão cha? Tiểu Tam Tử, bọn họ tra tấn ngươi thời gian dài như vậy, không thể như thế tiện nghi bọn họ. Bắt bọn hắn lại, cho bọn hắn cho ăn huyết tằm, lão cha cho ngươi xuất khí. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm thật sâu nhìn hai người liếc một chút, nhạt cười ra tiếng. Cổ Tam Thông ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, ý kiến hay. Tiếp lấy liền khôi phục hình người, tại hai người còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Một người một tay bắt bọn hắn lại cái cổ, tay bên trong dùng lực bóp, hai người lúc này lên tiếng kinh hô, hé miệng. Trác Phàm thừa cơ đưa tay bắn ra, đem hai cái huyết tằm bắn vào bọn họ trong miệng. Ngươi vừa mới cho chúng ta ăn thứ gì? Thiên Thánh giật mình, vội vàng hỏi ra. Mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đồ tốt. Vừa dứt lời, Trác Phàm trong tay ngột một đánh quyết, hai người liền lập tức chợt cảm thấy cái bụng quay cuồng một hồi đau đớn. Hai mắt sưng đỏ muốn nứt, nhìn không được ngã trên mặt đất, kinh hô liên tục, kêu gào một mảnh. Cổ Tam Thông gặp, thì là vỗ tay tán thưởng, cảm giác vừa mới trong lòng cái kia cỗ oán khí, cuối cùng là được đến phát tiết. Trác Phàm nhìn Cổ Tam Thông hài lòng, liền cũng gật đầu cười cười, tiếp lấy khiến người ta đem Thiên Địa Nhị Thánh ấn xuống, sau đó dẫn người nở mày nở mặt khải hoàn mà về. Trận này đại thắng tin chiến thắng, rất nhanh liền truyền đến Thiên Vũ các ngõ ngách. Trác Phàm cùng Lạc gia danh tiếng, cũng nhất thời thanh danh vang dội. Lạc gia nghiêm chỉnh đã trở thành cứu vãn Thiên Vũ đại cứu tinh, tuyệt thế công thần. Đem ngoại địch đều khu trục, cùng khai quốc công thần, cũng không có gì khác biệt. Huống hồ, Trác Phàm ngay từ đầu thì đánh lấy Cần Vương cứu giá tên tuổi, một bộ trung quân ái quốc quang huy hình tượng,
nghiêm chỉnh tại Thiên Vũ tất cả mọi người trong lòng rạng rỡ hiện ra. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, cái kia xâm chiếm Thiên Vũ Huyền Nhung đại quân, mới là cùng hoàng đế một đám. Mà Trác Phàm cái này hộ quốc công thần, lại là thật nghĩ đem trước mắt vị hoàng đế này, đuổi xuống long ỷ tuyệt thế kiêu hùng. Một phương diện khác, Quỷ Vương đang liều mạng hướng hoàng thành phương hướng tiến đến, muốn đem bây giờ tình thế nguy hiểm bẩm báo hoàng đế. Thế nhưng là bỗng nhiên, giống một tiếng thú hống phát ra, một đầu đen nhánh cự long lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thậm chí còn đến không kịp phát ra một tiếng kêu rên, cái kia cự long liền há miệng ra đem hắn toàn bộ chìm ngập, trong nháy mắt biến mất khí tức. Tiếp lấy đầu kia hắc long xoay người một cái, trở lại Lệ Kinh Thiên bên người, ẩn vào trong cơ thể hắn. Đây chính là hóa hư cảnh ngưng tụ thần hồn, quả nhiên lợi hại, Cửu Viêm Hải ở một bên nhìn đến liên tục tán thưởng. Hâm mộ nói, trước kia Quỷ Vương thế nhưng là để cho chúng ta ăn không ít đau khổ, nghĩ không ra hiện tại lão Lệ ngươi vậy mà một chiêu liền đem hắn miểu sát. Ai, đây chính là tu vi đẳng cấp phía trên chênh lệch a. Cười lạnh, Lệ Kinh Thiên cũng là khẽ gật đầu, cứ như vậy, Trác quản gia giao cho chúng ta nhiệm vụ, xem như triệt để hoàn thành. Đây hết thảy, cũng đều kết thúc, tiếp đó, liền nên đi tìm hoàng đế kia lão nhi tính toán tổng nợ. Đế đô, trong hoàng thành. Từng bầy cận thị bận rộn, răng đèn kết hoa, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Nhưng lại không tính lớn như vậy, bởi vì cái này động tĩnh chỉ cực hạn tại hoàng thành, ra mặt này thành tường, liền biến đến vắng ngắt, một mảnh an bình. Vào đêm, chính giữa treo nguyệt, trong hoàng thành đèn đuốc sáng trưng đãi khách trên đại sảnh, chỉ ngồi đấy bốn nhân ảnh. Bên trong chủ tọa vị trí, tự nhiên là hoàng đế đương triều không thể nghi ngờ. Mà bên tay phải hắn vị trí thì là thái tử Bồi ngồi. Bàn tử ngồi ở bên tay trái hắn vị trí, sau đó là Vĩnh Ninh công chúa. Như thế như vậy, chỉ có Vũ Văn gia tộc hai đời người, Ảnh gia đình tụ tập ở đây, bên cạnh có cận thị phục thị, không có người nào nữa. Ngẩng đầu quét chính mình ba đứa con gái liếc một chút, cao tuổi đế hoàng, trên mặt ít có lộ ra ấm áp chi sắc, cười khẽ một tiếng, hôm nay là chấm chi ngày mừng thọ, cùng lần trước đại thọ so sánh, tuy nói quạnh quẽ không ít, nhưng cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Chúng ta người một nhà, cũng rất lâu không có tốt như vậy tốt tụ qua một lần. Phụ hoàng trăm công nghìn việc, vì nước sự tình vất vả, ít có nhàn hạ. Hôm nay có thể cùng nhi thần nhóm cùng vui, nói vớ vẩn việc thường ngày, thật sự là nhi thần may mắn vậy. Thái tử chậm rãi đứng lên, cúi người hành lễ, bái phục nói. Bàn tử cũng vội vàng đuổi theo, xa xa bái hạ. Chỉ có Vĩnh Ninh, tựa hồ trong lòng còn có nộ khí, nhẹ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới hắn. Bất giác mỉm cười lấy lắc đầu, hoàng đế nhìn về phía thái tử nói, thái tử, chấm biết rõ người gò bó theo khuôn phép, nhưng bây giờ chỉ có chúng ta người một nhà ở đây, những cái kia bảo thủ chi lễ, có thể miễn thì miễn đi. Đúng, hài nhi cần tuân phụ hoàng ý chỉ, thái tử lần nữa cúi đầu, vẫn như cũ có bài bản hẳn hoi. Bàn tử trông mèo vẽ hổ, theo bái hạ. Hoàng đế gặp, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Đây là đế hoàng quyền uy, nhưng cũng là đế hoàng bi ai. Cho dù là chính mình thân tử mặt đối với mình, vẫn như cũ là nơm nớp lo sợ, không dám mảy may vượt lôi chỉ một bước. So sánh với nhau, Vĩnh Ninh nha đầu này thì thẳng thắn được nhiều, hoàng đế cũng chỉ có thể ở trước mặt nàng, mới có thể cảm thấy mình là một cái phụ thân, có để hài tử hướng mình nũng nịu quyền lực. Bởi vậy, hoàng đế mới như thế cưng chiều cái nha đầu này. Xem nàng như Minh Châu đồng dạng cung cấp, cho dù cái nha đầu này bị hắn làm hư, thường thường chống đối tại hắn, cũng không quan trọng. Khóe miệng xẹt qua một đạo vui mừng đường cong, hoàng đế nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa, cười nói, Vĩnh Ninh, ngươi còn tại quái phụ hoàng à, cái này đều nhanh nửa năm a, đều không nguôi giận. Hừ, phụ hoàng ngươi dẫn ngoại binh nhập cảnh, giết hại Thiên Vũ bách tính, có hại khí tiết, chẳng lẽ còn không có sai sao? Vĩnh Ninh chu mỏ ra. Tức giận hừ lên tiếng. Hoàng đế thật sâu nhìn lấy cái nha đầu này, lại là không có sinh khí, chỉ là đạm mạc lên tiếng, Vĩnh Ninh, chấm không muốn ngươi nhiễm lên thế gian ô uế, cho nên có một số việc, cũng không muốn quá giải thích thêm. Bất quá, chấm chỉ muốn để ngươi minh bạch, chấm làm như thế, đều là vì các ngươi, vì toàn bộ Vũ Văn gia tộc tương lai, khụ khụ khụ. Hoàng đế càng không ngừng ho khan vài tiếng, Vĩnh Ninh trong lòng quính lên, quay đầu trộm nhìn một chút. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi, chịu đựng, không có quyết định tha thứ chính mình phụ hoàng. Tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng,
hoàng đế minh bạch nha đầu này tâm lý, vẫn là quan tâm nhất chính mình, sau đó lộ ra vui mừng nụ cười. Đón lấy, ngược lại nhìn xem phía trước giống tuyết đình viện, hình như có chỉ mà nói, thái tử, thông nhi, còn nhớ rõ lần trước chấm đại thọ thời điểm, bên ngoài đầy triều văn võ triều bái, là bực nào náo nhiệt. Vì sao hôm nay, sẽ như thế vắng ngắt? Hai người sững sờ, đều không có lên tiếng, cái này không đều rõ ràng bày sự tình a. Đi qua đoạn thời kỳ này thay nhau đại chiến, các đại thế lực lần lượt vẫn diệt, còn từ đâu tới nhiều người như vậy? Bất quá, nếu là hoàng đế đưa ra vấn đề này, thì nhất định có thâm ý khác. Phụ hoàng, đây là bởi vì chúng ta bây giờ đều là khuyển nhung tù binh a. Khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười tự tin, thái tử khom người bẩm báo nói, nếu là chúng ta lúc này xếp đặt tiệc mừng thọ, thiết hiến quần thần, chẳng phải là cũng là rõ ràng nói thiên hạ biết người, chúng ta cùng khuyển nhung là một đám sao. Bây giờ chúng ta chỉ là người một nhà tiểu khánh một chút, mặc dù có chút ủy khuất phụ hoàng, nhưng cũng là phụ hoàng lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ chu đáo chi quả. Nghe được lời này, hoàng đế hơi trầm ngâm, cười gật gật đầu, thái tử, ngươi tâm tư kín đáo, làm việc chu đáo, chấm rất là yên tâm a. Mi đầu hơi động một chút, thái tử bất giác trong lòng run lên, một trái tim chìm xuống phía dưới đi. Hoàng đế lời ấy tên là khích lệ, nhưng cùng thầm phúng không thể nghi ngờ. Tâm tư kín đáo, cùng thành phủ chi thâm có gì khác biệt? Làm việc yên tâm, ha ha, chỉ có nô tài mới làm việc yên tâm, chủ tử đều là phát ra mệnh lệnh, phụ hoàng lời ấy rõ ràng là. Nghĩ tới đây, thái tử bất giác hung hăng khẽ cắn môi, trong mắt một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Thông nhi, người cảm thấy đâu? Hoàng đế ngược lại vừa nhìn về phía bàn tử, mở miệng hỏi. Bàn tử trầm ngâm một chút, sắc mặt nghiêm túc, ôm quyền nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, bây giờ hướng ra ngoài thanh lãnh, chính là vài ngày trước, phụ hoàng đem một đám phản nghịch thanh trừ nguyên cớ. Nếu muốn khôi phục sinh cơ, lại hiện ra phồn hoa, tất yếu thu nạp thiên hạ, đề bạt nhân tài, bổ sung chỗ trống, phúc phận thương sinh, mới có thể lại hiện ra ngày xưa hưng thịnh thái độ. Ánh mắt bất giác sáng lên, hoàng đế hài lòng gật đầu, cười nói, thông nhi, người ánh mắt không tệ. rất tốt, ha ha ha. Hoàng đế một tiếng cười khẽ, lại chậm rãi đi trở về chỗ mình ngồi. Thái tử một mực cúi đầu, nhưng sắc mặt lại là âm trầm đến đáng sợ. Hắn nãi nãi, nguyên lai vừa mới phụ hoàng ý là kiểm tra quốc sách, cũng không phải là nhờ vào đó phán đoán hai người chúng ta đối tình thế xử lý a. Ai, tính sai, thoáng một cái, phụ hoàng tâm, nhưng là càng khuynh hướng lão tam. Mí mắt hơi hơi run run, thái tử cưỡng chế bất mãn trong lòng, buồn bực thanh âm trở lại chính mình chỗ ngồi. Lúc này, hoàng đế làm cho tiệc mừng thọ bắt đầu, như gia đình liên hoan đồng dạng, cha con ba người hòa thuận vui vẻ, chỉ có Vĩnh Ninh một mực tố cái đầu, một mình uống, lại là không thế nào phản ứng cái này bán nước phụ hoàng. Hoàng đế cũng không tức giận, cũng là vui vẻ như vậy mà nhìn xem nàng, trong lòng một trận bình tĩnh. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt ho khan vang lên, hoàng đế sắc mặt bất giác có chút tái nhợt. Cận thị nhìn đến, vội vàng gọi người vội vã đưa tới một chén dược thang, khuyên nhủ, bệ hạ, ngài cái kia uống thuốc. Hơi hơi gật gật đầu, hoàng đế như thường ngày đồng dạng, đem chén kia dược tề một hơi uống xong. Nhưng là vừa vặn cảm thấy thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp thời điểm, lại là mãnh liệt đồng tử chừng một cái, nhịn không được phun ra một miệng màu đen dòng máu đến. Cuồn cuộn hắc khí càng là nhất thời lẻn đến hắn trên mặt. Trong dược có độc, hoàng đế khẽ cắn môi, không lưu loát lên tiếng. Bàn tử giật mình, đuổi bước lên phía trước xem, Vĩnh Ninh cũng là một mặt hoảng hốt, rốt cục lại cũng không đoái hoài tới lúc trước khó chịu, vội vã đi vào hoàng đế bên người, nhìn lấy cái kia khóe miệng vết máu màu đen, đã nước mắt trong suốt, phụ hoàng, ngài thế nào, trong dược tại sao có thể có độc đâu. Bàn tử cùng Vĩnh Ninh ào ào tức giận nhìn về phía cái kia cận thị. Thế nhưng cái cận thị cũng là mặt hốt hoảng, rất là kỳ lạ, dọa đến đều nhanh tè ra quần. Độc giết hoàng đế, đây chính là chém đầu cả nhà tử tội, hắn có thể không hoảng lên sao được. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên phát ra, phụ hoàng, ngài cũng cao tuổi rồi, sớm nên thối vị nhượng chức. Hôm nay, xin mời ngài làm quyết đoán đi. Thái tử khoan thai tự đắc đứng người lên, phủi phủi trên thân cũng không tồn tại bụi đất. Lộ ra nụ cười đắc ý. Nguyên lai là ngươi, hoàng đế mí mắt khẽ run, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đạm mạc lên tiếng.
Chuyện cho tới bây giờ, thái tử cũng không phủ nhận, cười ta nhìn mình phụ thân, thản nhiên gật đầu nói, không sai, chính là bản thái tử. Là bản điện khiến người ta vụng trộm tại ngài mỗi ngày tất uống chén thuốc bên trong, phía dưới thất phẩm đan độc, bách hoa đoạt mệnh tán. Một khi chúng độc, không người có thể giải. Vì cái gì, đại ca, người vì sao muốn độc hại phụ hoàng? Vĩnh Ninh khóc lóc kể lể lấy giận dữ mắng mỏ liên tục, bàn tử cũng là lạnh lùng theo dõi hắn, không nói gì. Khinh thường mỉm cười cười một tiếng, thái tử thản nhiên nói, Vĩnh Ninh, phụ hoàng nói không sai, người xác thực quá đơn thuần, những sự tình này tốt nhất thiếu biết thì tốt hơn. Không, ta muốn biết, ta ngược lại là muốn nghe xem ngươi có lý do gì, làm ra như thế thí quân giết cha hành động. Vĩnh Ninh bất giác khẽ cắn môi, giận mắng lên tiếng. Thái tử lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lại là khinh thường bĩu môi, cười nhạo nói tốt, ngươi muốn biết lời nói, ta liền nói cho ngươi tốt. Ngươi nói ta thí quân giết cha, thế nhưng là ta coi hắn là phụ thân, hắn có coi ta là hắn nhi tử sao? Ta, chỉ là trong tay hắn một quân cờ a. Ngươi nói cái gì, ngươi sao có thể nói như vậy phụ hoàng? Coi như hắn vì chính mình Giang Sơn làm ra dẫn ngoại binh nhập cảnh khinh thường sự tình, nhưng hắn đối ngươi cũng không có thua thiệt a. Vĩnh Ninh giống to lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thái tử khinh thường nhìn lấy nàng, không nói gì, lại là quay đầu chỉ hướng đã độc khí công tâm, đầy mặt hắc sát hoàng đế, chất vấn, như vậy ngươi hỏi một chút hắn, đến tột cùng đã có làm hay không loại sự tình này. Vĩnh Ninh khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hoàng đế, nhưng là hắn lại cũng không lên tiếng, chỉ là lộ ra khinh thường khuôn mặt, chăm chú nhìn thái tử, lôi kéo suy yếu tiếng nói, sâu xa nói, ồ. Cái kia thái tử, chấm đến tột cùng làm qua chuyện gì, để ngươi như thế nổi giận. Ngươi muốn cho ta tự mình mở miệng nói ra, vẫn là lại khảo nghiệm lại ta sâu cạn. Mi đầu bất giác vẩy một cái, thái tử không khỏi suy cười ra tiếng, bất quá cái này cũng không quan hệ, ta liền tự mình giải thích đi. Thực ngươi đem ta làm thành thái tử giám quốc, lại căn bản không nghĩ tới đem cái này Giang Sơn giao cho ta trên tay. Ta, chỉ là lão tam tấm mộc mà thôi. Thái tử vung tay nhất chỉ bàn tử, gầm thét lên tiếng, bàn tử không khỏi giật mình, mập mạp thân thể nhìn không được động động, lại là không nói gì, ngược lại ngây người. Hoàng đế đầy mặt bình tĩnh, cũng không phủ nhận, chỉ là thản nhiên nói, tiếp tục. Phụ hoàng, thái tử chi vị, mọi người đều biết, là bị đố kỵ chi vị. Người sớm như vậy đem thái tử chi vị truyền ta, chỉ là muốn đem tất cả mọi người chú ý lực đều chuyển tới trên người của ta. Để cho tên mập mạp chết bầm này có thể thuận lợi được đến lịch luyện. Thái tử trong mắt hơi híp, nói năng có khí phách, hoàng đế thân là nhất quốc chi quân, tự nhiên muốn nhìn trời vũ to to nhỏ nhỏ sự vụ có chỗ giải. Mà tại mấy chục năm qua, cũng chỉ có mập mạp này thiên nam hải bắc bôn ba, ngươi nhìn như không thích hắn, tận tìm khổ sai sự tình cho hắn làm, lại là đối hắn yêu thích nhất. Ngươi xa lánh hắn, là bảo vệ hắn, ngươi để hắn làm tất cả sự tình, đều tại ma luyện hắn. Vì hắn ngồi phía trên đánh tốt cơ sở. Mà ta cái này đường đường thái tử, lại là một cái như là bia ngắm một dạng, thụ tất cả mọi người căm thù, lão nhị cũng đem ta xem là cái đinh trong mắt, sau cùng còn muốn bị ngươi đá một cái bay ra ngoài người kia. Thái tử nói xong lời cuối cùng, đã hai mắt đỏ bừng, đã có thống hận, lại có không cam lòng, còn lại hai người, dĩ nhiên đã kinh ngạc đến ngây người, cùng nhau nhìn về phía hoàng đế phương hướng. Thế nhưng là, hoàng đế từ đầu đến cuối không có nói một câu, chỉ là bình tĩnh như vậy mà nhìn xem thái tử, không nhúc nhích. Thái tử, mặc kệ ngươi có tin hay không, trẫm đều muốn nói, mãi đến một khắc cuối cùng, trẫm đều không hề từ bỏ qua ngươi. Trầm ngâm thật lâu, hoàng đế cuối cùng thở sâu, mở miệng lên tiếng. Thế nhưng là thái tử lại như nghe được cái gì trên đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như điên lắc đầu, cười nhạo nói, không hề từ bỏ ta. Ngươi cho tới bây giờ còn muốn gạt ta sao? Thực, tại lần trước ngài tiệc mừng thọ thời khắc, liền đã bình tĩnh đại vị nhân tuyển. Ngài thanh binh khí thưởng cho lão nhị, để hắn bảo vệ lãnh thổ An Quốc, ngài thưởng ta như ý, nói dễ nghe, để cho ta như ý an vui, nhưng chỉ là muốn cho ta làm một người Thái Bình vương gia, thử hỏi các triều đại đổi thay cái nào đảm nhiệm hoàng đế có thể như ý an vui. Cho dù là phụ hoàng ngài tại vị nhiều năm như vậy, lại có gì thì thật như ý an vui. Ngài rõ ràng liền quyết định, đem ta cái này thái tử miễn. Thế nhưng là ngài đối mập mạp này nói cái gì lời nói, không cần ban thưởng. Hừ hừ hừ, trong thiên hạ cũng chỉ có hoàng đế không cần ban thưởng, ngươi cho ta nghe không hiểu sao.
Đại ca, ngươi nhất định là hiểu lầm phụ hoàng. Chỉ dựa vào vài câu nói đùa, ngươi làm sao lại có thể như thế võ đoán, kết luận phụ hoàng muốn phế ngươi thái tử chi vị. Nghe được lời này, ngây thơ Vĩnh Ninh không khỏi ngửa cổ một cái, trợn mắt lên tiếng, bàn tử lại là trong mắt lóe thâm thúy ánh sáng, từ đầu đến cuối không nói một câu. Hoàng đế lạnh lùng nhìn lấy thái tử, bất đắc dĩ thở dài, thái tử, đây chính là ngươi nhiều lần phái người ám sát lão tam nguyên nhân sao? Vĩnh Ninh giật mình, bất khả tư nghị nói, đại ca đã từng muốn giết tam ca. Thái tử nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, bàn tử vẫn như cũ giữ im lặng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, tựa hồ không sai tại ngực. Đạm mạc gật đầu, hoàng đế thở dài lên tiếng, thực việc này trẫm đã biết rất nhiều năm. Thái tử phái ra sát thủ từng đợt, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Thậm chí chấm lần thứ nhất phái lão tam đi Phong Lâm Thành làm việc, rời xa đế đô nghìn vạn dặm, sát thủ kia cũng là đuổi sát mà lên a. Riêng là lần trước chấm tiệc mừng thọ về sau, sát thủ hành động tần suất càng thêm nhiều lần. Thế nhưng là việc này, lão tam chưa bao giờ cùng chấm nhắc qua mảy may, có điều hắn chắc là tâm lý nắm chắc, đúng không, thông nhi? Đúng, phụ hoàng, bàn tử rốt cục lên tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sắc bén, bình tĩnh gật đầu. Hoàng đế cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, như vậy ngươi vì sao, không cùng trẫm nói sao? Không có chứng cứ, nói trắng ra nói, không bằng không nói. Bàn tử cười khổ lắc lắc đầu, chuyện đương nhiên nói. Không sai gật đầu, hoàng đế trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, đại trượng phu làm việc, làm cố ẩn nhẫn chi tâm, điểm này chính hợp đế vương chi đạo. Thái tử. Ngươi nói chấm yêu chuộng lão tam, không sai, xác thực như thế, nhưng ngươi bây giờ biết, chấm vì sao yêu chuộng tại hắn đi. Ngươi quá cố tại lễ hóa không nói, còn quá không giữ được bình tĩnh. Như đánh bại đối thủ, hoặc là không làm, muốn làm thì nhất kích tất sát. Nhưng những năm gần đây, ngươi xuất thủ số lần cũng không phải ít, nhưng không có một lần thành công, chấm đối ngươi tương đương thất vọng. Da mặt nhịn không được run run, thái tử hung hăng khẽ cắn môi. Toàn bộ mặt đều giận đến tái nhợt xuống tới. Vĩnh Ninh thì là bất khả tư nghị nhìn lấy chính mình phụ hoàng, khó có thể tin nói, phụ hoàng, ngài. Ngài đang nói cái gì a? Ngài làm sao có thể đồng ý hứa đại ca bọn họ như thế tàn sát lẫn nhau? Vĩnh Ninh, đây chính là chấm không muốn người biết quá nhiều nguyên nhân. Đế vương ngai vàng chỉ có một thanh, có thể ngồi lên, chỉ có thể là chém giết đến người cuối cùng. Cũng chỉ có người này. Mới là đủ để thống ngự thiên vũ cường giả, có thể vững vàng thủ hộ chúng ta vũ văn gia tộc Giang Sơn. Bất giác thở dài, hoàng đế trong mắt cũng trải qua đạm mạc yêu thương, nhìn lấy huynh đệ bọn họ ba người thù địch lẫn nhau, giết đến đầu rơi máu chảy, chẫm trong lòng cũng không đành lòng. Nhưng là, đây chính là thiên đạo, khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có dạng này, mới có thể xuất hiện chính thức đế vương chi tài. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chấp trưởng sinh sát thành Tu La, một ngày cuối cùng thực sự hoàng đình vị, an biết rõ dưới thân thi khắp núi. Hoàng đế rằng giặc xuất khẩu, bàn tử một mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, Vĩnh Ninh dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây người, hai hàng thanh lệ chảy ra không ngừng xuống. Nàng cuối cùng là tại một cái dạng gì trong gia tộc A, phụ thân kế hoạch tử, nhi tử mưu nghịch phụ thân, tất cả mọi người thực chất bên trong đều không có một chút thân tình có thể nói sao. Ba ba ba. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng bạt tai vang lên, thái tử chậm rãi vỗ vỗ tay, ta cười ra tiếng, phụ hoàng, ngài nói thật sự là quá có đạo lý. Không sai, chỉ có sinh tồn đến sau cùng người, mới xứng ngồi lên thanh này long ỷ. Bản điện, chính là người cuối cùng kia, đã phụ hoàng như thế hợp lý, vậy thì mời phụ hoàng nhanh chóng hạ chiếu đi. Cũng tốt để nhi thần, đăng cơ đến danh chính ngôn thuận đúng không? Ha ha ha, thái tử, chấm gì từng nói qua. Người phối leo lên thanh này long ỷ. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, hoàng đế khinh miệt nói. Thái tử cười lạnh, chuyện đương nhiên nói, là phụ hoàng ngài nói, sinh tồn đến sau cùng mới là vương giả. Hiện tại rất hiển nhiên, ta đánh bại tất cả mọi người, bao quát ngài vị này đương kim hoàng đế. Ta mới thật sự là thiên mệnh sở quy, đế vị sở hữu giả. Chấm lời còn chưa nói hết, người trước không muốn gấp gáp như vậy. Cười nhẹ lắc lắc đầu. Hoàng đế đạm mạc lên tiếng, thái tử, ngươi thật là xuất thủ tàn nhẫn, thời cơ này cũng tuyển không tệ, không giống lão nhị lỗ mãng như vậy. Bất quá, ngươi lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, khó chứa thiên hạ, không xứng là quân. Mà ánh mắt, cũng có chút thiển cận, tựa như vừa mới chấm ra đề tài thảo luận,
ngươi chỉ lo trước mắt, lại không để ý lâu dài, không có quan sát cục diện, không kịp lão tam vậy. Nói nhảm, ta còn tưởng rằng ngươi tại kiểm tra chúng ta tình thế, ai biết là quốc sách đâu. Trong mắt bất giác chừng một cái, thái tử tức giận hừ lên tiếng. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, hoàng đế một mặt khinh bỉ nói, đây chính là ngươi không xứng là quân một cái khác điểm, vì quân giả lúc có chính mình sức phán đoán, há có thể tùy ý phỏng đoán hắn người tâm tư. Theo quân phụ họa, sàm ngôn mị tục, chính là nô tài chi tướng, phi đế vương hành động. Ngươi nếu vì đế, liền nên có chính mình chủ kiến, để cho người khác phỏng đoán, thế nhưng là ngươi không có. Đầy đủ, phụ hoàng, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chớ có lại xính miệng lưỡi chi biện, mau đem Thiên Vũ Giang Sơn giao cho ta. Thái tử hung hăng hơi vung tay, nổi giận lên tiếng. Hoàng đế cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh quang, hừ hừ hừ. Thái tử, ngươi muốn ngồi phía trên cái này ngai vàng, còn chưa xứng. Ngươi tới, hộ giá. Vừa dứt lời, hiu 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 mấy đạo tiếng xé gió vang lên, năm vị thần chiếu hộ vệ liền nhất thời xuất hiện, ngăn tại hoàng đế bọn người trước người. Thấy tình cảnh này, thái tử nhưng cũng không nóng nảy, ngược lại suy cười một tiếng nói, ha ha ha. Phụ hoàng, vì tiêu diệt Trác Phàm một đám thế lực, ngài đã chiến lực lượng đem hết sạch ra. Đem hộ long thần vệ cùng quỷ ảnh vệ tất cả đều phái đi ra, chỉ còn lại có những thứ này tại mấy lần đại chiến bên trong kéo dài hơi tàn tàn binh bại tướng, không có dùng. Người tới, bắt lấy bọn hắn. Siêu siêu siêu. Lại là mấy đạo tiếng xé gió lên, thái tử sau lưng cũng xuất hiện 10 đạo cường hãn bóng người, đều là thần chiếu cao thủ không thể nghi ngờ. Kể từ đó, thái tử bên này có 10 người, hoàng đế bên kia chỉ có 5 người, lại là cao thấp biết liền, hoàng đế rõ ràng rơi xuống hạ phong. Bất quá, hắn lại không thấy chút nào bối rối, quát lạnh một tiếng nói, lên. Vừa dứt lời, những cái kia thần chiếu hộ vệ liền kiên trì xông đi lên, mà thái tử phất phất tay, những cái kia thần chiếu cao thủ cũng lập tức khí thế mãnh liệt xông lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng đình ở giữa, phong vân biến ảo, gió tanh mưa máu. Hoàng đế bên này người tuy nhiên từng cái hung hãn không sợ chết, nhưng là dù sao nhân số so với đối phương thiếu một nửa, cũng không phải là cái gì tuyệt thế cao thủ, sau đó liều không đến một phút công phu, liền đã rơi vào hạ phong. Thái tử nhếch miệng nhếch lên, tựa hồ đã nắm đến thành quả thắng lợi, nhưng hoàng đế trên mặt lại không kinh hoàng chút nào, vẫn như cũ một mặt vẻ đạm nhiên. Thông nhi, Vĩnh Ninh, chấm hoàng tọa sau có một mật đạo, chỗ ngồi tay trái long đầu chuyển một cái, liền có thể mở ra. Các ngươi tranh thủ thời gian đi vào, bên trong chấm sớm đã chuẩn bị tốt truyền quốc ngọc tỷ, các ngươi mang lên nó đi tìm Thác Bạt nguyên soái bọn họ. Nghĩ đến hiện tại bọn hắn đã cầm xuống Phong Lâm thành Trác Phàm một đám. Ngay tại Khải Hoàn hồi chiều đường chơi ngươi nhóm lấy Cần Vương tên, để bọn hắn giúp ngươi trở lại vị trí cũ. Bọn họ cần ta Thiên Vũ cái kia hứa hẹn 10% quốc thổ, chỉ có truyền quốc ngọc tỷ ấn giám, mới có thể có hiệu lực, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ giúp ngươi. Hoàng đế đã khí tức yếu ớt, nhưng vẫn như cũ dẫn theo một hơi, tỉ mỉ mật ngữ nói. Bàn tử thân thể nhìn không được chấn động, nhìn về phía hoàng đế, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, đầy là vẻ phức tạp. Thì thào lên tiếng, phụ hoàng, ngươi. Phụ hoàng thời gian không nhiều, sau cùng giúp ngươi trừ một chướng ngại, đi thôi. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong, hoàng đế khoan thai lên tiếng. Phụ hoàng, Vĩnh Ninh hét lớn một tiếng, đã là khóc đến nước mắt như mưa. Thế nhưng là, bàn tử nhìn lấy hoàng đế cái kia tràn đầy từ ái ánh mắt, nhưng trong lòng thì như đao xoắn đồng dạng, do dự nửa ngày, cũng không gặp động đậy. Mà lúc này, hoàng đế bên này cao thủ đã tổn thất 2 người, mắt thấy thì chịu không được. Hoàng đế kỳ quái liếc hắn một cái, nghi ngờ nói, thông nhi, vì sao còn không đi? Ngươi hẳn không phải là như thế lề mề chậm chạp người. Trầm ngâm nửa ngày, bàn tử cuối cùng thở sâu, trong mắt một đạo tinh quang trào lên, bình tĩnh lên tiếng, phụ hoàng, chúng ta không cần đi. Bởi vì, đại ca hắn thắng không ta. Bất giác khẽ giật mình, hoàng đế thật sâu nhìn lấy bàn tử. Lại là không rõ ý. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng xé gió vang, một nói kiếm mang màu trắng đột nhiên xẹt qua hư không, lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, thái tử bên kia thập đại thần chiếu cao thủ, liền trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, máu chảy đằng đẵng ngã nhào xuống đất phía trên. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, thái tử không khỏi giật nảy cả mình, tiếp lấy dương mắt nhìn lên, nhìn hướng người tới, lại càng là ngăn không được hít sâu một hơi.
chỉ thấy người này thân mang áo trắng, áo khuyết tung bay, tiên phong đạo cốt, trong tay một chi xanh biếc tiêu ngọc, hiện ra yêu kiều ánh sáng xanh, lại chính là hoàng thất ngũ đại hộ long thần vệ một trong, ngọc tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch không thể nghi ngờ. Phương Thu Bạch, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi chắc là bị phụ hoàng, phái đi hiệp trợ Khuyển Nhung đại quân bọn họ mới đúng à? Thái tử một mặt sợ hãi thán phục, không khỏi ừng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, sau đó hung hăng nhìn chăm chú về phía hoàng đế nói, phụ hoàng, đây cũng là ngươi an bài. Thế nhưng là, hoàng đế trên mặt đồng dạng là một mảnh vẻ mờ mịt, không hiểu lên tiếng, Phương tiên sinh, trẫm hẳn không có chịu ngươi trở về đi. Phụ hoàng, là ta để hắn trở về. Đột nhiên, một đạo quen thuộc mà thân cận thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hoàng đế mí mắt hơi hơi nhảy một cái, bất khả tư nghị quay đầu nhìn qua, lại chính gặp bàn tử cái kia đối với lớn chừng hạt đậu trong mắt, hiện ra lạnh lẽo ánh sáng thực. Hôm nay cũng là nhi thần động thủ ngày, lão sư hắn, sớm đã quyết định muốn trợ nhi thần một chút sức lực. Thân thể lạnh không khỏi chấn động, hoàng đế thật sâu nhìn bàn tử rất lâu, sau cùng lại là lắc đầu cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, thông nhi, chấm cả đời duyệt vô số người, có thể nói tay trưởng đại cục. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, sau cùng một mực không có nhìn thấu người, lại là ngươi. Thông nhi, ngươi thật đúng là chấm con trai ngoan a. Bất giác khẽ cắn môi, hoàng đế trùng điệp lên tiếng, trong mắt chớp động lên óng ánh nước mắt mang, không biết là kích động vẫn là phẫn nộ. Có chút không dám đi xem hoàng đế song đồng, bàn tử chậm rãi chợt qua đầu, thản nhiên nói, phụ hoàng, lúc trước không phải ngươi nói a, hoặc là không động thủ, hoặc là nhất kích tất sát. Đúng vậy a, nhất kích tất sát, thở dài một hơi, hoàng đế trong mắt có chút u ám. Tuy nhiên hắn rất vui vẻ hắn nhi tử có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, nhưng là chuyện tới bản thân thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được một trận hưu quạnh. Dù sao, đối với cái này mấy cái nhi tử mà nói, hoàng đế hắn ai cũng tính kế qua, duy chỉ có không có tính kế qua mập mạp này. Bất quá, đây cũng không phải là hoàng đế đối với hắn mắt khác đối đãi, mà chính là tiểu tử này những năm gần đây, ẩn tàng đến thực sự quá tốt, để hoàng đế căn bản bắt không được có thể tính kế cái đuôi. Nào giống cái kia hai cái hoàng tử, thái tử tham lam dối trá, nhị hoàng tử lỗ mãng thành thói, đều rất tốt sử dụng, duy chỉ có cái này lão tam, ẩn tàng thật sâu a, nước không lọt. Cho tới bây giờ, mới lộ ra cái kia có thể xé rách hết thảy răng nanh. Cho nên vô luận là thái tử vẫn là nhị hoàng tử ra tay với hắn, hoàng đế đều có thể vui vẻ đối mặt, dù sao cũng là hắn người phụ thân này xuất thủ trước. Nhưng duy chỉ có đối mặt cái này lão tam duỗi ra ma trường, lòng hắn lại là ngăn không được đau xót. Nói như vậy, lão tam, ngươi là đã sớm biết thái tử muốn hướng là cha hạ độc sự tình đi. Trong mắt một trận hưu quạnh, hoàng đế thở dài lên tiếng. Trầm ngâm một trận, bàn tử hơi hơi gật gật đầu, ta ở bên cạnh hắn an thám tử, bất quá điểm này, phụ hoàng không phải cũng đồng dạng rõ ràng sao. Lấy phụ hoàng cẩn thận, chỉ cần phụ hoàng không nghĩ, ai có thể hạ độc tại ngài. Cái gì? Lời vừa nói ra, thái tử cùng Vĩnh Ninh đều là nhìn không được thân thể cùng nhau chấn động, bất khả tư nghị nhìn sang. Cười khổ gật gật đầu, hoàng đế nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí, hớn hở nói, đúng vậy a, chấm cũng biết. Bất quá chấm càng biết, chấm thân thể càng ngày càng tệ, cách đại nạn ngày không xa vậy. Nếu là có thể nhờ vào đó ngồi vững thái tử mưu nghịch giết quân chi tội, đối ngươi sau này ngồi phía trên cũng là vô cùng tốt. Trong mắt nhìn không được co lại, thái tử nghe được lời này, lại là cái mũi đều sắp tức điên, một mặt ủy khuất nói, phụ hoàng, ta cũng là ngài thân sinh nhi tử, vì sao ngươi vì hắn, muốn mưu hại tại ta? Không phải mưu hại, chỉ là dẫn đạo. Nếu ngươi không lòng tham lam, như thế nào lại ra hôm nay chi quả? Khinh thường bĩu môi, hoàng đế khoan thai lên tiếng, tất cả mọi thứ, đều là mình nhân quả. Thánh nhân có nói, vô dục tắc cương, câu nói này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến. Bàn tử khẽ gật đầu, khom người bái nói, nhi thần thụ giáo. Không, là chấm lĩnh giáo, chậm rãi lắc đầu. Hoàng đế khoan thai lên tiếng, thực vừa mới ra đề tài thảo luận, chấm thật là cho thái tử một cơ hội cuối cùng. Nếu là hắn trả lời thỏa đáng, thực cái kia chén thuốc chấm chưa chắc sẽ uống. Đến lúc đó, ngươi sẽ như thế nào quyết đoán, thông nhi? Mi đầu hơi hơi run run động một cái, bàn tử trầm ngâm một chút, cuối cùng lại là trong mắt ngưng tụ, kiên định lên tiếng, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhi thần,
sẽ không lưu thủ. Tốt, chấm quả nhiên không chọn lầm người, làm xuất thủ lúc thì xuất thủ, nhất kích tất sát, được không luyện công nghiệp. Cho dù chính mình chí thân cản tại trước người, cũng muốn không chút lưu tình nghiền ép lên đi, đây là đế vương chi đạo vậy. Hoàng đế hài lòng gật đầu, trong mắt đều là vẻ tán thưởng. Thái tử hung hăng khẽ cắn môi, trong lòng không cam lòng. Vĩnh Ninh công chúa thì là nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, đã là hoàn toàn ngây người, khó có thể tin dao động cái đầu, điên cuồng hống nói, người điên, người điên. Các ngươi đều là người điên. Nói, liền nước mắt chảy ngang hướng đại điện bên ngoài chạy tới, thế nhưng là nàng chưa kịp chạy ra mấy bước, lại là đụng một tiếng tiến đụng vào một khối rộng lớn trong lồng ngực, nhất thời một cái lắc mình liền muốn ngã xuống, lại là lại bị một cái cường tráng cánh tay bỗng dưng bắt lấy. Ai, rất lâu không thấy. Công chúa ngươi nôn nôn nóng nóng tính tình vẫn không thay đổi a. Một thanh âm quen thuộc truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai, hoàng đế ba người đều là mi đầu lắc một cái, trong lòng nhìn không được động đất chấn, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vĩnh Ninh cũng là hơi chậm lại, nâng lên đáng yêu khuôn mặt, nhìn về phía trước mặt đạo này thân ảnh quen thuộc, Trác Phàm tà dị tiếu dung, nhất thời xuất hiện tại bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Cao, Trác Phàm, a. Vĩnh Ninh nhìn đến Trác Phàm, đúng là liều lĩnh bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn khóc lớn lên, than thở khóc lóc. Điều này không khỏi làm vị này thiên hạ đệ nhất đại quản gia một đầu mơ hồ, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên như thế nào hành sự. Vân Sương đứng tại Trác Phàm bên cạnh, nhìn lấy tình cảnh này, tâm lý không biết làm tại sao, có chút không thoải mái, liền nhẹ nhàng lôi kéo Vĩnh Ninh quần áo, khuyên lơn, Vĩnh Ninh, ngươi làm sao? Vĩnh Ninh công chúa không có trả lời, chỉ là ôm thật chặt hắn, một trận khóc lớn, vĩnh viễn không thôi. Thiên Vũ Tứ Hổ gặp này, bất giác bất đắc dĩ bĩu môi, làm sao vận đào hoa thì hết lần này tới lần khác luôn để nguyên soái bắt kịp đâu. So sánh với nhau, nguyên soái cũng không có so với chúng ta đẹp trai bao nhiêu a. Không thể bởi vì hắn là nguyên soái, bên trong chiếm cái đẹp trai chứ, cứ như vậy lấy nữ tử hoan hỉ đi. Lạc Vân Hải cũng là vừa đỡ cái chán, bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Ai, may mắn hiện tại hắn cái kia bình giấm chua chị gái không tại, không phải vậy lại phải đại náo một trận. Chỉ có Lệ Kinh Thiên, Cửu Viêm Hải mấy cái Trác Phàm tâm phúc, thấy tình cảnh này, tựa hồ nhìn lắm thành quen giống như, liếc nhìn nhau, đều là lộ ra mập mờ nụ cười. Trác quản gia hoa đào này vẫn cũng quá mạnh, đến chỗ nào đều có người ngã vào a, hắc hắc hắc. Nhìn lấy dưới thân cái này không biết muốn khóc đến năm nào gì Nguyệt công chúa, Trác Phàm một trận chân tay luống cuống, thậm chí ngay cả tay cái kia để chỗ nào cũng không biết, cuối cùng đành phải trong lòng hung ác, ai thán một tiếng, giơ tay chém xuống, đụng một tiếng, một cái thủ đao, lúc này đem nàng cho đánh ngất xỉu. Lần này, bên cạnh hắn người triệt để mắt trợn tròn, nhất thời hóa đá. Ây, Trác quản gia, ngài cái này là ý gì? Ngơ ngác nhìn Trác Phàm. Lệ Kinh Thiên trên mặt một trận đờ đẫn. Trác Phàm đem Vĩnh Ninh đỡ qua, giao cho một bên cũng là một mặt si ngốc Vân Sương trong tay, hơi hơi nhún nhún vai, chuyện đương nhiên nói, nhà đầu này khóc tâm phiền, không có cách, trước hết để cho nàng lãnh tĩnh một chút. Ta đi. Chỉ một thoáng, mọi người tức xạ mặt lại rơi xuống, trong lòng thầm than, cái này Trác quản gia cũng quá đơn giản thô bạo đi. Khác nói người ta chỉ là một tên tay trói gà không chặt nữ tử. Vẻn vẹn là người ta công chúa chi tôn, ngài liền không thể như thế đối với người ta a, cũng quá vô lễ. Mà cái kia Thiên Vũ Tứ Hổ, thì càng là khóc không ra nước mắt, im lặng vấn thương thiên. Vì sao như thế to đần độn nam tử sẽ phải chịu nhiều như vậy nữ tử truy phủng, bọn họ cái này bốn đại soái ca thì không người hỏi thăm đâu. Vân Sương đem chính mình hảo tỉ muội Vĩnh Ninh công chúa nhận lấy lúc, cũng là hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, trong mắt đều là oán trách chi sắc. Nhưng không biết sao, nhưng trong lòng cũng không ghét, ngược lại có loại mừng rỡ cảm giác. Tối thiểu, cái này biểu thị Trác Phàm đối nàng căn bản không có ý tứ kia. Gọi tới một tên đã sớm bị này một đám hung thần ác sát dọa đến run rẩy cận thị, để hắn đem Vĩnh Ninh công chúa đưa về sau khi. Trác Phàm một đoàn người, rốt cục sải bước đi nhập bên trong đại điện. Mà tất cả mọi thứ hậu trường người thao túng, ngày hôm nay Vũ Hoàng đế, rốt cục xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tính toán tổng nợ thời điểm, đến. Lạnh lùng nhìn lấy Trác Phàm một đoàn người dần dần chậm chậm đi tới, hoàng đế giải ra một ngụm chọc khí, tuy nhiên không thể tin được, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ai, bại, triệt để bại.
Bàn tử nhìn lấy Trác Phàm, trong mắt tinh quang phun trào, không biết đang suy nghĩ gì, lại cũng không lên tiếng. Ha ha ha, bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm Di vui mừng đứng ở trước mặt hắn, nhìn lấy cái kia đầy mặt hắc khí, hiển nhiên độc khí công tâm bộ dáng, bất giác điều cười ra tiếng nói, thế nào, bệ hạ trong nhà gia đình phân tranh sao? Phốc! Sau lưng mọi người bất giác tất cả đều che miệng lại, cười khẽ một tiếng. Cái này đều đã bắt đầu liều mạng, như coi như gia đình phân tranh lời nói, cái kia cửa nát nhà tan tính là gì? Không để ý đến hắn hí ngược chi ngôn, hoàng đế chỉ là chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, thật lâu mới bất đắc dĩ nói, đã các ngươi xuất hiện ở đây, xem ra Thác Bạt Thiết Sơn là bại, chấm những cái kia hộ long thần vệ cùng quỷ ảnh vệ nhóm cũng không về được, đúng không? Đây là tự nhiên, ta Trác Phàm làm việc, lúc nào lưu qua tay? Trác Phàm cười cười, thản nhiên đáp. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, tuy nhiên hoàng đế trong lòng sớm đã đoán được, nhưng tránh thức nghe đến Trác Phàm trả lời chắc chắn. Trong nội tâm vẫn là không nhịn được nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn bốc lên không thôi, bất đắc dĩ lại nhắm mắt lại, thở dài lên tiếng, khí tức nhất thời liền uể oải không ít. Thật lâu, hoàng đế mới lại mở ra hai mắt, mặt hiện nghi ngờ nói, thế nhưng là Trác Phàm, chấm đối ngươi cùng các ngươi Lạc gia thực lực, đều đã như lòng bàn tay. Ngươi hẳn là không lớn như vậy năng lực nhưng là lật bàn, sao lại thế? Ha ha ha, chuyện này chỉ có thể nói bệ hạ. Ngài còn không hiểu ta. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm quay đầu cùng bọn người liếc nhau, bọn họ cũng tất cả đều cười to lên. Không sai, trước kia Lạc nhà thế lực, xác thực tại hoàng đế trong lòng bàn tay, lật không nổi cái gì sóng lớn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, Trác Phàm có thể luyện ra một chi chiến khôi quân đoàn đi đối phó Thác Bạt Thiết Sơn mấy triệu tinh binh, theo Ma Sách Tông mượn tới Khô Vinh Ngũ Lão, đối phó Huyền Nhung Ngự Thú Tông Tam Đại Trưởng Lão. Quang hai cỗ thế lực này, liền đủ để thay đổi càn khôn, đây là hoàng đế vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Riêng là Trác Phàm, thế mà còn cùng Ma Sách Tông có liên quan. Nếu là hoàng đế sớm biết cái tầng quan hệ này lời nói, hắn tuyệt không dám tùy tiện động thủ, thậm chí đem toàn bộ kế hoạch triệt để hết hiệu lực, cũng có khả năng. Đáng tiếc hắn không biết, coi là nắm giữ hết thảy, bày mưu tính kế, khăng khăng chấp hành, mới rơi vào hôm nay đại bại. Mà Trác Phàm người bên cạnh, lúc này lại đều đã biết bên trong nội tình, bất giác tất cả đều một bộ người thắng lợi bộ dáng, cười lạnh liên tục mà nhìn xem hoàng đế. Trong lòng đã rõ ràng hết thảy, tuy nhiên hắn còn không biết trong này mờ ám, nhưng cũng tương đối rõ ràng, Trác Phàm nhất định là chuẩn bị hắn khó có thể tưởng tượng đại động tác, mới chuyển đổi âm dương, chuyển bại thành thắng. Mà hết thảy này tất cả cơ hội, đều muốn tại hiểu rõ toàn bộ đại cục điều kiện tiên quyết, mới có thể hoàn thành. Sau đó, hoàng đế lại hỏi, Trác Phàm, người có phải hay không đã sớm biết chấm cùng Huyền Nhung hợp tác sự tình, mới cùng chuẩn bị sớm. Bất quá, sự kiện này việc quan hệ bí mật, người am hiểu không nhiều, cho dù là chấm thân cận người, cũng không lắm giải. Ngươi, lại là từ đâu biết được? Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm thân thủ bao quát, liền đem Vân Sương đẩy lên phía trước, cười khẽ một tiếng, cùng bệ hạ trước kia làm một dạng, có nghi hoặc, hỏi tế tự. Sương Nhi cô nương là năm đó đại tế ti Vân Huyền Cơ đưa cho ta trợ thủ, giúp ta đoán mệnh nhìn bầu trời, ta thế nhưng là sử dụng đến tương đương triệt để a, ha ha ha. Nghe được lời này, Vân Sương bất giác hai gò má một đỏ, không biết lại nghĩ chỗ nào đi. Tế tự phủ thiên mệnh chi đồng, chắc là chỉ có thể nhìn khí vận xu thế, cũng không thể xem chi tiết. Điểm này, chấm là biết, giống chấm cùng Huyền Nhung liên thủ một chuyện. Tuyệt không có khả năng theo trời giống như bên trong nhìn ra. Hoàng đế trong mắt hơi híp, thật sâu nhìn Vân Sương liếc một chút, lại là chậm rãi lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Không sai gật đầu, Trác Phàm cực kỳ tán đồng nói, không sai, Sương Nhi xác thực không biết bên trong chân tướng. Nàng chỉ biết người nào khí vận yếu, người nào khí vận mạnh, người nào nhanh ợ ra rắm, người nào nhanh phát tài, chỉ thế thôi. Bất quá, dạng này cũng liền đầy đủ. Khóe miệng xẹt qua tự tin đường cong, Trác Phàm khoan thai lên tiếng tiếp tục nói, lúc trước Huyền Nhung sứ đoàn nhập đế đô lúc, Huyền Nhung khí thế tràn đầy tự nhiên không nói chơi, bởi vì bọn hắn vốn chính là tới lấy được lợi ích. Đế vương môn cùng Gia Cát Trường Phong khí thế cũng theo tăng trưởng, cũng hợp tình hợp lý. Nói không chừng bọn họ thì cùng Huyền Nhung có liên quan, hoặc là nói Huyền Nhung hành động, đối bọn hắn có giúp ích. Mà tại đoạn thời gian kia,
Lạc gia khí vận lại là vừa giảm lại hàng. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, mặc kệ Khuyển Nhung như thế nào hành động, cho dù không nhằm vào Lạc gia, nhưng là gây nên đại loạn, Lạc gia căn cơ lại yếu, chịu ảnh hưởng cũng bình thường. Nhưng là, thế mà, lời nói xoay chuyển, Trác Phàm chăm chú để mắt tới Hoàng đế hai con ngươi, khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, khoan thai lên tiếng nói, làm sao Khuyển Nhung người đến, bệ hạ khí vận cũng tăng theo đây, mà lại là bốn nhà bên trong tăng trưởng thịnh vượng nhất một cái. Cái này, liền để người không thể lý giải. Dù sao, Khuyển Nhung Thiên Vũ luôn luôn là địch, Khuyển Nhung người đến, như thế nào cổ vũ bệ hạ khí vận. Đến mức bệ hạ cùng Khuyển Nhung hợp tác, ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao đây là một cấm khu, cho dù là hoàng thất, tuôn ra như thế xì căng đan, cũng lại không có tư cách chấp trưởng Thiên Vũ. Cho nên khi đó, ta để Sương Nhi lặp đi lặp lại xem, nhưng vẫn như cũ là như thế tình thế. Như vậy chỉ có thể nói, bài trừ chỗ có khả năng tính về sau, còn lại đáp án, cho dù lại không hợp lý, cái kia cũng là sự thật. Bệ hạ, ngài thật coi trời bằng vung, cùng Khuyển Nhung ngoại địch hợp tác. Cho nên kể từ lúc đó, ta cũng bắt đầu bố trí hết thảy, để Lệ Lão bọn họ đào giấu binh động, chuẩn bị đối kháng Khuyển Nhung đại quân đánh tới. Trác Phàm nói đến chỗ này, không lại nói đi xuống. Hoàng đế chăm chú nhìn hắn thật lâu, cuối cùng tán phục gật đầu, Trác Phàm, người rất thông minh, đến thánh nữ tương trợ, lẽ ra nên có thành tựu này. Bệ hạ quá khen, thực bệ hạ mới thật sự là người thông minh, chỉ là ngài khư khư cố chấp, đem người bên cạnh đều khu ra. Như Vân Huyền Cơ, Độc Cô Chiến Thiên, Gia Cát Trường Phong chờ một chút, đều là như vậy. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, khẽ vuốt cằm. Vân Sương nghe đến, lại là không khỏi sững sờ, nhìn về phía Trác Phàm nói, ngươi. Ngươi nói cái gì, gia gia của ta hắn. Sương Nhi, ta biết rõ ngươi đối Vân Lão chết một mực canh cánh trong lòng, lúc trước ta nói qua hội thay ngươi báo thù, nhưng là khi đó thời cơ chưa tới. Hiện tại, ta liền đem ngươi đưa đến thù người trước mặt, để ngươi đưa báo thù. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Hoàng đế nói, ta nói không sai à, bệ hạ, lúc trước đem Vân Huyền Cơ sát hại người, cũng là ngươi sai xử. Vân Sương giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia càng thấy uể oải bóng người, hai mắt đều nổi lên đỏ ửng, là ngươi. Hoàng đế cũng không phủ nhận, không sai gật đầu, đại tế ti chính là chấm phụ quốc trọng thần, chấm mọi chuyện tất khom người thỉnh giáo, cho nên hắn biết sự tình cũng rất nhiều. Đến sau cùng, hắn rốt cuộc biết chấm kế hoạch, lại là cực lực phản đối. Thậm chí, làm ra đầu nhập vào Trác Phàm, phản bội chấm sự tình, để chấm vô luận như thế nào cũng không thể lại nhịn thụ đi xuống. Vân gia nhất tộc, luôn luôn lấy cứu vãn thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Năm đó Thiên Vũ khai quốc, theo Thái Tổ cùng một chỗ xuống núi sáng thế, cũng hẳn là muốn tạo phúc cho dân đi. Bất quá lần này bệ hạ vì lợi ích một người, lại muốn dẫn ngoại binh nhập cảnh, Khuyển Nhung gót sắt phía dưới, Thiên Vũ sinh linh đổ thán, cái này không phải Vân Huyền Cơ đại nhân muốn xem đến. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có lựa chọn cầu trợ ở ta, muốn cải biến đây hết thảy. Trác Phàm thở sâu, thở dài lên tiếng, may mắn không làm nhục mệnh, tại hạ cuối cùng gắm xuống Khuyển Nhung đại quân khối này xương cứng. Nghe được lời này, Hoàng đế hết sức cười một tiếng, trên mặt chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Khuyển Nhung đại quân là hắn có thể mượn đến thế lực tối cường, liền chi đội ngũ này cũng bị đánh bại, thật sự là trời không theo ý người a. Mà Vân Sương dĩ nhiên đã hai mắt khóe mắt, song quyền chăm chú nắm lại, toàn thân sát khí ngăn không được phát ra. Chỉ sợ một giây sau, thì muốn động thủ giết người. Độc Cô Phong gặp này, không khỏi nhanh chóng vội vàng khom người ôm quyền nói, Sương Nhi cô nương xin bớt giận, cùng Hoàng đế này có thù, cũng không chỉ Sương Nhi cô nương một người mà thôi. Tại hạ hơi nghi hoặc một chút, muốn hỏi cái rõ ràng, đợi hết thảy cha ra, Sương Nhi cô nương lại động thủ không muộn. Vân Sương trầm ngâm một trận, khẽ gật đầu, tạm thời đè xuống trong lòng phẫn nộ. Độc Cô Phong cảm kích liếc nhìn nàng một cái, liền vừa nhìn về phía Hoàng đế, âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ, tại hạ cũng có một chuyện không rõ, còn mời bệ hạ giải đáp. Cái này Khuyển Nhung trăm vạn đại quân, tại sao lại trong một đêm vượt qua biên cảnh, xâm nhập Thiên Vũ nội địa, mai phục tại chúng ta? Bằng vào chúng ta Độc Cô quân thế lực, muốn giấu giếm qua chúng ta hai mắt đi tới nơi này, căn bản không có khả năng. Ha ha ha, đó là đương nhiên, cho dù là Gia Cát Trường Phong lão quỷ kia, phí hết tâm tư, cũng bất quá vụng trộm làm tiến 100.000 số lượng mà thôi. Chấm liền xem như thiên tử, cũng
cũng không có khả năng tại hai đại quốc trụ dưới mí mắt làm ra dạng này mờ ám tới. Cười gật gật đầu, hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác Phàm, ngươi không phải rất thông tuệ à, ngươi đến đoán xem. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, lại là mỉm cười cười ra tiếng, yên lặng nói ra năm chữ, ngũ hành trấn quốc thạch. Mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hoàng đế sắp chết trong hai con ngươi bất giác lóe qua một đạo vẻ kinh ngạc. Độc Cô Phong cũng là cả kinh, kêu lên, cái gì, cũng là Bách Gia Tranh Minh phía trên dùng trấn quốc thạch. Không tệ, ngũ hành trấn quốc thạch chính là không gian truyền tống linh binh, rất là hy hữu, mọi người chú ý cũng nhất định rất nhiều. Bệ hạ lấy Bách Gia Tranh Minh làm lý do, đem trấn quốc thạch điều ra hoàng thành. Mà ta tại Thú Vương Sơn, cũng đã gặp Huyền Nhung cái cô nương kia, chỉ sợ bọn họ lúc đó chính là vì thu thập ngũ hành trận môn mà đến. Chờ Bách Gia Tranh Minh kết thúc, tất cả mọi người ánh mắt đều tại Ngự Hạ Thất Gia trên thân lúc, bọn họ đang lợi dụng cái kia truyền tống linh binh, đem Huyền Nhung đại quân từng cái truyền đến, mai phục nơi này. Trác Phàm yên tĩnh kể rõ, dường như tận mắt nhìn thấy đồng dạng, sau cùng nhìn về phía một mực giữ im lặng Phương Thu Bạch nói, Phương tiên sinh, lúc đó ngươi là phụ trách sự kiện này người, chân tướng chắc là trong lòng hiểu rõ đi. Trầm ngâm nửa ngày, Phương Thu Bạch khẽ gật đầu, đạm mạc lên tiếng, một có điểm không tệ. Ha ha ha, Trác Phàm cũng là Trác Phàm, chấm làm thật sự coi thường ngươi. Khó trách chấm thất bại triệt để như vậy, nguyên lai ngươi đã xem thấu hết thảy. Hoàng đế bỗng nhiên vỗ tay tấn công, cười to liên tục, nhưng là trong tiếng cười lại tràn đầy lệ quang, có điều, ngươi tại cùng đế vương môn dây dưa thời điểm, chẳng lẽ tuyệt không lo lắng chấm lại đột nhiên đối ngươi Phong Lâm Thành ra tay? Đương nhiên sẽ không, bởi vì bệ hạ kế hoạch là, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong a. Nội chính chưa an, dùng cái gì cướp bên ngoài. Trong mắt lóe lên một đạo tự tin ánh sáng, Trác Phàm tiếng cười gian nói, Huyền Nhung là bệ hạ trợ lực lớn nhất, Huyền Nhung sứ đoàn chỗ, chính là bệ hạ đầu tiên muốn công phạt chi địa. Tuy nhiên bệ hạ một mực khuyến khích đế vương môn cùng chúng ta Lạc Gia tranh chấp, Độc Cô đại quân, Hộ Long thần vệ, Quỷ Vương thống lĩnh tất cả đều toàn bộ hướng chúng ta nơi này phái tới, nhìn như muốn bắt chúng ta khai đao, thực chỉ là cái ngụy trang. Chính thức mục đích, ở chỗ gạt bỏ ra Cát Trường Phong cùng Độc Cô Chiến Thiên cái này hai đại hướng bên trong thế lực bá chủ. Chờ triều chính an ổn, bệ hạ lại để cho Huyền Nhung đại quân diệt đi chúng ta cái này chinh chiến đã lâu, thực lực giảm lớn tiểu gia tộc, thì dễ như trở bàn tay. Hoàng đế không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Thật lâu mới lại hí ngược nói, cái kia chấm vì sao không giống nhau Độc Cô Chiến Thiên đem các ngươi diệt, lại ngư ông đắc lợi đâu. Bởi vì bệ hạ lớn nhất giải Độc Cô lão nguyên soái tính tình, hắn mặc dù đối với ngài trung tâm, nhưng có điểm mấu chốt, là tuyệt đối sẽ không cho phép ngài làm ra dẫn ngoại binh nhập cảnh sự tình. Ngài sợ Độc Cô lão nguyên soái lại bởi vậy phản nghịch, cho nên tại trừ rơi ra Cát Trường Phong về sau, tin tức còn chưa truyền ra trước đó, liền muốn quyết định thật nhanh, diệt đi Độc Cô đại quân. Chỉ sợ khi đó tại trong lòng ngài, chúng ta Lạc Gia chỉ là có mấy người cao thủ giữ thể diện tiểu gia tộc mà thôi, còn chưa rơi vào ngài trong mắt, coi như áp sau xử lý, cũng không sao chứ. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thở dài, nhưng ai biết, chính là chúng ta, cầm xuống cái này thắng lợi sau cùng. Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm rất lâu, hoàng đế sắc mặt ngốc trệ, không nói một lời, thật lâu mới nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí. Tán thưởng lên tiếng, Trác quản gia thật là thần nhân cũng, chấm lần này bị bại. Không oan, nếu là cái này Thiên Vũ đế vị từ Trác quản gia đến ngồi, nghĩ đến cũng là không tệ đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác giật mình, riêng là thái tử cùng bàn tử toàn đều cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, song đồng nhịn không được run run. Cái này Trác Phàm tâm kế quá sâu, thực lực lại mạnh như vậy, thế lực lại lớn như vậy. Hắn nếu vì đế, toàn bộ Thiên Vũ lại có ai có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Trong lúc nhất thời, hai người tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi bên trong, yên tĩnh lắng nghe hắn đáp án. Mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, thở dài, bệ hạ câu nói này thế nhưng là nói muộn a, vì trận chiến này, ta hướng Ma Sách Tông cho người mượn, thiếu một cái như vậy đại nhân tình. Qua chút thời gian liền muốn đi báo danh, chỉ sợ không ngớt Utsunomiya rất ít trở về, đâu còn có thể xưng được đế tôn chi vị. Thật sao, Ma Sách Tông cũng biết việc này a, cái kia ngược lại là không thể tốt hơn, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, hoàng đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mập mạp nói, Thông Nhi, về sau ngồi lên vị trí này,
chớ có lòng tham. Mọi người cho dù xưng ngươi một tiếng bệ hạ, liền muốn hoài cảm ơn chi tâm. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm bất giác tán thưởng cười nói, bệ hạ thật sự là khôn khéo rất, tốt ha, dù sao ta cùng bàn tử từng có ước định, để hắn ngồi lên cái này long ỷ cũng được. Chờ một chút. Thế mà, đúng lúc này, một bên thái tử lại là vội vã khoát khoát tay, vội vàng đi vào Trác Phàm trước mặt, tự đề cử mình nói, Trác quản gia, đã ngài không ngồi cái này hoàng vị, cũng không có lòng dìu hắn người ngồi phía trên lời nói, vậy liền dìu ta ngồi phía trên đi. Ta thề, chỉ cần ta có thể ngồi đến cái kia chỗ ngồi phía trên, về sau hết thảy nghe ngươi, ngươi chính là Thiên Vũ Thái Thượng Hoàng. Thái tử hiện tại đã tương đối rõ ràng, Trác Phàm đã đến đại thế, muốn cho người nào làm hoàng đế, người nào liền có thể làm. Mà lại, nghe vừa mới ngữ khí tới nói, người Lạc gia giống như cũng không muốn ngồi phía trên. Sau đó, hắn liền vội vàng ôm lấy bắp đùi. Liếc mắt liếc một cái hắn, Trác Phàm không khỏi cười nhạo mà ra, khinh thường nói, một cái hữu danh vô thực kẻ buôn nước bọt hoàng đế, thế mà còn có nhiều người như vậy cướp làm, có ý tứ sao? Có ý tứ, đương nhiên là có ý tứ, chỉ cần để cho ta có thể ngồi lên cái kia chỗ ngồi, chuyện gì ta đều nguyện ý làm. Thái tử vội vã gật đầu, sợ Trác Phàm không đáp ứng giống như. Mọi người gặp này, ào ào lộ ra vẻ khinh bỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.